chương 1633 một quyền cường đại, như thế oanh lên người nam tu khôi ngô vậy mà không đánh tên nam tu này, ra khỏi phi thuyền, nhưng thời điểm nam tu ngã xuống đã giống như một bãi bùn nhão, xương cốt toàn thân hắn đều bị một quyền của địch cửu đánh nát vụn. Nếu không phải địch cửu cố ý lưu lại hắn một mạng, mạng của người này đã bị địch cửu thu hoạch rồi. Ngươi, nam tu khôi ngô ngã xuống sàn phi thuyền, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Hắn thật sự không nghĩ ra vì cái gì một tên tu sĩ mới vừa tiến, vào thiên thủ môn, đi vào đại đạo chi lộ lại cường đại thế này, không có bất kỳ đạo lý. đích thật là không có bất kỳ đạo lý, nếu có đạo lý hoặc là hắn được chứng kiến mà nói thì hắn cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện leo lên phi thuyền của địch cửu rồi. Nhưng hắn lập tức hắn liền nghĩ đến, với thực lực của địch cửu, coi như là hắn không lên phi thuyền của địch cửu, kết quả cũng sẽ không thay đổi bao nhiêu. Nếu như vừa rồi địch cửu đánh hắn bay ra khỏi phi thuyền, thì hắn có nắm chắc sử dụng cấm thuật bỏ chạy. Đáng tiếc đây là nếu như mà thôi, hiện tại hắn vẫn còn trên phi thuyền. Trả lời ta mấy vấn đề, nếu như ta hài lòng mà nói, có thể thả ngươi ly khai. Đương nhiên, trước khi ngươi rời đi nhất định phải mơ thế giới vũ trụ ra, cho ta xem xem bên trong còn có bao nhiêu luyện đạo kim, những thứ luyện đạo kim này là thứ ta cần. Địch cửu nhàn nhạt, nhạt nói ra. Sau khi nói xong, địch cửu chỉ bình tĩnh nhìn tên nam tu khôi ngô trước mắt. Vu địch nhất nuốt xuống một ngụm nước miếng, hắn có chút ngốc trệ. Thực lực của địch cửu tuyệt đối mạnh hơn tu sĩ chứng đạo bước thứ sáu, nhưng lại không chỉ mạnh hơn một chút. Lúc trước hắn từng chứng kiến thực lực của địch cửu, tuy nhiên cũng không yếu, nhưng tối đa cũng chỉ có thể đối kháng với bái tuyển tiêu, hoặc là tán ô để không rơi vào thế hạ phong, hoặc là còn có thể thắng một cái trong đó. Nhưng đều muốn một quyền đuổi giết cường giả như bái tuyển tiêu, thì địch cửu tuyệt đối không làm được. Hiện tại địch cửu dễ dàng làm được rồi, vậy có thể nói rõ là địch cửu đi qua sinh tử môn, thực lực thăng lên mấy cái cấp độ. Người hỏi đi, nhưng nhất định phải lưu lại cho ta một nửa luyện đạo kim, bằng không mà nói, ta thả rằng đi tìm chết. Nam tu sụi lơ do dự chọn vẹn nửa nén hương thời gian, lúc này mới chậm rãi nói ra. Hắn không cam lòng, đi đến hôm nay, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào bước thứ bảy, hắn làm sao có thể cam tâm. Địch cửu trong nội tâm nghi hoặc không thôi, theo lý thuyết đến nơi này một bước, bất luận cái gì người tu đạo cũng sẽ không nói thà rằng đi tìm chết nha. Nếu ra hỏa này xương cốt cứng như cứng như vậy vì sao còn để cho mình hỏi chuyện. Địch cửu chẳng qua là nghi hoặc khó hiểu, thật cũng không có nói thêm nữa cái gì. Luyện đạo kim hắn có thể chính mình đi tìm trong tương lai, một nửa thì một nửa. Nghĩ tới đây, hắn tận lực hạ thấp khí thế của mình. Thời điểm ngươi truy đuổi vô địch nhất hình như cũng không có dùng toàn lực, hẳn là ngươi biết vô địch nhất đi không xa. Dùng thực lực của người trước mắt này, nếu như hắn muốn toàn lực đuổi giết vô địch nhất thì địch cửu đoán chừng vô địch nhất, không có cơ hội chạy trốn tới thuyền của hắn. Đúng, ta biết rõ hắn không thể đi xa bởi vì chỉ cần đạp vào đại đạo chi lộ, sẽ không có đường rút lui. Vu đạo hữu càng đi về phía trước một đoạn, cũng sẽ bị quy tắc đại đạo tròn mênh mông nghiền ép, không thể không quay đầu lại. Nam tu khôi ngô không có nửa điểm do dự mà nhanh chóng trả lời. vô địch nhất trong nội tâm âm thầm nghĩ mà sợ, hắn thật đúng là không biết đạp vào đại đạo chi lộ thì không cách nào quay đầu lại. Chuyện này tại đại đạo chi lộ bên trên được công nhận, cho nên hắn mới không có đi nghe ngóng qua. Địch cửu cho mày, ý của ngươi, là chỉ cần đi tới con đường này thì cũng chỉ có thể truy cầu cấp độ cao hơn, từng bước một tiến tới, căn bản cũng không có đường lui sao. Nam tu khôi ngô gật gật đầu, đúng vậy, đi tới đại đạo chi lộ, chỉ có thể tiến lên, căn bản cũng không có đường lui. Rất nhiều cường giả không cách nào bước vào đại đạo trận môn, mà chỉ có thể ở nhìn qua đạo thạch bên trên thời gian dần qua chờ chết. Địch cửu hừ lạnh một tiếng, không chỉ nói bước vào thần cảnh tầng năm thậm chí 6 tầng, coi như là một cái tu sĩ tố đạo cũng không cam chịu ngồi chờ đợi chết đi. Nam tu khôi ngô cười lạnh, Ngươi đang ở đây đại đạo chi lộ bên trên ngốc một thời gian ngắn sẽ hiểu, ở chỗ này phía trước vài năm có lẽ ngươi xem không đi ra. Vài năm sau, ngươi đại đạo đạo vận sẽ bị tự động chóc bong, sau đó dung nhập vào đại đạo chi lộ, trở thành mảnh vỡ pháp tắc trong đó. Sau đó, mỗi lần bị chóc bong bản thân, đại đạo đạo vận đem trở nên gấp mấy lần trồng lên, cuối cùng cả đạo cơ đều sụp đổ mất, vũ trụ thế giới càng sẽ tan vỡ theo. Ha ha, một tu sĩ bước thứ năm sao, coi như cường giả bước thứ 9 tới nơi này, chỉ sợ cũng ngăn không được loại tổn thương này. Cuối cùng có một ngày bản thân đại đạo bị chóc bong hầu như không còn, bản thân thế giới, tan vỡ, vậy cũng chỉ có thể thời gian dần qua chết già. Nhìn qua đạo thạch, chính là đi vào đại đạo chi lộ tu sĩ chờ chết chỗ. Địch cửu giờ phút này đã hiểu được, vì cái gì đối phương tại sinh tử trước mặt còn không cần do dự, thì ra ở cái địa phương này mà không lấy được đủ nhiều luyện đạo kim, không vượt qua khỏi đạo trận môn, sớm muộn cũng chỉ là một cái chữ chết mà thôi khó trách trước mắt người này vừa rồi tại sống và chết tầm đó còn do dự mà hắn là biết rõ nếu như vào không được đại đạo chi môn sớm muộn hay là chỉ còn đường chết sắc mặt vô địch nhất trở nên khó coi cho dù đi theo bên cạnh địch cửu thì không cần lo lắng bị người tiện tay giết có thể thực lực của hắn ở đại đạo trận môn tinh không thành căn bản cũng không có đường ra địch cửu cũng trầm mặc trọn vẹn 10 lần hô hấp sau đó mới tiếp tục hỏi sau khi tiến vào đại đạo trận môn có phải có cơ hội bước vào bước thứ bảy nam tu khôi ngô nói ra tiến vào đại đạo trận môn về sau có một cái tẩy đạo trì dùng để cô động bản thân đạo cơ nghe đồn chỉ cần trải qua tẩy đạo trì một lần hoàn thiện bản thân đạo cơ có năm thành nắm chắc bước vào bước thứ bảy địch cửu thở dài hắn còn có rất nhiều vấn đề ví dụ như thiên thủ môn là chuyện gì xảy ra sinh tử môn là ai đặt ở nơi nào nhưng mà hắn cũng không hỏi hắn khẳng định trước mắt người này cũng không biết đưa tay lấy ra một quả đạo đan ném vào trong miệng nam tu khôi ngô này sau đó nói đưa ra một nửa luyện đạo kim của ngươi đi cái đạo đan này rơi vào trong miệng nam tu ngay lập tức hóa thành đạo vận vô cùng thẩm thấu vào trong thân thể nam tu xương cốt của hắn bị một quyền của địch cửu đánh thành bã vụn nhanh chóng được gầy dựng trong thời gian ngắn trong khoảng thời gian ngắn nam từ từ trạng thái sụi lơ đã có thể đứng lên mặc dù đạo cơ của hắn còn không có hồi phục nhưng có thể giải quyết hay không chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi thương thế khác đã bị đạo đan của địch cửu chữa trị hết tất cả Ngươi chỉ hỏi hai vấn đề này sao? Nam Tu khôi ngộ có chút không dám tin tưởng nhìn xem địch cửu, hắn cho là mình không lột một lớp da thì địch cửu chắc sẽ không bỏ qua, thậm chí địch cửu sau khi hỏi xong còn có thể giết hắn đi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, địch cửu chẳng những không có giết hắn, chẳng qua là hỏi hắn hai vấn đề, trả lại cho một quả đạo đan cho hắn chữa thương. Không sai, tại đây hai vấn đề, luyện đạo kim lấy ra, ngươi có thể rời đi. Địch cửu nhàn nhạt, nhạt nói ra, được, được nam tu khôi ngô tranh thủ thời gian cầm ra một quả giới chỉ đưa cho địch cửu ti dạ đa tạ đạo hữu khoan dung độ lượng tri ân trong đây chính sáu thành luyện đạo kim của ta địch cử khoan dung độ lượng tri ân không chỉ có riêng là cứu được hắn là trọng yếu hơn là địch cử không để cho hắn mở ra vũ trụ thế giới muốn biết rõ một cái tu sĩ vũ trụ thế giới cái kia chính là tu sĩ này hết thảy bí mật chỗ một khi mở ra rất nhiều thứ đều tiết lộ cho ngoại nhân cái này còn không phải là quan trọng nhất quan trọng nhất là chính mình vũ trụ thế giới đều bị người khác mở ra, cái kia tại chính mình trên đường lớn vĩnh viễn là một cái dấu vết, cái này dấu vết khả năng vĩnh viễn cũng biến mất không hết, cho đến chết đi. Đại đạo đều đã có dấu vết, như thế nào truy cầu cấp cao hơn đây? Địch cửu tiện tay đưa giới chỉ ra, ngươi đi đi, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu tôn sưng. Ti dạ kính cẩn liền ôm quyền, lần nữa hỏi. Địch cửu biết rõ đây không phải khiêu khích, mà là thật sự cảm kích chính mình. Hắn cũng không thèm để ý, thuận miệng nói ra, ta là địch cửu nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha ta đây tự đi trước địch huynh gặp lại ti dạ lại cung kính thoáng một phát thân lúc này mới thoát ra phi thuyền đảo mắt biến mất không thấy gì nữa nói gặp lại đó là biết rõ địch cửu nhất định sẽ đi đại đạo trận môn tinh không thành địch huynh thật là lớn độ ta nghĩ sự tình vừa rồi đổi thành bất cứ người nào cái kia ti dạ cũng là không mệnh ti dạ đi rồi vô địch nhất thở dài địch cửu lắc đầu không nói gì trên thực tế hắn mở ra ti dạ thế giới thì như thế nào? Vô luận ti dạ lừa gạt không lừa gạt hắn, đạt được ti dạ luyện đạo kim sau, chính hắn hay là muốn đi tìm luyện đạo kim? Quan trọng nhất là, địch cửu nổi lên đồng bệnh tương liên tâm tình. Nói thật dễ nghe một điểm là đại đạo chi lộ, có thể ở chỗ này bước vào rất cao cấp độ, thậm chí bước vào bước thứ bảy. Trên thực tế là, đại đạo chi lộ đã đến về sau, đại đa số người chỉ sợ đều chỉ có thể ở nhìn qua đạo thạch thượng đẳng chết, mà thôi nếu thật cùng ti dạ nói như vậy, vậy hắn tương lai cũng có khả năng vẫn lạc tại nhìn qua đạo thạch bên trên. Dù là không phải cửa ải này, cũng có thể có thể là đằng sau. Nếu như đều là đại đạo lưu lạc chi nhân, hà tất lại giết một tên tu sĩ vốn đang chờ chết sao? Chỉ hy vọng ti dạ mà nói cũng không chuẩn xác, nơi này là có biện pháp có thể ngăn trở đại đạo đạo vận bị chóc bong. Đi thôi, chúng ta đi đại đạo trận, môn tinh không thành. Nói xong, địch cửu thần niệm di động, dưới chân phi thuyền hóa thành một đạo trốn mang, phóng tới nơi xa đại đạo trận môn tinh không thành. Vô luận người khác nói cái gì, hắn đều cần chính mình đi xem. Đã đến đại đạo trận môn tinh không thành sau, lập tức đến đại đạo trận môn quan sát một chút, nhìn xem với trình độ trận đạo của mình có thể tìm ra một ít tình huống. Dù sao, vô số năm tồn tại sinh tử môn, giống nhau bị hắn phá, hơn nữa chóc bong rời đi sinh tử đại đạo. Đại đạo trận môn tinh không thành là một cái treo trên bầu trời thành, hoặc là nói cái này, thành hoàn toàn là các loại tài liệu cùng pháp trận xây dựng đứng lên. Địch Cửu đứng bên ngoài đại đạo trận môn tinh không thành, cảm nhận được trận đạo quy tắc cùng với vây sát đạo tắc bên trong tinh không thành. Cái tinh không thành hiển nhiên là về sau mới xây dựng, hắn phải là nắm chắc an toàn mới có thể đi vào. Vu Địch nhất đi theo Địch Cửu sau lưng, lúc trước hắn tiến vào qua một lần đại đạo tinh không trận môn, bây giờ nghĩ lại hắn hiểu rõ chỉ là tình huống mặt ngoài mà thôi. Tinh không thành trong ngẫu nhiên xuất hiện mấy tên tu sĩ, những người này ly khai tinh không thành sau, nhanh chóng bỏ chạy cho dù địch cửu cùng vô địch nhất đứng ở tinh không thành trận môn bên ngoài, nhưng không có một người nhìn nhiều liếc. Chọn vẹn đã qua nửa nén hương thời gian, địch cửu rồi mới lên tiếng, đi thôi, có thể tiến vào. Nói xong, địch cửu đi đầu bước vào trận môn tinh không thành. Gặp địch cửu tiến vào tinh không thành, vô địch nhất tranh thủ thời gian theo ở phía sau. Đường đi trong tinh không thành cũng không rộng, hơn nữa chỉ có giải rác có vài con đường đi. Thần niệm của địch cửu đảo qua đi, trên đường phố đều không có ngăn cản, chẳng qua là tại đây chút ít đường đi bên cạnh một ít động phủ chỗ, mới có các loại cấm chế che đậy cấm chế cùng phòng ngự. Tại trên đường phố cũng không có nhiều tu sĩ hành tẩu, địch cửu chú ý thoáng một phát, thì chỉ cần là tu sĩ xuất hiện thì ít nhất đều có tu vi bước thứ năm, còn có rất nhiều tu sĩ trùng lại giống như tán ô. Hai bên đường phố cũng không có động phủ cho thuê, một bước vào tinh không thành này, địch cửu liền đoán được ở chỗ này đều muốn động phủ, hẳn là chính mình kiến tạo, đoán chừng không có ai đến thu bất luận cái gì phí tổn địch cửu không vội vã tìm kiếm địa phương kiến tạo động phủ mà là nói với vu địch nhất người trước mang ta đến đại đạo trận môn nhìn xem đại đạo trận môn đây mới chỗ mà địch cửu quan tâm nhất mới tới muốn đi đại đạo trận môn lời địch cửu nói bị một tên tu sĩ đi ngang qua nghe được hắn ngừng lại cười mỉm nhìn xem địch cửu hỏi không sai mới tới đúng là muốn đi đại đạo trận môn địch cửu không nửa phần giấu giếm mặt vàng tu sĩ ha ha cười cười đạo hữu xưng hô như thế nào Địch cửu, vị này chính là bằng hữu của ta vô địch nhất. Địch cửu đáp, vô địch nhất tuy nhiên đã tới cái này tinh không thành, cũng không có bái kiến cái này mặt vàng tu sĩ. Mặt vàng tu sĩ giơ ngón tay cái lên, đạo hữu coi như không tệ, ta là cung thiên dịch, xuất thân nhân tộc. Vu đạo hữu hẳn là vân tộc xuất thân, không biết địch đạo hữu đến từ gì tộc. Địch cửu đã sớm đã nhìn ra mặt vàng tu sĩ là nhân tộc xuất thân, hắn đại đạo đạo cơ sớm đã đã vượt qua vũ trụ quy tắc, đối phương nhìn không ra hắn đến từ bao nhiêu cái chủng tộc cũng là bình thường. Về phần đối phương nói hắn coi như không tệ, ý kia địch cửu cũng đều hiểu. Đó chính là hắn một cái mới tới tu sĩ, bị đại đạo trận môn tinh không thành cường giả hỏi thăm, vậy mà không nửa phần ý sợ hãi, hơn nữa liền danh tự cùng muốn đi địa phương đều lười được giấu giếm, có thể thấy được lực lượng chi đủ. Cung đạo hữu cũng không tệ, ta cũng là xuất từ nhân tộc. Địch cửu mỉm cười, tiện tay ôm thoáng một phát quyền. Bởi vì đồng thời nhân tộc, cho nên địch cửu cũng ý định hỏi thăm một ít tình huống. Ha ha, ta đã nói, ta xem đạo hữu giống như là nhân tộc ta đi ra, tốt, tốt. Cung Thiên Dịch cười ha ha, liên tiếp nói hai cái chữ tốt. Đối địch cửu nói hắn cũng không tệ, cũng không thèm để ý. Sau khi nói xong, Cung Thiên Dịch vô cùng phấn chấn nói, "Địch cửu huynh đệ, đi đại đạo trận môn làm gì nha? Người mới vừa tới nơi đây, có lẽ muốn tìm luyện đạo kim mới đúng chứ?" Nhưng mà luyện đạo kim cũng không cần sốt ruột ta dẫn người đi đấu giá hội trận chỗ đó toàn bộ đều là luyện đạo kim đấu giá hội còn có mấy canh giờ muốn đã bắt đầu hiện tại đi vừa vặn tới kịp cung thiên dịch rất là hào sảng đã cùng địch cửu xưng huynh gọi đệ toàn bộ đều là luyện đạo kim còn có người đem thứ này ra bán sao địch cửu cảm thấy khó hiểu hỏi một câu căn cứ theo tin tức hắn lấy được thì luyện đạo kim là thứ mà tất cả tu sĩ đều phải muốn có loại vật này sao có thể lấy ra bán đấu giá vì cái gì không thể lấy ra đấu giá Cung thiên dịch nghi hoặc nhìn thoáng qua địch cửu. Địch cửu chỉ thoáng một phát vô địch nhất giải thích nói, bằng hữu của ta mấy năm trước đi tới nơi này cái, địa phương, kết quả ý định đi luyện đạo vũ trụ tìm kiếm luyện đạo kim thời điểm, bị người uy hiếp, muốn cho hắn lưu lại hồn phách lạc ấn, hơn nữa tiến vào luyện đạo vũ trụ tìm kiếm được luyện đạo kim, còn không cho phép chính mình lưu lại. Nếu không phải bằng hữu của ta độn thuật không sai, sợ đã là rơi vào trong tay người khác. Bất quá cũng bởi vậy đã biết luyện đạo kim chân quý, thứ này mỗi người đều cần coi như là đã chiếm được một ít, cũng không có ai nguyện ý lấy ra bán. Cung thiên dịch nghe nói như thế, lần nữa ha ha cười cười nói ra, địch cử huynh đệ, đó là bởi vì vị đạo hữu này đến từ vân tộc. Vì cái gì nha? Lần này đến phiên Vu địch nhất không hiểu. Cung thiên dịch cười hắc hắc, mấy năm trước vân tộc có một cường giả đỉnh cấp, tên cường giả này giết quá nhiều người, kết quả cái này cường giả còn không có tiến vào đại đạo trận môn, đã bị mấy cường giả khác liên thủ giết chết. Rồi sau đó vân tộc không còn có cường giả xuất hiện nữa, tu sĩ vân tộc nên ít xuất hiện một ít vu đạo hữu vừa tới nơi đây không hiểu những thứ này còn công nhân đi luyện đạo vũ trụ tìm kiếm luyện đạo kim tự nhiên là trở thành con mồi của người khác nói xong lại chuyển hướng địch cửu địch cửu huynh đệ nếu như ngươi không phải gặp phải ta cứ như vậy đi luyện đạo vũ trụ tìm kiếm luyện đạo kim mà nói sợ cũng sẽ không tốt bao nhiêu bất quá bây giờ ngươi nhận thức ta tự nhiên bất đồng địch cửu cũng không thèm để ý cười cười ta nghe nói quan niệm chủng tộc ở nơi đây rất nhạt vì sao nhận thức ngươi lại bất đồng? Cung thiên dịch khinh thường nói, tu sĩ nhân tộc chúng ta tự nhiên bất đồng với các chủng tộc còn lại, nhân tộc ta tại cái gì địa phương đều rất hữu ái, đồng tộc tầm đó tự nhiên là giúp đỡ cho nhau. Về phần ngươi nói luyện đạo kim, nếu như ngươi có đầy đủ hơn thần linh mạch hoặc là đạo mạch, ngươi thậm chí không cần đi tìm luyện đạo kim, đấu giá hội có thể lấy tới. Ngươi nên biết ở cái địa phương này thời gian dài, sẽ bị chóc bong đại đạo đạo cơ a. Luyện đạo kim ngoại trừ có thể tiến vào đại đạo trận môn bên ngoài, còn có thể chỉ hoán đạo cơ bị chóc bong, nhưng chỉ có luyện đạo kim nhưng là không được, còn cần thần linh mạch hoặc là đạo mạch. chính là bởi vì như thế, thần linh mạch cùng đạo mạch ở chỗ này cùng luyện đạo kim giống nhau, đều là thứ tốt. đi thôi, trước đi tới đấu giá hội, sau đó ta dẫn ngươi đi tìm kiếm luyện đạo kim. đối cung thiên dịch nói nhân tộc bất đồng với chủng tộc khác, địch cửu cũng không có để ý, nhân tộc tầm đó giúp nhau đấu đá hắn gặp nhiều lắm, cũng không thấy được có cái gì bất đồng. cung huynh, nếu như đấu giá hội còn có mấy canh giờ. Ta còn là đi một chuyến đại đạo trận môn lại nói, Địch Cửu từ chối cùng đi hội đấu giá với Cung Thiên Dịch ngay bây giờ. Được rồi, ngươi vừa tới, muốn gặp đại đạo trận môn cũng có thể lý giải. Đi thôi, ta cùng ngươi cùng đi đại đạo trận môn, sau đó trở về lại đi đấu giá hội cũng được. Cung Thiên Dịch vẫy vẫy tay, rất là tùy ý nói. Theo lời của hắn trong, Địch Cửu nghe ra hắn tựa hồ không đem chính mình trở thành ngoại nhân. Có lẽ là cái chỗ này vốn rất ít tu sĩ nhân tộc cho nên đối phương nhìn thấy hắn có cảm giác như đồng hương gặp gỡ đồng hương. Đại đạo trận môn đúng thật là cách không xa, hơn nữa vị trí vị trí ngay, tại đại đạo trận môn tinh không thành cách bên ngoài đó không xa. Cung thiên dịch mang theo địch cửu cùng vô địch nhất, sau gần một canh giờ đã đi tới đại đạo trận môn, bên ngoài đại đạo trận môn căn bản cũng không có người. Địch cửu vừa tới nơi này, đã nhìn thấy một cái trận môn. Địch cửu tới gần phía trước một bước, cung thiên dịch còn tưởng rằng địch cửu muốn vào trận môn nhìn xem, lập tức kêu lên, ngươi bây giờ ngàn vạn không thể đi vào, không luyện đạo kim tiến vào đại đạo trận môn, sẽ bị nghiền thành vì bột mịn. Hơn nữa, cũng không có thể tới gần. Đại đạo trận môn đại đạo ngược dòng sẽ cuốn ngươi vào trong trận môn. Địch cửu tự nhiên không phải muốn đi vào đại đạo trận môn, hắn là cảm thụ quy tắc đại đạo trên đại đạo trận môn. Hắn không có để ý cung thiên dịch, ngược lại đi đến nơi cách đại đạo trận môn chỉ có hai trượng rồi ngồi xuống. Trông thấy địch cửu ngồi xuống, cung thiên dịch nhẹ nhàng thở ra, hắn biết rõ địch cửu đi vẫn còn có chút tới gần, hai trượng hơn địa phương, chỉ có thể miễn cưỡng xem như an toàn. Hắn và địch cửu cũng là vừa gặp mặt, cũng không thể đi đem địch cửu kéo về. Sau khi địch cửu ngồi xuống thì đạo vận lưu chuyển quanh người hắn, đạo thụ phóng ra một đạo lại một đạo quy tắc khí, tức dung nhập vào bên ngoài đại đạo trận môn. Rất nhanh địch cửu liền cảm nhận được một loại đạo tắc uy hiếp chưa từng có, cũng có một loại đại đạo hấp dẫn cực kỳ cường đại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bên trong đại đạo trận môn này tuyệt đối có đại đạo chi nhánh thứ năm mà hắn cần, chỉ cần hắn có thể bước vào đại đạo trận môn, nhất định có thể bước vào bước thứ năm. Đại đạo trận, môn nhất định phải tiến, địch cửu không lại nếm thử, mà là đứng lên quay người nói ra, cung huynh, mang ta đi đấu giá hội xem một chút đi, sau đó ta cũng đi luyện đạo vũ trụ tìm xem luyện đạo kim. Đúng, cái này đúng rồi. Cung thiên dịch mừng rỡ. Nói xong chỉ có, hắn lại giảm thấp xuống thanh âm, địch cử huynh đệ ta ở chỗ này có mấy kẻ đối đầu nếu ở đấu giá hội gặp phải bọn hắn có khả năng chế nhạo ta ngươi xem như không có nghe là được dù sao chúng ta cũng không mất khối thịt nào chắc chắn bọn hắn không dám động thủ trước địch cử cười cười không có trả lời cung thiên dịch hắn cũng sẽ không kiên nhẫn như cung thiên dịch như vậy ở cái địa phương này tất cả mọi người là tìm kiếm luyện đạo kim không nợ ai cũng không cầm ai ai cho hắn sắc mặt hắn liền cho ai nắm đấm đại đạo trận môn tinh không thành cực kỳ đơn sơ trên đường phố cũng nhìn không thấy mấy cái người đi đường. Vừa đến đấu giá hội, địch cửu liền suy đoán, chỉ sợ toàn bộ đại đạo trận môn tinh không thánh đều đã đến đấu giá hội. Đấu giá hội trận cũng không quá, thế nhưng người đến người hầu chen kín cả quảng trường đấu giá. Hắc hắc, nhiều người đúng không? Ta nói ngươi biết, tu sĩ trong tinh không thành ngoại trừ đi luyện đạo vũ trụ, gần một nửa những người còn lại sẽ đến chỗ này. Cung thiên dịch cười hắc hắc, vỗ vỗ cánh tay địch cửu. Cung thiên dịch, lần này vậy mà không cố ý đến sớm mấy canh giờ, lá gan biến mập. Một giọng nói hơi nhọn truyền đến, cùng theo tới là một gã tu sĩ giống như khỉ ốm. Thực lực của người này chỉ sợ sẽ không yếu hơn ti dạ kia bao nhiêu, hơn nữa hẳn là đến từ thần tộc. Địch cửu căn bản cũng không dụng thần niệm, chỉ cần dùng con mắt nhìn một chút đã biết rõ lai lịch của đối phương. Để cho địch cử bất khả tư nghị là gia hỏa này đi đến cạnh cung thiên dịch, rồi lại còn đưa vỗ vỗ vai cung thiên dịch. Muốn biết rõ lại để cho đối thủ tùy tiện tự chụp mình, đây chính là tối kỵ vừa rồi cung thiên dịch vỗ hắn hai cái cánh tay, đó là bởi vì địch cử biết rõ cung thiên dịch không ác ý, quan trọng nhất là cung thiên dịch có ác ý, địch cử cũng có thể nhẹ nhõm phản chế đối phương. Về phần cung thiên dịch, địch cử khẳng định thực lực sẽ không so cái này khi ốm mạnh mẽ, chỉ cần khi ốm có nửa điểm ác ý, cung thiên dịch muốn thiệt thòi lớn. Mấu chốt theo khi ốm trong giọng nói, địch cử nghe không ra một chút ý tốt nào, tràn đầy ác ý nha. Ý là trước kia cung thiên dịch lúc đều là đến sớm mấy canh giờ đến, cùng mọi người cùng một chỗ tiến vào đấu giá hội. Ồ, oh, ngươi cũng là châu châu đến từ nhân tộc. Ánh mắt khỉ ốm ánh mắt rời khỏi người cung thiên dịch chuyển sang trên người địch cửu, giọng điệu không có nửa điểm tôn trọng. Không đợi địch cửu đáp lời, cung thiên dịch liền thỏ tay ngăn cản địch cửu, đồng thời truyền âm nói, không cần để ý tới bọn người kia, bọn hắn không dám cầm chúng ta thế nào. Dưới bình thường tình huống, ta đều là sớm đến, miễn cho cùng những thứ này rác rưởi gặp mặt. Địch cửu rất là im lặng, thật đúng là bị cung thiên dịch đoán được, Đến một lần nơi đây, đã có người chế nhạo hắn. Xem ra cung thiên dịch ở chỗ này lẫn vào cũng không lớn mà, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Gặp cung thiên dịch không thèm nhìn đối phương đi vào đấu giá hội trận, địch cử cũng đi theo đi vào. Chính như cung thiên dịch đoán trước như vậy, đối phương thật đúng là không tiếp tục động thủ. Tại nơi này tinh không thành bên trong, bước thứ sáu cường giả không cho phép động thủ. Động thủ trước chính là cái kia trực tiếp sẽ bị đại trận xoắn giết. Tiến vào đấu giá hội trận sau cung thiên dịch lúc này mới thấp giọng truyền âm cho địch cửu địch cửu trong nội tâm cả kinh nơi này có xoắn giết bước thứ sáu đại trận hắn tại sao không có phát hiện nghĩ tới đây địch cửu ở đâu còn dám chủ quan từng đạo pháp tắc trận kỳ chui vào trong hư không đạo thụ diễn hóa ra từng đạo đại đạo quy tắc những thứ này thuộc về hắn đại đạo quy tắc đồng dạng là thẩm thấu đã đến trong hư không địch cửu không nói lời nào chẳng qua là đi theo chính mình đằng sau đi cung thiên dịch cũng không thèm để ý mới tới nơi đây, đều là cùng địch cửu giống nhau tương đối nhỏ tâm. Vô địch nhất càng là yên lặng đi theo phía sau hai người, thực lực của hắn thấp kém, vừa rồi không có bất luận cái gì hậu trường, ở cái địa phương này đó là thật sự tương đương con sâu cái kiến bình thường tồn tại. Đấu giá hội không có ghế lô, vô luận ngươi là lai lịch ra sao, đều ngồi trong đại sảnh, nhưng lại không cần vé vào cửa, bất luận kẻ nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Địch cửu cùng cung thiên dịch, vô địch nhất ba người chỗ ngồi đối lập nhau dựa vào sau, sau khi ngồi xuống, Cung Thiên Dịch liền đối địch cửu giới thiệu đấu giá hội các loại quy củ, cùng với đấu giá hội trận sẽ xuất hiện nào đỉnh cấp bảo vật, thậm chí ngay cả tạo hóa bảo vật cũng xuất hiện qua. Địch cửu vẫn luôn là trầm mặc không nói, trên thực tế hắn căn bản cũng không có nghe Cung Thiên Dịch mà nói, mà là không ngừng tại trong hư không tìm kiếm hắn không biết đại trận xoắn giết kia. Trong mơ hồ chỉ biết là đấu giá hội đã bắt đầu, thậm chí đều đã có kịch liệt tranh đoạt. Một bên Cung Thiên Dịch cùng địch cửu nói mấy câu sau, gặp địch cửu thần du ngoại vật, cũng biết địch cửu hẳn là đang làm sự tình gì đó, dứt khoát rời lực chú ý. Vào buổi đấu giá hội đấu giá hội đều đã tiến hành một nửa thời điểm, địch cửu theo bản năng nắm chặt quyền, trong lòng của hắn rất là sảng khoái, hắn rốt cuộc tìm được cái xoắn giết trận này rồi. Cái xoắn giết trận này ẩn nấp trong hư không, còn tạo thành một cái trận kỳ đạo tác hô ứng, một khi khởi động mà nói, những thứ trận kỳ này sẽ liền cùng một chỗ, hình thành từng quy tắc hoàn toàn mới, tại đây chút ít hoàn toàn mới quy tắc phía dưới, toàn bộ tinh không thành đều bị khống chế trong tay kẻ tạo ra đại trận xoắn giết. Thủ đoạn bày trận này có cùng công hiệu, như hắn dùng pháp tắc trận kỳ xây dựng quy tắc đại trận, nhưng trong mắt địch cửu thì dùng đạo tắc của mình, hình thành trận kỳ vẫn còn không bằng dùng quy tắc thiên địa bố trí đại đạo pháp trận. Trình độ trận đạo của hắn có thể không cao bằng gia hỏa bố trí cái tinh không xoắn giết trận này, nhưng lý giả của hắn cao hơn đối phương. Hắn chỉ dùng chưa tới một ngày mà đã tìm được cái đại trận xoắn giết này, điều này chính là bằng chứng rõ nhất. Địch Cửu còn không biết mình sẽ ở tinh không thành ngốc bao lâu, làm sao lại để cho thứ đáng sợ này treo trên đỉnh đầu của mình chứ? Hắn không chút lựa chọn bắt đầu xây dựng pháp tắc trận kỳ, sau đó những thứ này, pháp tắc trận kỳ không ngừng dung nhập vào trong mấy trận kỳ hô ứng kia. Đồng thời Địch Cửu trong lòng cũng là cảm thán không thôi, hắn trận đạo tuyệt đối là đứng ở cao cấp nhất cấp độ, có thể ở chỗ này hắn vẫn như cũ phát hiện hắn cũng không có nghĩ tới, thậm chí lúc trước cũng sẽ không bố trí trận đạo thủ đoạn. Nếu không phải cung thiên dịch nhắc nhở, hắn sinh hoạt trong đại trận xoắn giết của kẻ khác lại còn tưởng rằng mình nắm trong tay hết thảy. Quả nhiên bế quan ngàn năm, không bằng hành tẩu ngàn năm nha. Mắt thấy đấu giá hội đều muốn đã xong, địch cử vẫn quan sát khắp nơi, lại không thấy ra tay, cũng không có hỏi thăm. Cung thiên dịch liên tiếp mấy lần cạnh tranh thất bại, vỗ vỗ bên cạnh địch cử, địch cử huynh đệ, ngươi có cực phẩm thần linh mạch hay không? Thượng phẩm thần linh mạch cũng có thể, mượn một điểm cho ta đi a à? Địch cử cũng đồng thời mà mở to mắt, hắn đã hoàn thành bố trí pháp tắc trận kỳ, thậm chí bố trí chính mình một ít trận kỳ, xây dựng từng đạo thiên địa quy tắc chỉ thuộc về hắn. Những thứ này thiên địa quy tắc có lẽ có người sẽ phát hiện, bất quá vậy cũng không có gì, ở cái địa phương này là đại đạo chi lộ, đột nhiên có thêm một ít quy tắc thiên địa cũng không có gì quá kỳ quái. Muốn bao nhiêu? Địch cửu nhìn xem cung thiên dịch, thần linh mạch với hắn mà nói, cùng rác rưởi không có gì khác nhau, khi hắn vũ trụ thế giới bên trong, cái kia đều là trồng chất trở thành không ngớt sơn mạch. Mười đầu cực phẩm. Không, nếu như không có cực phẩm thần linh mạch mà nói, thì thượng phẩm thần linh mạch cũng có thể. Cung thiên dịch cười cười, xấu hổ nói ra. Địch cửu lấy ra một quả giới chỉ đưa cho cung thiên dịch, nơi này có một nghìn đầu cực phẩm thần linh mạch, ngươi cầm lấy mà dùng nha. a, à, cung thiên dịch bị địch cửu làm cho sợ ngây người, một nghìn đầu cực phẩm thần linh mạch hắn cũng có được qua, thậm chí mấy vạn đầu đều có, nhưng nơi này là địa phương nào? Nơi này là đại đạo chi lộ, thần linh mạch ở chỗ này đem càng ngày càng quý. Rất nhiều tu sĩ mới tới đều cảm thấy cực phẩm thần linh mạch chính là rác rưởi. Thế nhưng là rất nhiều năm sau, bọn hắn liền hối hận lúc trước tùy tiện lãng phí các loại thần linh mạch. Cung Thiên Dịch vội vàng chối từ, "Địch Cửu huynh đệ, tuy nhiên ta rất muốn nhưng đối với người nói cho người biết, tương lai người ở nơi này không cực phẩm thần linh mạch đem nửa bước khó đi, vật này đồ tiêu hao. Ngươi cho ta mượn 50 đầu đi, còn dư ngươi cứ giữ lại, về sau nhất định có chỗ dùng." Địch Cửu cười cười, đưa giới chỉ vào trong tay cung thiên dịch trong tay cầm lấy mà dùng cái khác ta không có nhưng mà cực phẩm thần linh mạch thì rất nhiều theo lời địch cửu nói có mấy đạo thần niệm liền rơi vào trên người địch cửu những thần niệm này đều mang theo sự tham lam cùng khát vọng địch cửu im lặng nhìn xem cung thiên dịch hắn vừa rồi một mực ở tìm kiếm xoắn giết đại trận tồn tại hơn nữa bố trí chính mình pháp tắc trận kỳ nhưng không có nghĩ đến cung thiên dịch chẳng thèm bố trí cấm chế che đậy cảm nhận được ánh mắt của địch cửu, cung thiên dịch bất đắc dĩ truyền âm nói ra, ta bố trí cấm chế cách âm có thể bị người khác xé. Ở cái địa phương này, chỉ cần không chủ động động thủ đối với bước thứ sáu, thì những chuyện sự tình khác không thành vấn đề. Cung thiên dịch mà nói mang theo một loại bất đắc dĩ, địch cửu vỗ vỗ cung thiên dịch bả, vai, không cần lo lắng, tiếp tục xem đấu giá. Trên đài chủ trì đấu giá chính là một nữ tu bước thứ năm, giọng nói của nàng đúng lúc truyền đến, chúc mừng vị kia đạo hữu vừa rồi đã lấy được 10 khối luyện đạo kim. Kế tiếp muốn cạnh tranh chính là luyện đạo cháo do khiên huân đạo hữu luyện chế, thứ này như thế nào ta sẽ không giới thiệu, ta tin tưởng mọi người đều rõ ràng, luyện đạo cháo có giá khởi điểm là 10 đầu cực phẩm thần linh mạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một cực phẩm thần linh mạch hoặc 100 thượng phẩm thần linh mạch, mọi người có thể đấu giá. 11 đầu cực phẩm thần linh mạch, 12 đầu cực phẩm thần linh mạch. Bởi vì nơi này đấu giá trực tiếp kêu lên giá tiền của mình là được rồi, cho nên theo mọi người đấu giá bên trong Địch Cửu có thể cảm giác được rõ ràng đấu giá nhiệt liệt, nhưng mà Địch Cửu không biết luyện đạo cháo là cái gì. Hắn đang muốn hỏi thăm cung Thiên Dịch, chợt nghe cung Thiên Dịch bên cạnh kích động lớn tiếng kêu lên, "Ta ra 20 đầu cực phẩm thần linh mạch." Tại nơi này đấu giá hội, tất cả mọi người hiểu rõ, hơn nữa cực phẩm thần linh mạch cũng là vật chân quý, chủ yếu là bởi vì đạo mạch rất khó khăn đã chiếm được, cho nên mọi người tăng giá cũng đều là một cái hai cái thêm, như như vậy một lần bỏ thêm 5 6 đầu cực phẩm thần linh mạch trực tiếp đến 20 đầu, thật đúng là hiếm thấy. Cung thiên dịch thật sự kích động, hắn đã sớm muốn có một cái luyện đạo cháo, đáng tiếc trên người hắn có không đến 10 đầu cực phẩm thần linh mạch. Lần này có cơ hội đạt được một cái luyện đạo cháo, sao hắn còn có thể nhịn được. Trong tinh không thành, khiên huân luyện chế luyện đạo cháo tuyệt đối là hàng bán rất chạy. Nhưng bởi vì mỗi lần đấu giá hội đều có 10 cái xuất hiện cho nên, giá cả đều cố định, từ 15 đầu cực phẩm thần linh mạch đến 18 đầu cực phẩm thần linh mạch. Đừng tưởng rằng đối với một tên cường giả bước thứ năm, hơn 10 đầu cực phẩm thần linh không tính là cái gì. Trên thực tế tại tinh không thành, cực phẩm thần linh mạch có giá trị cực cao. Về phần vũ trụ đạo mạch, căn bản chính là khó tìm kiếm. Luyện chế một kiện pháp bảo có thể bán ra 15, đến 18 đầu cực phẩm thần linh mạch đã xem như vô cùng cao. Cho nên cung thiên dịch kêu giá xong không có ai tăng giá nữa. Một ít ánh mắt rơi vào trên người cung thiên dịch, càng nhiều là rơi vào trên người địch cửu và vô địch nhất trên người bọn hắn biết rõ, hẳn là hai gia hỏa mới tới mang đến thần linh mạch cho cung thiên dịch. Nữ tu chủ chỉ đấu giá hội kêu mấy lần không có ai ra giá nữa, thì trực tiếp tuyên bố cung thiên dịch, lấy được cái luyện đạo cháo này. Cung thiên dịch kích động trà sát tay, vừa cười hắc hắc vừa nói với địch cửu, đã có cái luyện đạo cháo, này thì lát nữa chúng ta đi tìm kiếm luyện đạo kim chính là làm chơi ăn thật nha. Luyện đạo cháo chủ yếu có tác dụng gì? Địch cửu nghi ngờ hỏi. Đến thời điểm tìm kiếm luyện đạo kim thì ngươi sẽ biết đến lúc đó ta mang bọn ngươi đi tìm luyện đạo kim. Ngươi yên tâm đi, ta cam đoan ngươi cũng sẽ đạt được đầy đủ luyện đạo kim, sau đó chúng ta cùng một chỗ bước vào đại đạo trận môn. Cung thiên dịch tiếp tục truyền âm nói ra. Địch cửu đang muốn nói chuyện, chợt nghe đến chủ chỉ đấu giá nữ tu lớn tiếng nói, hiện tại muốn đánh ra đi chính là một khối mênh mông thiết tinh. Mấy chữ mênh mông thiết tinh vừa vang lên, đấu giá hội bỗng náo động, địch cửu tại phương tinh không xây dựng rất nhiều quy tắc thuộc về mình cho nên, giờ khắc này hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được phần đông tin tức bị truyền tống đi ra ngoài. Chẳng qua là thực lực của hắn có hạn, còn không cách nào bắt được nội dung từ những tin tức này. Địch cửu suy đoán xem những thứ tin tức phát ra nhất định là vì gom góp thần linh mạch hoặc là đạo mạch mua sắm mênh mông thiết tinh. Bất kể như thế nào, cái mênh mông thiết tinh này hắn muốn chắc rồi. Mênh mông thiết tinh là tài liệu luyện khí tốt nhất mà hắn từng gặp, vật này là có thể luyện chế tạo hóa bảo vật. Thiên sa đao của hắn cũng vì có thêm mênh mông thiết tinh, mà lúc này mới có thể chống đỡ bất kỳ đỉnh cấp pháp bảo nào công kích nếu như có nhiều mênh mông thiết tinh mà nói địch cử định dùng mênh mông thiết tinh luyện chế một chiếc phi thuyền những vật khác trong hỗn độn hành tẩu rất khó khăn nhưng dùng mênh mông thiết tinh luyện chế phi thuyền tuyệt đối có thể nhẹ nhàng di chuyển bên trong hỗn độn đã có mênh mông thiết tinh luyện chế phi thuyền đại đạo trận môn không thể trói buộc được hắn nữ tu như biết rõ mênh mông thiết tinh xuất hiện sẽ gây oanh động cho nên nào cao giọng nói Mênh mông thiết tinh là cái gì, ta tin tưởng tất cả các vị cũng biết rồi. Luyện đạo kim của chúng ta chính là đến từ mênh mông thiết tinh. Có lẽ tại trong mắt rất nhiều vị thì luyện đạo kim có giá trị vượt xa mênh mông thiết tinh. Nếu như từ góc độ đại đạo nhắc thì đúng là như vậy. Bất quá bất kỳ tồn tồn tại gì đều có tính hai mặt, luyện đạo kim là mênh mông thiết tinh, trải qua vô số năm tháng bị đại đạo thai nghén cùng cô đọng mà ra, chứng kiến đại đạo cùng tuế nguyệt cũng là bằng chứng của truy cầu đại đạo cực hạn. Nữ tu chủ chỉ đấu giá còn chưa nói hết lời thì đã có người bên dưới kêu lên. Hàn Mai đạo hữu, ngươi trực tiếp ra giá đi. Mọi người đấu giá là tốt rồi, thứ này có giá trị cực lớn, ai cũng biết. Tu sĩ có thể ngồi ở chỗ này tự nhiên không phải kẻ ngốc. Lời này vừa ra, các tu sĩ khác liền hiểu là có chuyện gì. Đây là lo lắng người chủ trì đấu giá thật sự nói ra giá trị ẩn giấu của mênh mông thiết tinh, giá cả cạnh tranh sẽ tăng thẳng tắp. Nữ tu chủ trì đấu giá được gọi là Hàn Mai mỉm cười, cũng không có để ý cái thanh âm này, tiếp tục nói, tại luyện đạo vũ trụ, đều muốn tìm kiếm một khối minh mông thiết tinh chỉ sợ rất khó, có thể tìm tới đều là luyện đạo kim. Bởi vì tất cả minh mông thiết tinh đều bị đại đạo thẩm thấu, cô đọng đã thành luyện đạo kim. Minh mông thiết tinh không có bị quy tắc đại đạo thai ngén lại tương đương, với một tờ giấy trắng tinh không bị bất kỳ ai vẽ lên, ngươi có thể tùy ý vẽ vời, luyện chế ra đồ vật mà ngươi cần. Nói đến đây, Hàn Mai dừng một thoáng, nàng mang theo ánh mắt vui vẻ quét một vòng trong sảnh đấu giá sau đó mới chậm rãi tiếp tục nói quan trọng hơn hết là khối mênh mông thiết tinh này tuyệt đối có thể luyện chế một chiếc phi thuyền có lẽ mọi người không biết phi thuyền có chỗ lợi gì có thể có một chiếc phi thuyền di chuyển trong hỗn độn thì thế nào đây ta không cần phải nói mọi người cũng đều biết mênh mông thiết tinh luyện chế phi thuyền tuyệt đối có thể tại phi hành trong hỗn độn bên câu nói kế tiếp ta không cần phải nói ta tin tưởng tất cả mọi người đều hiểu rất nhiều tu sĩ muốn luyện chế mênh mông thiết tinh thành phi thuyền nghe được Hàn Mai nói, ra tác dụng lớn nhất của mênh mông thiết tinh thì trong nội tâm liền trầm xuống. Hàn Mai những lời này, giá trị của mênh mông thiết tinh lại tăng thêm gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Chỉ cần mênh mông thiết tinh mà đủ lớn thì còn chân quý hơn luyện đạo kim nhiều. Về phần Hàn Mai nói câu tiếp theo thì tất cả tu sĩ tham gia đấu giá đều hiểu. Đại đạo chi lộ là không có có đường lui, đi tới nơi này cái địa phương, duy nhất lộ chính là tiến vào đại đạo trận môn tiến vào đại đạo trận môn duy nhất thủ đoạn, cái kia chính là thu thập luyện đạo kim. Đây cũng là luyện đạo kim nước lên thì thuyền lên nguyên nhân, luyện đạo kim đích thật là chân quý, còn không có chân quý đến trí cao vô thượng, bởi vì luyện đạo kim là đường duy nhất của mọi người cho nên luyện đạo kim, đối hết thảy mọi người mà nói, đều là trí cao vô thượng. Lúc trước không xuất hiện qua minh mông thiết tinh thì đúng là như vậy, hiện tại minh mông thiết tinh xuất hiện, ha <laughs> ha. Ở cái địa phương này, ai không muốn dùng minh mông thiết tinh luyện chế một chiếc phi thuyền, sau đó rời khỏi đại đạo chi lộ chứ? Tiến vào đại đạo chi lộ sau, cuối cùng chỉ có thể đến đại đạo trận môn. Địa phương khác đi đều bị đại đạo nghiền ép hoặc là mênh mông quy tắc nghiền ép. Đã có mênh mông thiết tinh luyện chế phi thuyền, rất có thể không bị quy tắc hạn chế, một khi vọt vào hỗn độn, có khả năng thoát khỏi đại đạo trận môn. Coi như tu sĩ có đầy đủ luyện đạo kim, mà mua mênh mông thiết tinh cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể cho chính mình thêm một đường lui. Mênh mông thiết tinh đã rõ giá trị, Tất cả dứt khoát không nói thêm gì nữa, bằng vào buồn sự cạnh tranh là tốt rồi. Hàn Mai không tiếp tục kích thích mọi người nữa, xuất ra một hạt châu màu xám cho rồi nói, đây là một viên giới châu tiên thiên cấp độ, ai mua sắm mênh mông thiết tinh thì sẽ được tặng kèm. Hiện tại thần niệm của mọi người có thể thẩm thấu vào bên trong thế giới châu, xem xét mênh mông thiết tinh. Hàn Mai vừa nói xong, gần như tất cả thần niệm đều vọt vào giới châu trong tay Hàn Mai. Địch Cửu tự nhiên là sẽ không rớt lại phía sau hắn là người thứ nhất thẩm thấu thần niệm vào bên trong giới châu khi địch cửu trông thấy thế mênh mông thiết tinh bên trong giới châu hắn thật sự không nhịn được mà âm thầm rung động hắn đã từng có được một khối mênh mông thiết tinh cũng không tính là nhỏ nhưng so với khối mênh mông thiết tinh trước mắt thì khối mà hắn lấy được chỉ có thể coi là giọt nước trong biển mà thôi khối mênh mông thiết tinh này chính là biển rộng khối mênh mông thiết tinh này quả thực to bằng một viên tinh cầu bình thường rồi khó trách không dùng giới chỉ mà phải dùng tiên thiên bảo vật bỏ vào Tuy rất muốn lạc ấn lên khối mênh mông thiết tinh này nhưng địch cửu vẫn nhịn lại, bên ngoài giới châu này có đỉnh cấp cấm chế, tuy trình độ trận đạo của hắn cao, nhưng cũng khó có thể cam đoan lúc lạc ấn thần niệm sẽ không bị kẻ khác phát hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Mai thu thế giới châu lại, tiếp tục nói, ta tin tưởng không có vị nào nhìn thấy khối mênh mông thiết tinh lớn hơn khối này nữa. Về phần tại sao không phá tách ra bán, tự, nhiên là để bảo trì tính nguyên vẹn. Hàn Mai ý tứ mọi người kỳ thật đều minh bạch cái này minh mông thiết tinh một khi phá vỡ mà nói, giá trị liền giảm mạnh, quy tắc minh mông sẽ bị phân liệt, trở nên không hoàn chỉnh. Địch cửu có chút ít hoài nghi, dù là không hoàn chỉnh, tách đi ra suất một chút bán mà nói, lấy được lợi ích tuyệt đối so với nguyên vẹn cao hơn rất nhiều. Hắn không tin tưởng đám tu sĩ tổ chức đấu giá hội sẽ có lòng tốt thế này, hy vọng bán đi một khối minh mông thiết tinh nguyên vẹn sao. Hàn Mai tiếp tục nói, khối minh mông thiết tinh này có giá khởi điểm là 10 vạn cực phẩm thần linh mạch, hoặc là ba vạn cực phẩm thần linh mạch cộng thêm một cái vũ trụ đạo mạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn một vạn cực phẩm thần linh mạch. Đương nhiên, nếu có cực phẩm thần tủy mạch mà nói, cũng có thể kêu giá. Hội trường an tĩnh lại, 10 vạn cực phẩm thần linh mạch, ha ha, nếu như mọi người vừa tới nơi đây thật sự có người có thể cầm ra, bây giờ có thể xuất ra 10 vạn cực phẩm thần linh mạch, sợ là không có ai. Về phần vũ trụ đạo mạch, cái kia càng là không thể được. Xem ra đấu giá hội cũng không phải đều muốn ra tay này cái mênh mông thiết tinh mà là có mục đích khác nha thời gian một chút đi qua không có ai kêu giá có tài lực thế này có lẽ không dám gọi nếu kêu lên đại đa số sợ là không cái này tài lực đi à nha ngay tại hết thảy mọi người cho rằng cái này minh mông thiết tinh muốn lưu phách thời điểm một cái bình tĩnh rõ ràng thanh âm vang lên ta ra bốn vạn đầu cực phẩm thần linh mạch cộng thêm một cái vũ trụ đạo mạch tất cả mọi người rời ánh mắt về phía tu sĩ ra giá cái giá này mà còn có kẻ báo sao còn nữa như thế nào ngay cả vũ trụ đạo mạch cũng đưa ra Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoại trừ phần đông ánh mắt bên ngoài, không có người nào tranh giành với địch cửu. Ai cũng muốn có mênh mông thiết tinh nhưng giá tiền thì thật đúng là, không phải ai đều có thể ra. Coi như là địch cửu một lần xuất ra 10 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch, thần gia cũng sẽ không mất. Đây cũng là nguyên nhân địch cửu xuất ra một cái vũ trụ đạo mạch nguyên nhân. Vũ trụ đạo mạch có chân quý thì một cái vũ trụ đạo mạch, hạ phẩm cũng đổi không đến 6 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch. Bất quá đến nơi này thì mọi người cân nhắc giá trị đã không còn là giá cả mặt ngoài nữa. Không giống với lần giao dịch trước, lần này là một gã nam tử dâu vàng, bước thứ sáu có đạo vận hùng hậu cầm lấy giới châu, đi tới trước mặt địch cửu. Giờ phút này không có ai sốt ruột, tất cả mọi người chờ đợi giao dịch lớn nhất trong lịch sử đấu giá hội này. Đặt bốn vạn đầu cực phẩm thần linh mạch cùng một cái vũ trụ đạo mạch, đặt ở trên mặt nhẫn, sau đó một tay trao đổi. Nam tử dâu vàng đi đến trước mặt địch cửu, không nhanh không chậm nói, trong tay của hắn đang nâng giới châu kia. Thần niệm của địch cửu rơi vào trên thế giới châu, giới châu cũng bị đánh lên cấm chế, thần niệm của hắn không thể thẩm thấu vào. Địch cửu cầm ra một quả giới chỉ, trong giới chỉ để đặt chính là, bốn vạn đầu cực phẩm thần linh mạch cùng một cái hạ phẩm vũ trụ đạo mạch. Nam tử dâu vàng lập tức thẩm thấu thần niệm vào giới chỉ của địch cửu, nhưng lại phát hiện địch cửu giới chỉ đồng dạng đánh lên cấm chế. Địch cửu không đem giới chỉ đưa cho nam tu dâu vàng mà chậm rãi nói, giới châu của ngươi có đánh cấm chế, ta không cách nào điều tra đồ vật bên trong có phải đồ vật cạnh tranh hay không, cho nên trước lúc trao đổi ngươi nhất định phải xóa cấm chế, mọi người xác nhận đồ vật rồi mới giao dịch. Nam tử dâu vàng cười ha ha, ngươi rất cẩn thận. Địch cửu lạnh nhạt nói ra, ta rất nghèo, tất cả thứ đồ vật ở đây đều nằm trong nhẫn cho nên, không thể không cẩn thận một ít. Nam tử dâu vàng gật gật đầu, giới châu rất nhanh sẽ là của ngươi, một khi mở ra cấm chế. Thần niệm của hết thảy mọi người cũng có thể quét vào giới châu này, Ngươi không thèm để ý sao? Địch cửu bình tĩnh nói, ta chỉ để ý trong giới châu có phải đồ vật ta cần hay không, chuyện khác ta không sao cả. Rất tốt. Nam tử dâu vàng nói hai chữ sau đó ra hiệu với hàn mai trên đài. Hàn mai gật gật đầu, hư không đánh ra hơn 10 đạo đại đạo thủ ấn. Sau một khắc giới châu đã bị khai mở, cái lúc này, tất cả tham lam thần niệm lần nữa đã rơi vào giới châu bên trên. Trong giới châu rõ ràng là khối mênh mông thiết tinh, to như tinh cầu ở đấu giá hội lúc trước tất cả mọi người trông thấy hiện tại có thể giao dịch a. bất quá ngươi đồng dạng cần mở ra, ngươi trong giới chỉ cấm chế, ta cũng cần xem xét đồ vật của ngươi có đầy đủ hay không. Nam tử dâu vàng nhìn xem địch cửu, mặt không biểu tình nói. địch cửu mỉm cười, đương nhiên. nói hai chữ này sau, địch cửu đích thoại ngữ dừng lại, hắn âm thầm may mắn, may mắn chính mình trận đạo trình độ rất mạnh, bằng không mà nói, uống người khác nước rửa chân, vẫn còn giúp người khác kiếm tiền. trong giới châu đúng là minh mông thiết tinh khi nãy mênh mông thiết tinh cũng là hàng thật thế nhưng quanh mênh mông thiết tinh lại có không gian quy tắc nhàn nhạt chấn động loại chấn động này là truyền tống địch cửu chính là người nghiên cứu quy tắc đại đạo bất luận cái gì quy tắc vô luận đừng nghĩ gạt qua thần niệm của hắn huống chi quy tắc truyền tống chấn động còn rõ ràng hơn quy tắc bình thường địch cửu thần niệm không chút lựa chọn thẩm thấu đã đến không gian chung quanh giới châu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà hắn đã nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra dĩ nhiên là một cái cấm chế truyền tống không gian vì vậy bây giờ giới châu còn không phải của hắn cho nên, cấm chế không gian này có thể tùy tiện truyền tống đồ trong giới châu đi. Có thể khẳng định, vừa rồi hắn muốn xem đồ trong giới châu thì mênh mông thiết tinh còn không nằm trong giới châu, sau khi cấm chế giới châu mở ra đối phương mới tùy thời truyền tống tới. Khó trách đối phương lại lấy ra một khối mênh mông thiết tinh lớn thế ra để giao dịch, hơn nữa một chút cũng không cắt, thì ra là cần đống lớn cực phẩm thần linh mạch cho nên lấy ra câu cá nha. Địch Cửu có thể khẳng định, khi hắn đưa giới châu vào vũ trụ của mình thì mênh mông thiết tinh bên trong sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Vốn là địch cửu là ý định chính quy giao dịch, nếu như đối phương dở trò, đều muốn ăn hắn cái này coi tiền như rác, vậy đừng trách hắn địch cửu không khách khí. Địch cửu không chút do dự lấy cái hạ phẩm đạo mạch, trong giới chỉ ra đưa vào một cái cực phẩm đạo mạch. Chơi trận đạo với hắn sao? Ha ha, vậy thật sự chơi lớn nha. Cái này sau khi làm xong, địch cửu điên cuồng tại giới châu bên trong vẽ phát thảo chính mình đại đạo pháp tắc, đồng thời từng đạo quy tắc cũng bị xây dựng đi ra địch cửu vẫn chưa xây dựng xong quy tắc của mình, thì cấm chế trong giới châu lại đóng lên. Địch cửu giờ phút mở cấm chế giới chỉ, đồng thời lạnh lùng nói, bằng hữu có ý gì? Vì sao ta chỉ là nhìn thấy minh mông thiết tinh, thậm chí còn không xác nhận thiệt giả mà đã đánh lên cấm chế lần nữa rồi? Chiếc nhẫn của ta có đánh lên cấm chế sao? Địch cửu giới chỉ thật sự không có đánh bên trên cấm chế, chỉ cần có thần niệm liền có thể rõ ràng trông thấy cực phẩm thần linh mạch trồng chất, như núi bên trong địch cửu trong giới chỉ này, còn có một cái vũ trụ đại đạo đạo vẫn lưu chuyển vũ trụ đạo mạch hơn nữa vũ trụ đạo mạch này khi tất cả tu sĩ nhìn rõ vũ trụ đạo mạch này đều hít một hơi ở nơi này một cái vũ trụ đạo mạch bình thường đã cực kỳ quý còn đây căn bản là một cái vũ trụ cực mạch một cái vũ trụ cực mạch có thể trao đổi vạn đầu vũ trụ đạo mạch bây giờ lại bị địch cửu này lấy ra giao dịch đây quả thực là điên rồi trong mặt một số người đều đỏ lên thiếu chút nữa đã xông lại cướp đoạt giới chỉ trong tay địch cửu rồi nam tử dâu vàng vốn đang muốn phẫn nộ vừa thấy địch cửu đưa ra vũ trụ cực mạch, hô hấp đều trở nên rồn rập. Đây là bảo vật mấu chốt giúp bước vào bước thứ bảy. Tu sĩ tới nơi này, không người nào không muốn truy cầu bước thứ bảy. Không chỉ có hắn kích động, cùng một thời gian, mấy đạo truyền âm liền rơi vào bên tay hắn, dựa theo yêu cầu của làm đi, chuyện còn lại giao cho hồng. Nam tử dâu vàng lập tức ngầm hiểu, cấm chế của giới châu trong tay hắn lại bị mở ra. Bắt đầu giao dịch. Địch cửu đặt giới giới chỉ trong tay nam tử dâu vàng đồng thời bắt lấy giới châu. Gần như cùng một lúc, địch cửu và nam tử dâu vàng đều muốn đưa đồ vật giao dịch vào trong thế giới vũ trụ của mình nam tử dâu vàng nhẹ nhàng thở ra cười cười với địch cửu sau đó xoay người rời đi đi thôi chúng ta cũng có thể rời đi địch cửu vỗ vai cung thiên dịch rồi gật đầu với vô địch nhất không cần địch cửu nói vô địch nhất cùng cung thiên dịch cũng tranh thủ thời gian đi theo địch cửu rời khỏi nơi này vô địch nhất thì tốt hơn một chút còn sắc mặt cung thiên dịch đã trở nên tái nhợt địch cửu vừa ra thì có gần một nửa mọi người cùng đi theo ra ngoài Tuy trận đấu giáo hội này còn chưa kết thúc nhưng đối với đại đa số người đến nói, đã đã xong. Giờ phút này ánh mắt của các tu sĩ đều ở trên người địch cửu. Chỉ cần địch cửu ra khỏi đại đạo trận môn tinh không thành, chính là thời điểm bọn họ bắt đầu cướp đoạt. Địch cửu huynh đệ, ngươi giàu có cũng không nên mua khối minh mông thiết tinh kia, lần này xong đời rồi. Vừa rời khỏi chỗ đấu giá, cung thiên dịch liền truyền âm cho địch cửu. Mình mông thiết tinh tốt nhưng không phải ai cũng có thể cầm lấy. Địch cửu cười cười, không nói gì, giờ phút này minh mông thiết tinh đã bị hắn lấy ra khỏi giới châu, đặt bên cạnh cực mạch mà vừa để trong giới chỉ trao đổi khi nãy. Trong một đại điện rộng rãi sau sảnh đấu giá hội, một nam tử gầy gò tái mặt, bờ môi đều run rẩy. Hồng huynh, chuyện gì xảy ra? Một nam tử áo xám thấy vậy hỏi thăm, trong nội tâm có dự cảm không tốt. Nam tử gầy gò hít một hơi, chậm rãi nói ra, người nọ là cao thủ trận đạo đỉnh cấp, không thể cầm minh mông thiết tinh trở về. Nam tử áo bào xám cho mày, lập tức nói ra coi như thật sự bị hắn cầm đi chúng ta cũng không lỗ một cái vũ trụ cực mạch không tốt nam tử đang nói thì chợt hiểu ra trận đạo của hồng cũng không bằng đối phương đối phương có thể thành thành thật thật đưa tiễn vũ trụ cực mạch tới đây sao đối phương là kẻ ngốc chắc chẳng lẽ không biết cực mạch quý hơn đạo mạch rất nhiều thai bồng lấy giới chỉ ra nam tử ao bảo sám nói xong bốn chữ này thì nam tử râu vàng giao dịch với địch cửu mới tiến vào trong đại điện vâng yết thánh chủ nam tử dâu vàng tên thay bồng trước tiên liền lấy ra giới chỉ đưa cho nam tử áo bò xám nam tử áo bò xám thở dài không nhận giới chỉ chẳng qua chỉ nhàn nhạt, nhạt, nói ra tự ngươi xem giới chỉ một chút đi thần niệm của thay bồng lập tức rơi vào trong giới chỉ lập tức sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt cái chán thậm chí có mồ hôi lạnh chảy ra một cường giả bước thứ sáu lại có mồ hôi lạnh chảy ra đó là biết kết cục của mình tuyệt đối không tốt bầu không khí trong đại điện nặng nề quỷ dị qua hơn 10 hơi thở thời gian, thai bồng mới cố gắng khiến mình bình tĩnh. Yết thánh chủ, ta không hề động vào bất kỳ thứ gì bên trong, ta. Thai bồng đã chuẩn bị tâm lý bị chóc bong đại đạo thân vẫn đạo tiêu. Hắn quá rõ ràng tên thánh chủ trước mắt rất đáng sợ. Nhưng chỉ cần có một cơ hội, hắn thà rằng chính mình tự vẫn, cũng không muốn bị người khác chóc bong đại đạo thân vẫn. Hồ Yết Chi người này hắn rất rõ, đi vào đại đạo trận môn tinh không sau, chết ở trong tay hắn cường giả vô số kể. Hơn nữa bất luận cái gì lý do, đều có thể trở thành bị hồ yết chi giết chết nguyên nhân lúc ban đầu tinh không thành đấu giá hội trưởng khống giả cũng không phải là hồ yết chi mà là bởi vì hồ yết chi tại một lần đấu giá trong tại một kiện đỉnh cấp tài liệu giá vàng bên trên hắn đã thua bởi một cái khác cường giả trong cơn giận dữ hồ yết chi đã giết chết cường giả thắng hắn tại trường đấu giá kia đấu hơn nữa mở thế giới của tên cường giả kia ra cuốn đi hết thảy đồ vật bên trong ngươi cho rằng như thế là chấm dứt ư xa xa không phải chấm dứt bởi vì lúc ấy đấu giá hội trận ra tay ngăn trở chuyện này người đang ở đây người ta đấu giá hội bên trên nháo sự đấu giá hội không ngăn trở mới đúng việc lạ nhưng kết quả là hồ yết chi giết gã cường giả xong rồi chiếm luôn cả đấu giá hội về sau hắn cưu chiếm thước xào đã thành đại lão duy nhất đằng sau đấu giá hội của tinh không thành còn lai lịch của khối mênh mông thiết tinh thai bồng cũng biết rõ ràng đó là một cường giả bước thứ sáu hậu kỳ hơn nữa khối mênh mông thiết tinh này là đồ của người ta luôn giữ không biết tên cường giả kia làm thế nào mà bị để lộ khối mênh mông thiết tinh, kết quả bị Hồ Yết Chi trực tiếp giết. Thời điểm Hồ Yết Chi đi vào tinh không thành còn mới bước thứ 6 sơ kỳ, hiện tại đã là bước thứ 6 viên mãn, tinh không thành Tam Đại Thánh Chủ một trong. Cũng là bởi vì các loại lừa gạt, hơn nữa tại đấu giá hội bên trên thu hoạch. Trên thực tế nếu như Hồ Yết Chi muốn đi vào đại đạo trận môn, đã sớm tiến vào, không biết vì sao, Hồ Yết Chi một mực ở lại địa phương này mà không tiến vào đại đạo trận môn giọng hồ yết chi vẫn như cũ bình tĩnh nói tình huống lúc đó một chút cho ta nghe được thai bồng kính cần nói lúc ấy ta xác định đồ vật đều ở trong giới chỉ ta trước tiên liền đưa giới chỉ đưa vào trong thế giới của ta sau đó thần niệm của ta không có đã tra xét giới chỉ nữa người bình thường coi như là giới chỉ đưa vào thế giới của mình còn có mấy hơi thở giới chỉ sẽ đưa đến hồ yết chi trong tay cũng sẽ dùng thần niệm quét thoáng giới chỉ một phát chẳng qua là thai bồng tin tưởng mình sẽ không tính sai đồ vật trong giới chỉ đều ở đó. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là thai bồng e ngại hồ yết chi, hắn biết rõ coi như thần niệm của mình có quét thêm một thoáng, chỉ cần có một chút thần niệm lưu lại cũng có thể chọc giận hồ yết chi. Ai, ngươi là một kẻ vô dụng. Hồ yết chi thở dài, đưa tay vỗ xuống. Không gian chung quanh theo hồ yết chi một cú vỗ này trở nên ngưng đọng, quy tắc ngay lập tức biến đổi. Thai bồng gần như khu động một quả phù lục trong thức hải, quanh thân nổ ra một cột khói đen, sau một khắc không gian trong đại điện liền xuất hiện một vết rách thai bồng ngay lập tức biến mất vô tung hồ yết chi cười lạnh một tiếng hắn thậm chí đều không có lập tức đuổi theo ra đi mà nói với hồng với sắc mặt tái nhợt hồng huynh không bằng theo ta cùng đi đi ra ngoài nhìn xem thai bồng có thể lao ra khỏi trói buộc của đại đạo lĩnh vực mà chạy thoát hồ yết chi cũng không cảm thấy kỳ quái có thể tới đại đạo trận môn tinh không thành bao nhiêu kẻ không có vài phần thủ đoạn chứ hắn cảm thấy hứng thú chính là độn thuật của thai bồng thai bồng mượn nhờ phù lục phá vỡ đạo lĩnh vực của hắn sau đó dùng một loại đại đạo độn thuật lợi hại để bỏ chạy tốt tốt hồng liên tiếp nói mấy cái chữ tốt hắn không biết vì sao đến bây giờ hồ yết chi còn không có động thủ đối với hắn nhưng hắn biết rõ kết quả của mình sẽ không tốt hơn thai bồng bao nhiêu hồ yết chi càng bình thản nhẹ nhàng thì ra tay sẽ càng hung ác hiện tại hồ yết chi sở dĩ không lo lắng là bởi vì biết rõ dù là ra hỏa cướp đi Minh mông thiết tinh hay là thai bồng đều không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn Đại đạo trận môn tinh không thành đại trận đã sớm khóa lại đi ra ngoài khả năng, trừ phi là hai tên thánh chủ khác tới đây, bằng không mà nói, thì không có người nào có thể đi ra khỏi đại đạo trận môn tinh không thành. Địch Cửu huynh đệ, lần này bị ngươi hại thảm nữa à? Ngươi nói ngươi có vũ trụ cực mạch cùng nhiều cực phẩm thần linh mạch như vậy, ngươi còn cần gì mênh mông thiết tinh nha? Ai? Rời khỏi đấu giá hội một khoảng thật xa, cung thiên dịch vẫn còn than thở. Hắn ở đại đạo trận môn tinh không thành càng già càng lão luyện, sao mà không biết hồ yết chi lợi hại? lần này là thật sự bị địch cửu làm liên lụy, sợ một mạng già của hắn đều mất ở nơi này. Không có gì, chúng ta trước rời khỏi tinh không thành trước rồi nói. Địch cửu cười hắc hắc, đi trước hướng về phía cửa ra tinh không thành. Cung thiên dịch lắc đầu, ngươi thật đúng là ngây thơ, không nói trước ngươi có thể ra tinh không thành. Coi như là ngươi đi ra ngoài, sau lưng có bao nhiêu người theo dõi ngươi biết không? Lại nói nơi này là đại đạo chi lộ, ngươi có thể đi tới chỗ nào đi? Hơn nữa ta cam đoan, hồ yết chi sẽ không để cho ngươi đi ra khỏi tinh không thành vì cái gì? Địch cửu ra vẻ nghi hoặc lớn tiếng hỏi, đấu giá hội công bình giao dịch, ta vì cái gì không thể đi ra tinh không thành? Bành! Xa xa có một bóng người bay ngược tới đây, hầu như muốn đánh tới địch cửu, cung thiên dịch đưa tay xoáy lên một đạo quy tắc đạo vận, bóng người này ngã xuống trước mặt địch cửu trước mặt. Ngươi là nam tu giao dịch với ta trên đấu giá hội nha. Vì sao trong khoảng thời gian ngắn mà dâu vàng biến thành dâu xám rồi? Địch cửu đã nhận ra người ngã xuống là thay bồng. Sắc mặt thay bồng xám trắng, hắn đứng lên buồn bã nhìn thoáng qua địch cửu không nói gì đúng như địch cửu nói dâu của hắn biến thành màu xám trắng trong mắt hắn nếu địch cửu có thể đi ra khỏi đại đạo trận môn tinh không thành thì xem như thay bồng nhìn lầm hồ yết chi địch cửu là một gia hỏa mới tới e là còn không biết hồ yết chi lợi hại hắn cũng biết địch cửu tuyệt đối cũng không phải một gia hỏa bình thường một gia hỏa bình thường có thể lấy hết đồ trong giới chỉ trong lúc hắn không chú ý sao thay bồng nhìn nhìn trận môn cách đó không xa hắn sẽ không thử đi qua. Lúc trước hắn không có mở được trận môn, thử lại một lần cũng là tự rước lấy nhục. Lại quay đầu lại nhìn về hướng đấu giá hội, thai bồng thở dài một tiếng, đạo vận quanh thân bỗng nhiên bắt đầu héo rũ, dung mạo của hắn cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Một khí tức hôi bại cực độ hôi bại cực độ bao phủ lấy thai bồng, đây là một loại tử khí. Tu sĩ đứng xa xa quan sát tu sĩ đều âm thầm thở dài, tất cả mọi người đều biết rõ thai bồng đang tự bại nhất chính mình, muốn tự vẫn địch cửu đột ngột đưa tay vỗ vào vai thay bồng cỗ tử khí hôi bại đang lưu chuyển đột nhiên dừng lại lập tức tiêu tán không còn sắc mặt thay bồng càng tái nhợt hơn hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm địch cửu ngoại trừ mấy tên thánh chủ ra hắn không nghĩ ra còn có ai có thể ngăn trở hắn bại nhất đại đạo tự vẫn người trẻ tuổi trước mắt tiện tay tát một cái liền ngăn cản hắn quy tắc đại đạo của hắn lưu chuyển lại để cho hắn không cách nào bại nhất đại đạo đây là thủ đoạn đại đạo thế nào tại sao ngươi phải ngăn trở ta Thai bồng nhìn xem địch cửu, hắn nhận thức mình và địch cửu không thù hận gì, về phần trao đổi đồ vật cũng là hắn làm việc theo lệnh. Địch cửu mỉm cười, ngươi tự vẫn có thể trực tiếp từ bạo. Vì sao phải dùng thủ đoạn ôn hòa như bại nhất đại đạo thế này? Ngươi tự bạo còn có thể nho nhỏ ám toán ta thoáng một phát, chẳng phải là có thể tìm một điểm cân đối. Thai bồng bình tĩnh chầm chầm vào địch cửu, ta tự vẫn cùng người khác không hề quan hệ, vì sao phải tự bạo? Ta thai bồng không phải kẻ đạo đức gì, nhưng không đến mức bị ổi làm chuyện hại người không lợi mình địch cửu cười cười cho nên ta xuất thủ cứu ngươi rồi nha ta ghét nhất làm hại người không lợi mình sự tình ngươi làm việc ta rất thưởng thức ngươi cứu không được ta thai bồng nhàn nhạt, nhạt nói ra theo vừa rồi địch cửu ra tay nhìn hắn đi ra địch cửu rất mạnh rất mạnh thì như thế nào hồ yết chi mới là vương ở nơi đây nói một không có hai ta vừa rồi đã cứu được ngươi vì sao phải nói ta cứu không được ngươi địch cửu thật giống như không hiểu lời thai bồng nói sau lưng truyền tới một âm thanh bình thản hắn nói cũng đúng, ngươi thật sự không cứu được hắn. Người kia đã đến. Cung thiên dịch theo bản năng run lên một cái, truyền âm cho địch cửu truy cập halayzi.com, hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi là ta nhân vật mới lớn gan nhất mà ta từng thấy, cũng dám ngay tại lúc giao dịch mà truyền tống tất cả, thần linh mạch trong giới chỉ trở về. Hồ Yết chỉ đi đến địch cửu trước mặt, giọng điệu bình thản. Hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, địch cửu không cách nào chạy ra lòng bàn tay của hắn nhưng hắn lại không biết địch cửu căn bản cũng không có trốn nếu như địch cửu muốn chạy trốn mà nói hắn hoàn toàn có thể phá vỡ hộ trận của đại đạo trận môn tinh không thành địch cửu nhàn nhạt, nhạt nói ra nhìn chúng cực phẩm thần linh mạch còn lại trên trên người của ta thì cứ nói thẳng đi cần gì quanh co ta chuyển tống đồ bên trong giới chỉ trở về chẳng lẽ các đạo hữu trên đấu giáo hội lại không biết chỉ một mình ngươi lợi hại người khác ngay cả chấn động khi truyền tống đều không cảm ứng được ha ha ngươi là đến hát hí khúc đế sao chung quanh một mảnh yên lặng rất hiển nhiên trong mắt mọi người thì lời địch cửu nói có vẻ đáng tin hơn một ít có lẽ với thực lực của địch cửu còn làm không được chuyện truyền tống đồ vật trong giới chỉ mà khiến cho tất cả tu sĩ đều không cảm ứng được không gian chấn động trừ phi địch cửu không ở một phương không gian này hoặc là ở một phương không gian có quy tắc mà bọn hắn chưa từng cảm nhận hồ yết chi không tiếp tục tranh cãi với địch cửu mà ánh mắt của hắn lại rơi vào người cung thiên dịch và vô địch nhất xem ra ba người các ngươi là một phe chúng ta đại đạo trận môn tinh không thành mặc dù là đến từ mênh mông khắp nơi cường giả, thực sự không cho phép con sâu làm giàu nổi canh như các ngươi xuất hiện. Cho các ngươi một cái cơ hội, đó chính là Hồ Yết Chi còn không có nói ra lại để cho cung thiên dịch cùng vô địch nhất, chủ động báo cáo địch cửu thì vô địch nhất đã bình tĩnh nói. Ta tin tưởng địch huynh, thanh danh của Hồ Yết Chi người ở chỗ này ai cũng biết, không cần cố ý nhắc nhở, cũng không cần giả bộ làm kẻ tốt. Đối vô địch nhất mà nói, nếu như địch cửu có thể thắng, hắn nói như thế nào đều được. Nếu như địch cử không thể thắng, hắn nói như thế nào đều là chết cần gì tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hồ yết chi lúc trước đích thật là thường xuyên giả vờ giả vịt lần này hắn thật đúng là không giả vờ giả vịt hắn còn muốn tại tinh không thành ngốc một thời gian ngắn cho dù là giả vờ giả vịt cũng muốn bằng hữu bên cạnh địch cử báo cáo địch cửu huống hồ hắn mới vừa nói là sự thật địch cửu đúng là phạm vào tối kỵ sau khi giao dịch lại cuốn đi tất cả thần linh mạch cùng đạo mạch cung thiên dịch ngay cả nói cũng không có nói hắn biết rõ dù mình nói hay không đều bị địch cửu liên lụy dù sao đều là một cái chữ chết. Hồ Yết Chi, ngươi đang ở đây đại đạo trận môn tinh không thành giết quá nhiều người, rất nhiều đều là không hiểu thấu bị giết. Ta đề nghị ngươi hôm nay tốt nhất không nên tùy tiện giết người vô tội, bằng không mà nói, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đại đạo trận môn tinh không thành tiếp tục như vậy nữa, ai còn dám ở tại chỗ này tìm kiếm đại đạo. Một giọng nói lười biếng chuyển đến, cùng đi theo tới là một tên nam tu dáng người cường tráng, màu da cổ đồng mặt mọc đầy dâu. Trông thấy người này tới đây, rất nhiều người đều lập tức là xa xa ôm quyền thi lễ đối đãi người này còn tôn kính hơn so với đối đãi hồ yết chi nhiều cung thiên dịch càng cúi người hành lễ cao giọng nói ra cung thiên dịch bái kiến ti an tiền bối hồ yết chi có chút lúng túng nhưng cũng không dám phát tác bởi vì người đến không yếu hơn hơn yếu là một trong ba đại thánh chủ của đại đạo trận môn tinh không thành dương ti an trong mắt hồ yết chi thì sở dĩ dương ti an xen vào việc của người khác hiển nhiên là muốn vũ trụ cực mạch cùng mênh mông thiết tinh Dương Ti An trong miệng nói xinh đẹp, thật ra tất cả đều là đánh rắm. Dương Ti An, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Coi như đáng nhau với Dương Ti An, thì Hồ Yết Chi cũng tuyệt đối không lại để cho Dương Ti An mang địch cửu đi. Vũ trụ cực mạch là thứ hắn phải có được, không có bất kỳ chỗ nào có thể thương lượng. Dương Ti An thật giống như không có nghe được lời Hồ Yết Chi nói, chẳng qua là nhìn về phía địch cửu nói ra, vị đạo hữu này, nếu là có cái gì bất bình sự tình, ta ngược lại là có thể giúp ngươi làm chủ. Nếu không thì đến động phủ của ta ở lại, ta tin tưởng vẫn chưa có người nào dám đi nện chỗ ở của ta." Địch Cửu cười nhạt một tiếng, "Đa tạ vị đạo hữu này, ta không có gì bất bình sự tình, tới nơi này sau cảm giác không sai, tất cả mọi người rất tốt, hồ đạo hữu càng hữu hảo đến mức khiến cho ta ngoài ý muốn. Trên thực tế thì sâu trong nội tâm ta thật sự rất cảm kích hồ đạo hữu." Dương Ti An khẽ giật mình, khi hắn nghĩ đến mình nói ra lời này, Địch Cửu sẽ nhanh chóng dựa sát vào hắn, không nghĩ tới lại nhận được một câu trả lời thuyết phục chẳng lẽ địch cửu không sợ chết, hoặc là nói địch cửu không biết Hồ Yết Chi là người nào, không sai nha, có lẽ cung thiên dịch đã sớm nói cho địch cửu về Hồ Yết Chi làm người. Hồ Yết Chi ở đâu còn dám tiếp tục cho Dương Ti An cơ hội nói chuyện, hắn lập tức nói, "Địch cửu, chuyện này là ta và ngươi chuyện giữa, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta ly khai Tinh Không Thành chậm rãi nói. Nếu như không có Dương Ti An, Tinh Không Thành là nơi giải quyết tốt nhất, nhưng mà Dương Ti An, ra mặt thì Tinh Không Thành đã không cách nào mang đến sự bảo đảm cho hắn." Nếu địch cửu không muốn đi ra ngoài, vậy hắn chỉ có thể đập nồi dìm thuyền lập tức động thủ, tốt nhất là xuất kỳ bất ý nắm bắt địch cửu. Địch cửu nghi hoặc nhìn hồ yết chi, ta và ngươi có chuyện gì? Nếu như ngươi cần ta cùng ngươi đi ra ngoài một chuyến cũng có thể, ta sẽ không đi không được gì lộ. Hồ yết chi tức giận vô cùng ngược lại cười, tiện tay cầm ra một cái giới chỉ đưa cho địch cửu, ngươi xem những thứ kia có đủ hay không? Địch cửu tiếp nhận giới chỉ thần niệm phá vỡ đơn giản cấm chế, trông thấy một đống luyện đạo kim, lập tức thu hồi giới chỉ cười nói cũng tạm được miễn cưỡng đủ nha nói xong địch cử quay người nói với vu địch nhất và cung thiên dịch nếu các ngươi nếu không ở chỗ này chờ ta thì tới luyện đạo vũ trụ trước đi ta cùng hồ yết chi đi ra ngoài trước đàm phán một chút cung thiên dịch không chút do dự liền ôm quyền chúng ta đây đi trước sau này còn gặp lại nói xong hắn liếc mắt ra hiệu cho vu địch nhất rồi quay người phóng về hướng luyện đạo vũ trụ địch cử mang hồ yết chi đi đây là cơ hội đào tẩu duy nhất của bọn hắn chúng ta cũng đi thôi Địch Cửu nhìn Hồ Yết Chi rồi cười cười, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi Tinh Không Thành Trận Môn. Cơ hồ là Địch Cửu vừa mới đi, Cung Thiên Dịch cùng Vu Địch Nhất đã bị hai người ngăn lại, trước khi Hồ Thánh chủ trở về, các ngươi không cho phép ly khai một bước. Ha ha, cung con rùa đen, hôm nay ta xem ngươi đi như thế nào." Sau lưng hai tên tu sĩ ngăn Cung Thiên Dịch có một giọng nói lanh lảnh truyền đến, đúng là nam tu khỉ ốm lúc trước nhỉa mai Cung Thiên Dịch. Sắc mặt Cung Thiên Dịch sắc mặt khó coi, hắn không chút do dự tế pháp bảo ra, lúc này không đánh, chờ sau khi hồ yết chi không có cơ hội đánh đâu. Ồ, con rùa đen hôm nay vậy mà rũi đầu ra, con dám tế pháp bảo. Nam tu khỉ ốm kinh ngạc kêu lên một tiếng, trong mắt tràn ngập sự khinh thường. Bính thông trù, hôm nay thằng này lì liền di chuyển thoáng một phát địch huynh bằng hữu thử xem. Thanh âm có chút khàn khàn, dáng người khôi ngô vậy mà không chênh lệch với dương ti an bao nhiêu. Bính thông trù ngẩng đầu nhìn thấy người tới sau, sắc mặt lập tức tràn đầy nụ cười, thì ra là ti dạ huynh cũng không phải là ta muốn động hai người bọn họ mà là hồ thánh chủ muốn động đương nhiên ti huynh ra tay ngăn trở ta tự nhiên là không có ý kiến bính thông chủ nói ra hồ yết chi thời điểm theo bản năng nhớ tới dương ti an hắn ngẩng đầu lại nhìn lúc dương ti an sớm đã biến mất không thấy gì nữa không biết khi nào thì đi bính thông chủ lại là cười khan hai tiếng tranh thủ thời gian lui ra phía sau lại nói dương ti an đã đi ra hiển nhiên đuổi theo hồ yết chi chuyện này rất khó nói hồ yết chi liền khẳng định thắng mà ti dạ cũng là tu sĩ hắn không muốn đắc tội. Ti đạo hữu, người đây là ý gì? Hai gã ngăn tu sĩ cung thiên dịch cùng vô địch nhất nhìn chằm chằm vào ti dạ, lạnh giọng hỏi. Ti dạ bình tĩnh nói, động đến bằng hữu của địch huynh chính là cừu nhân của ta. Hai tên tu sĩ cản đường dừng lại, ti dạ đã mang theo cung thiên dịch cùng vô địch nhất đi xa. Ti dạ cũng không phải là kẻ yếu, đồng dạng là cường giả đỉnh cấp trong đại đạo trận môn tinh không thành, bọn hắn không đắc tội nổi hơn nữa không cần phải bán mạng cho hồ yết chi trông thấy ti dạ đi xa vài tên tu sĩ nhận thức vô địch nhất đều là âm thầm kinh dị bọn hắn rất rõ ràng ban đầu ti dạ đuổi giết vô địch nhất rời đi không nghĩ tới ti dạ trở về chẳng những không có động thủ với vô địch nhất mà còn ra tay bảo vệ hai người bọn họ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trong lòng vô địch nhất hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác có lẽ trong mắt người khác thì ti dạ đang báo đáp ân địch cửu ân không giết nhưng trong lòng của hắn biết rõ đây tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu Nguyên nhân chủ yếu là Ti Dạ được chứng kiến thực lực đáng sợ của địch cửu. Hiện tại Ti Dạ ra tay giúp hắn vào cung thiên dịch, rất có thể là cho rằng Hồ Yết chi không làm gì được địch cửu, không cần đi nữa, ta khẳng định ở chỗ này không có bất kỳ người nào có thể tìm tới, coi như là Dương Ti An trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy nơi đây. Hồ Yết chi ngăn phía trước địch cửu, địch cửu rất rõ ràng, một phương không gian này đã sớm bị một kiện pháp bảo hình lưới của Hồ Yết chi bao lấy, người gan lắm dám đụng đến đồ vật của ta để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu năng lực hồ yết chi vừa nói chuyện vừa tế ra một bạch hoàn to lớn địch cửu cũng chẳng muốn nói nhảm thiên sa đao xoáy lên mênh mông vô biên đao màn bắn thẳng về phía hồ yết chi ngươi nói nhảm quá nhiều muốn đánh thì đánh đi hồ yết chi mỉa mai nở nụ cười cự hoàn giống như mặt trời bị cắn mất trung tâm tản mắt ra ánh sáng chói mắt trực tiếp bao phủ xuống lỗ đen chính giữa thật giống như có thể thôn phệ hết thảy tánh mạng làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng Cùng một thời gian, pháp bảo hình lưới trói buộc một phương không gian này cũng bắt đầu có rút lại. Thứ nhất là toàn lực ra tay bởi vì hắn quá lo lắng Dương Ti An. Vũ trụ cực mạch xuất hiện, Dương Ti An tuyệt đối sẽ không ở một bên xem náo nhiệt, hơn nữa nhất định chằm chằm vào cực mạch, cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng bắt lấy địch cửu. Chỉ là bởi vì muốn giữ lại địch cửu vũ trụ thế giới, hắn không cách nào hạ sát thủ. Địch cửu thật giống như không trông thấy trong hư không bao phủ xuống đến mạng lưới khổng lồ, vô biên đao màn đã là biến thành tầng tầng lớp lớp sóng đao cuốn tới. Tam trương cơ kéo vô biên sát ý rền vang cuộn trào, đập vào mắt chỗ tất cả đều là cuồn cuộn sóng đao. Hồ Yết Chi có chút nhíu mày, dưới lĩnh vực đại đạo của hắn và hỗn độn lưới trói buộc phía dưới, địch cửu lại vẫn có thể thi triển ra đao sóng thần thông. Hơn nữa cái này thần thông tựa hồ không thấy yếu bớt, ngược lại càng lúc càng mạnh. Tại địch cửu đao thế sóng biển hình thành đệ ngũ đạo thời điểm, Hồ Yết Chi cảm thấy không đúng, hắn hỗn độn mạng lưới chẳng những không có càng lúc càng nhanh có rút lại không gian, ngược lại là càng ngày càng chậm, tựa hồ bị một loại hắn, chưa bao giờ được chứng kiến hoàn toàn mới không gian quy tắc ngăn trở. Dùng hồ yết chi ánh mắt, làm sao có thể không biết đây nhất định là quy tắc không gian do địch cửu xây dựng. Sắc mặt hồ yết chi thay đổi, hắn hiện tại mới biết được, địch cửu căn bản cũng không phải là chưa từng gặp qua các mặt của xã hội, nghe mới sinh không sợ cọp, mà bản thân chính là một đầu mãnh hổ, e là còn mạnh mẽ hơn so với hắn. Giờ phút này Hồ Yết Chi ở đâu còn lo lắng giữ lại mạng nhỏ của địch cửu. Cự hoàn phát ra tiếng vang rền trong hư không, gần như bỏ qua hết thảy quy tắc vũ trụ, nhanh chóng cuốn tới đỉnh đầu của địch cửu. Từng đạo từng đạo sóng đao oanh trên cự hoàn sáng trắng, quy tắc không ngừng nổ vang trong tinh không, khí tức đạo vận tức thì bị oanh mất trật tự không chịu nổi. Lần lượt có các lỗ đen xuất hiện nhưng mà trong những lỗ đen đều không có quy tắc, trông còn đáng sợ hơn cả hỗn độn. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ xoáy lên sóng đao thứ nhất, tất cả đều bị cự hoàn ngăn lại thật giống như trong hư không vẽ một vòng tròn, sau đó bao bọc tất cả sóng đao vào bên trong. Vô cùng vô tận đao đạo sát thế bị tia sáng trắng quầng sáng vòng trở ra, lập tức liền biến mất ở giữa cự hoàn, sau đó vô tung vô ảnh. Cho dù trong cự hoàn của đối phương có vẻ nhẹ nhõm nhốt chặt sáu sóng đao thế của hắn, nhưng địch cửu rất rõ ràng, hồ yết chi tuyệt đối vòng không ngăn được sóng đao thứ bảy, hắn thậm chí ngay cả tuế nguyệt tứ trương cơ, cũng không cần thi triển liền có thể tiêu diệt hồ yết chi khi sóng đao mấy ngàn vạn trượng không ngất cuốn tới lần nữa hồ yết chi cảm nhận được áp lực tử vong càng lúc càng cường thịnh khi hắn ngăn trở đợt sóng đao thứ sáu xong hắn khẳng định nếu như cứ tiếp tục như vậy thì hắn tuyệt đối không ngăn được sóng đao thứ bảy loại giao phong này trông có vẻ nhẹ nhõm nhưng bởi vì là pháp bảo của hắn giờ phút này lòng hồ yết chi chìm đến đáy cốc địch cửu tuế nguyệt tam trương cơ xuất ra khi đao thế cuồn cuộn đao thế giống như tinh hà vũ trụ cuốn tới thì hắn biết địch cửu có thực lực rất mạnh hiện tại sau sóng đao thứ sáu của địch cử thì hắn đã rất rõ ràng, địch cử không phải rất mạnh mà là mạnh không hợp thói thường. ít nhất hắn hiện tại tuyệt đối không phải đối thủ của địch cử. hắn hoài nghi hẳn là địch cử bước vào bước thứ bảy, kém cỏi nhất cũng là đụng chạm đến bước thứ bảy. bằng không mà nói thì hắn không đến mức chật vật như thế, thậm chí không có sức hoàn thủ. hiện tại thần thông thiên đạo hoàn của hắn đã hết đạo vận, không chỉ như thế, hỗn độn võng của hắn cũng bị một loại quy tắc không gian hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua trói buộc trong lĩnh vực của đối phương. Mà sóng đao của địch cửu hiển nhiên còn chưa có đình chỉ, chỉ cần sóng đao thứ bảy cuốn tới đây thì hẳn là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt hồ yết chi tái nhợt, hắn biết mình nhất định phải có chỗ bỏ qua, hôm nay thật sự là đá trúng thiết bản. Hồ yết chi vừa mới nghĩ tới đây, một loại sát ý cuồng bạo kinh khủng phô thiên cái địa ập đến, đè nén tinh thần của hắn, khiến hắn không ngừng run rẩy. Thần niệm phía dưới là sóng đao thế mênh mông vô biên, sóng đao thế đã vượt qua 700.000 trượng nha nếu như bị loại này kinh khủng đao thế sóng biển che khuất, Hồ Yết Chi hắn có thủ đoạn gì nữa cũng chỉ có con đường chết. Sự thật quả nhiên giống như hắn nghĩ, sóng đao thứ bảy nhanh tới. Ngay lúc địch cửu muốn xem xem Hồ Yết Chi, đối phó sóng đao thứ bảy của hắn như thế nào thì Hồ Yết Chi bỗng nhiên xông về pháp bảo thiên đạo quyển của mình. Địch cửu nao nao, đây là muốn chết sao? Theo hắn dự đoán, thì có lẽ Hồ Yết Chi có lẽ có thể miễn cưỡng ngăn hắn lại sóng đao thứ bảy, sau đó bỏ chạy lúc này hắn chỉ cần một mũi tuế nguyệt trường tiễn là có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hồ yết chi thế nhưng là hồ yết chi phóng tới cự hoàn kia là có ý gì đây là sợ chết không dứt khoát ư bành hồ yết chi phóng tới cự hoàn đồng thời bốn phía cự hoàn có vô số đạo tắc nổ ra sau một khắc thì cự hoàn đã biến mất vô tung vô ảnh trong đạo tắc tựa như dịch chuyển thời không thật là lợi hại địch cửu âm thầm sợ hãi thán phục hắn gặp qua rất nhiều thủ đoạn bỏ chạy như hồ yết chi mượn nhờ pháp bảo của mình bỏ chạy hơn nữa vô thanh vô tức không để lại nửa điểm dấu vết hắn thật đúng là chưa từng nhìn thấy qua cường giả loại này hắn có thể chiến bại đối phương muốn giết một cái đích thật là rất khó bất quá loại thủ đoạn này ở trước mặt hắn cũng chỉ có một lần thi triển cơ hội mà thôi không có giết mất hồ yết chi địch cử cũng không thèm để ý hắn khẳng định hồ yết chi không dám lại hồi tinh không thành chỉ cần tại tinh không thành trông thấy hồ yết chi hắn hội không chút lựa chọn tiếp tục động thủ lần thứ hai động thủ Hắn liền nhìn xem Hồ Yết chi như thế nào trốn. Địch Cửu lật tay, Hỗn Độn võng còn bị đại đạo quy tắc của hắn trói buộc trong hư không rơi xuống, bị Địch Cửu trực tiếp đưa vào trong thế giới của mình. Cuối cùng cũng không phải tay không mà về, đã chiếm được một đồ vật. Lấy Hỗn Độn võng xong, ánh mắt Địch Cửu đã rơi vào một chỗ tinh không xa xa. Vừa rồi có một gia hỏa nấp ở đó, khi hắn suýt nữa tiêu diệt Hồ Yết chi thì gia hỏa này liền bỏ chạy. Có lẽ Hồ Yết chi nên cảm tạ gia hỏa ẩn nấp này, ít nhất cũng góp một phần công sức giúp hắn đào tẩu. Địch Cửu không phát giác ra hỏa này là ai, nhưng xem ra rất có thể là Dương Ti An. Dương Ti An có thực lực không sai biệt với Hồ Yết Chi lắm, Hồ Yết Chi không phải là đối thủ của hắn, Dương Ti An cũng không chạy được tới đâu. Địch Cửu lông tóc không tổn hao gì đi về đại đạo trận môn tinh không thành, người trông thấy hắn đều sợ ngây người. Địch Cửu đi ra ngoài cùng Hồ Yết Chi, hiện tại Địch Cửu vậy mà trở về, hơn nữa bình yên vô sự. Ý là thế nào? Nếu như là Địch Cửu đào thoát khỏi sự đuổi giết của Hồ Yết Chi, Vậy hắn tuyệt đối không dám tùy tùy tiện tiện trở về thế này. Vậy chỉ còn có một khả năng, Hồ Yết chi không phải đối thủ của địch cửu, cho dù khả năng này hầu như không tồn tại nhưng sự thật đang bày trước mặt. Một gã tại đấu giá hội đi ra còn theo dõi qua địch cửu tu sĩ, đang cảm thấy địch cửu bước vào tinh không thành trận môn một khắc này mặt mũi trắng bệch, hắn tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Địch cửu hai chữ này lại để cho tim hắn thiếu chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Tiền bối, tên tu sĩ tranh thủ thời gian ngừng lại, khom người thi lễ với địch cửu mặc dù hắn đã là bước thứ sáu sơ kỳ, nhưng vẫn không thể không gọi địch cửu tiền bối. Địch cử mặc kệ gia hỏa này có theo dõi hắn hay không, thuận miệng hỏi, ta có hai bằng hữu ở chỗ này, thời điểm ta đi ra ngoài bọn hắn đi nơi nào. Tì dạ dẫn bọn hắn tới luyện đạo vũ trụ, ta nghĩ hẳn là đi tìm luyện đạo kim. Tên tu sĩ tranh thủ thời gian hồi đáp, hắn lo lắng địch cử một lời không hợp sẽ ra tay với hắn. Cảm ơn. Địch cửu nói xong, thần niệm không chút lựa chọn quét ngang đi ra ngoài. Khi hắn thần niệm quét đến tinh không thành quy tắc rõ ràng nhất, hoàn cảnh cũng là tốt nhất một mảnh địa phương thời điểm, lập tức lại hỏi, vậy có một cái hồ độc lập, bên hồ còn có một rừng trường sinh trúc là động phủ của ai? Tên tu sĩ này lại là Kính Cẩn Thi Lễ, hồi tiền bối, đó là động phủ của hồ Yết Chi. Bình thường bọn hắn cũng không dám trực tiếp xưng hồ hồ Yết Chi, một khi nói đến hồ Yết Chi, cái kia đều là hồ Thánh Chủ. Bây giờ đang ở địch cử trước mặt, hắn ở đâu còn dám tên gì hồ Thánh Chủ? Động phủ của hồ Yết Chi sao? Địch cửu cười ha ha, nói một tiếng cảm ơn rồi vừa xảy bước đi xuyên qua hơn 10 đầu nhỏ hẹp đường đi, tới bên ngoài động phủ của hồ Yết Chi. Thật mạnh, tên tu sĩ bước thứ 6 bị địch cửu, cản lại trong nội tâm giờ phút này mới buông lỏng xuống, lúc này mới phát hiện sau lưng lành lạnh, đã có thêm một tầng mồ hôi. Tất cả tu sĩ chung quanh đều có chút rung động nhìn phương hướng mà địch cửu tiến đến. Mọi người nhanh chóng tứ tán rời đi, không ai hỏi thăm Hồ Yết Chi đi nơi nào, cũng không có một người nào nói tới chuyện địch cửu nhưng trong lòng hết thảy mọi người đều đã hiểu một sự kiện tinh không thành ngoại trừ tam thánh chủ chỉ sợ lại thêm một cường giả đình phong nữa không đúng hẳn là ngoại trừ hai thánh chủ còn có thêm một tên cường giả mới này e là thực lực còn phải ở trên hai thánh chủ đi vào động phủ của hồ yết chi địch cử không chút do sự mà hủy diệt hộ trận do hồ yết chi thiết lập ngay sau đó nhẹ nhõm bố trí hộ trận của mình cái chỗ này tương lai là chỗ hắn bế quan hộ trận tự nhiên phải bố trí thật tốt chuẩn bị hết thảy thỏa đáng rồi địch cử hủy diệt chàng tu luyện cũ của hồ yết chi tự mình kiến tạo một cái phòng tu luyện mới đây cũng không phải ghét bỏ hồ yết chi mà là đại đạo của hắn phù hợp thiên địa quy tắc chỉ có tự mình xây dựng phòng tu luyện mới có thể càng thích ứng đạo thụ đạo vận lưu chuyển cung thiên dịch cùng vô địch nhất đi luyện đạo vũ trụ địch cử cũng không phải quá lo lắng huống hồ còn có ti dạ hỗ trợ hắn hiện tại hắn muốn làm một sự kiện chính là cầm khối mênh mông tinh thiết như tinh cầu trong luyện chế thành làm một chiếc hỗn độn phi thuyền to lớn tương lai hắn tiến vào hư không hoặc là hỗn độn, cũng không cần phải nữa ngợn nhờ thiên sa đao hoặc là khai thiên bút phi hành. Thiên sa đao cùng khai thiên bút đều là pháp bảo công kích, phi hành luôn thiếu khuyết một chút thoải mái, tốc độ cũng tranh lệch một ít. Về phần quy tắc độn thuật của hắn, thì cũng không thể quanh năm thi triển quy tắc độn thuật nha, dù đại đạo của hắn có hùng hậu hơn nữa, mà quanh năm thi triển quy tắc độn thuật đi chuyển cũng không thực tế. Mênh mông thiết tinh thì khác biệt, luyện chế ra pháp bảo phi hành có thể hành tẩu bên trong hỗn độn, tốc độ không có một pháp bảo nào có thể vượt qua nếu là thủ đoạn của hắn tốt thì phi thuyền chế tạo từ mênh mông thiết tinh còn có khả năng tấn cấp tạo hóa bảo vật trong tương đại đạo trận môn tinh không thành yên tĩnh không có ai quấy dày thích hợp nhất hắn luyện chế phi thuyền bế quan ở đại đạo trận môn tinh không thành địch cửu thậm chí đều cảm thấy đây là một khoảng thời gian hoàn mỹ nhất kể từ khi mình bắt đầu tu luyện cho đến nay một đoạn thời gian nhàn nhã nhất thời điểm hắn bế quan không chỉ không có người quấy dày thậm chí cả quy tắc không gian chấn động đều không có xuất hiện qua. Đại đạo trận môn tinh không thành thường xuyên sẽ xuất hiện đấu pháp, bất luận cái gì động phủ đều khó có khả năng không có không gian chấn động. Hiện tại bên ngoài động phủ của hắn yên tĩnh như thế, chỉ có thể giải thích bằng một cách duy nhất, chính là những tu sĩ ở tinh không thành muốn đánh nhau đều muốn lựa chọn ly khai, tới chỗ xa động phủ của địch cửu hắn, miễn cho kinh động đến cường giả mới tới này. Chọc giận cường giả cấp độ như địch cửu, thì hãy suy nghĩ một chút xem động phủ địch cửu đang ở trước đó là của người nào suy nghĩ một chút xem chủ nhân hồ yết chi đã đi nơi nào loại địa phương yên tĩnh thế này có rất nhiều thời gian địch cửu tự nhiên muốn luyện chế một chiếc phi thuyền tốt nhất ý tưởng ban đầu của địch cửu là luyện chế một tinh không phi thuyền hình mũi khoan nhưng mà bất hắn nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng này hắn cảm tư tưởng của mình có chút cứng nhắc phi thuyền của hắn chủ yếu là ở trên hư không cùng hỗn độn bên trong hành tẩu cũng không có lực cản không khí gì hơn nữa coi như là có không khí cản trở thì hắn cũng có thể ra cố một cái pháp trận bởi vì tư duy quán tính, thời điểm luyện chế pháp bảo phi hành hắn liền nghĩ, tới luyện chế một cái pháp bảo đầu nhọn, hoặc là luyện chế một kiện pháp bảo phi xa. Địch cửu tiện tay xây dựng từng đạo không gian quy tắc trong hư không, sau đó đưa tay đem mênh mông thiết tinh bắt đi ra. Nếu như không xây dựng pháp tắc không gian, thì hiện tại động phủ không chứa nổi khối mênh mông thiết tinh, trong tay. Khối mênh mông thiết tinh trong tay hắn tuyệt đối to bằng một viên tinh cầu. Nhìn khối mênh mông thiết tinh này, Địch Cửu lắc đầu bỏ đi ý tưởng luyện chế một cái phi xa. Hắn không có ý định cắt cái này khối mênh mông thiết tinh, nếu như luyện chế thành phi xa, vậy quá mức không hợp thói thường một chút, hơn nữa cũng lãng phí quá nhiều. Có lẽ luyện chế một chiếc tinh không hạng. Địch Cửu nhíu mày, hắn cũng không thích tinh không hạng, hắn muốn là một pháp bảo phi hành dùng để nghỉ ngơi, với thực lực của hắn, có lẽ còn không cần pháp bảo của mình cống hiến bao nhiêu thủ đoạn công kích. Một khối mênh mông thiết tinh to cỡ tinh cầu. Địch Cửu do dự mãi, thời điểm chuẩn bị luyện chế tinh không chiến hạm thì có một đạo linh quang hiện lên, lúc trước hắn không phải nói muốn đánh phá tư duy theo quán tính ư. Đã như vậy vì sao phải luyện chế phi thuyền hoặc là chiến hạm hoặc là phi xa? Hắn cứ dựa theo hình dạng của khối mênh mông thiết tinh này, luyện chế thành một hành tinh phi hành không được sao? Nghĩ đến chính mình khống chế được một viên tinh cầu phi hành bên trong hỗn độn, lòng địch cửu nóng lên hẳn. Nếu có cường giả đã bên trong hỗn độn trông thấy viên tinh cầu này đang phi hành, nói không chừng lại càng hoảng sợ trong hỗn độn xuất hiện tinh cầu đây chính là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ liền luyện chế một viên tinh cầu phi hành đặt tên cho tinh cầu phi hành liền lấy tên hỗn độn phi tinh là tốt rồi hỗn độn phi tinh tuyệt đối không thể chỉ có phi hành bình thường mà còn phải có các công dụng khác nếu một cái tinh cầu thì tốt nhất luyện chế thành bộ dáng của một tinh cầu thật sự thế nào là tinh cầu thật sự trên tinh cầu có thể có sinh mạng tồn tại cũng không phải chỉ là sinh mạng ngồi trên hỗn độn phi tinh di chuyển Tinh cầu có sinh mạng thế nào thì hỗn, độn phi tinh của hắn cũng phải có, rồi có đủ loại linh thực phải, còn muốn có đủ loại linh thú. Những vật này người khác không thực hiện được nhưng hắn có thể nha. Hắn là cường giả trận đạo đỉnh cấp, quan trọng hơn là hắn tu luyện quy tắc đại đạo. Xây dựng hỗn độn phi tinh, trở thành tinh cầu phi hành thật sự là chuyện hắn có thể thực hiện. Địch Cửu càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng khát vọng. Người khác đều là dùng phi thuyền chạy đi, hắn là dùng tinh cầu chạy đi. Hơn nữa hắn cái tinh cầu này chẳng những tốc độ vượt xa phi thuyền, hay là một cái tánh mạng tinh cầu. Mênh mông thiết tinh, có hình thái và quy tắc bản thân chỉ thích hợp để luyện chế pháp bảo, không thích hợp cho linh thực và linh thú sinh trưởng. Nhưng địch cửu tin tưởng mình tuyệt đối có thể, cho linh thực cùng linh thú sinh trưởng trên mênh mông thiết tinh, phương thức của hắn cũng không phải là cái ghép thổ nhưỡng. Nếu như thông qua cái ghép thổ nhưỡng bao trùm mênh mông thiết tinh thì cũng quá kém rồi. Huống hồ thông qua cái ghép thổ nhưỡng, thì hắn cũng không cách nào nhanh chóng phi hành bên trong hỗn độn hoặc trong hư không. Địch cửu nghĩ đến phương thức chính là bản thân mình mông thiết tinh, tuyệt đối có thể cho linh thực sinh tồn. Căn cứ của hắn chính là luyện đạo kim. Trên người hắn có không ít luyện đạo kim, địch cửu tiện tay cầm ra một khối luyện đạo kim. Luyện đạo kim có màu sắc không cố định, từ màu vàng đến màu đen hắn đều có. Địch cửu vốn cho rằng luyện đạo kim màu vàng là cao cấp nhất, nhưng khi hắn so sánh xong thì liền xác định, Luyện đạo kim cao cấp nhất hẳn là chủng loại không thu hút nhất kia, có màu xám cho. Loại luyện đạo kim màu xám cho này trông không khác gì bùn đất cả. Luyện đạo kim là đại đạo quy tắc cô đạo, nếu như một cây linh thực tăng thêm một ít luyện đạo kim, thì tốc độ sinh trưởng và linh tính của một cây linh thực sẽ tăng thẳng tắp. Luyện đạo kim là thế nào đến? Đó là minh mông thiết tinh trải qua tuế nguyệt vô tận, được quy tắc đại đạo cọ rửa mà thành. Cũng bởi vì cái này nên địch cửu tin tưởng minh mông thiết tinh. Cũng có thể luyện chế thành tài liệu đỉnh cấp cho linh thực sinh trưởng hắn không có khả năng biến mênh mông thiết tinh thành vô cùng vô tận luyện đạo kim nhưng hắn tu luyện quy tắc đại đạo càng tu luyện vạn vật chi đạo cùng quy nhất đại đạo tại đến đại đạo chi lộ thời điểm thu hoạch ngoài ý muốn sinh tử đại đạo dưới sự trợ giúp của đạo thụ cho dù là hắn không thể có động mênh mông thiết tinh hóa thành luyện đạo kim hóa thành tài liệu cho linh thực sinh trưởng thì vẫn có thể có lẽ quá trình này cần thời gian rất lâu địch cửu cũng không thèm để ý ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, nơi đây tốn một chút thời gian, thì tương lai ở trong hỗn độn minh mông sẽ bớt được một chút thời gian. Đạo tắc kim quang vườn quanh, quy tắc đại đạo, vạn vật đại đạo, quy nhất đại đạo, sinh tử đại đạo tạo thành một cái đạo hoàn gần như viên mãn hoàn mỹ, những đạo hoàn này khóa đạo thụ và địch cửu lại với nhau, sau đó chậm rãi khoét tán bao lấy khối minh mông thiết tinh này. Chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, địch cửu liền triệt để tiến nhập quá trình dùng đại đạo của chính mình cô động minh mông thiết tinh theo hắn cô động mênh mông thiết tinh, địch cửu lại mở ra một cái mới luyện khí khơi dòng. Luyện khí lúc trước, trước là một chuyện không hề liên quan đến luyện khí chính là, dùng bản thân đại đạo cô động tài liệu luyện khí. Theo địch cửu dùng đại đạo cô động mênh mông thiết tinh, bên ngoài động phủ của địch cửu xuất hiện từng vòng đại đạo đạo văn. Những vòng đạo văn này chỉ cần dùng ánh mắt quét mắt một lần, cũng có thể cảm nhận được đại đạo mênh mông vô biên bên trong, hình như loại này khí thức mới có thể chỉ dẫn tu sĩ bước vào cấp độ cao nhất nếu không phải địch cửu có thực lực quá mức đáng sợ chỉ sợ đều có người dụng thần niệm thẩm thấu thậm chí là mạnh mẽ xâm nhập vào động phủ của địch cửu coi như là địch cửu thanh danh bên ngoài vẫn như cũ không cách nào ngăn trở tinh không thành những cái kia đối đại đạo cùng nhiệt theo đuổi tu sĩ bọn hán không dám dụng thần niệm thẩm thấu nhưng có thể rất xa ngồi ở một bên cảm ngộ cái này mênh mông vô biên đại đạo khí tức tìm kiếm sự đột phá quảng trường lối vào luyện đạo vũ trụ ti dạ cung thiên dịch cùng vu địch nhất đã tới nơi đây vô địch nhất vẫn có chút bất an, chỗ này quá nhiều kẻ ngang tàng, lúc trước hắn bị ti dạ đuổi giết trốn chết, nếu không phải gặp được địch cửu, có lẽ vô địch nhất hắn đã sớm không tồn tại. Ha ha, ti huynh, không tệ nha. Vẫn chộp được con sâu cái kiến này. Trên quảng trường có không ít tu sĩ, vô địch nhất vừa đến nơi đây đã có người ha ha cười cười tiến đến hỏi. Có thể thấy được bọn hắn cũng không biết chuyện xảy ra ở tinh không thành. Lúc trước ti dạ đuổi giết vô địch nhất ly khai, trông thấy người cũng không phải là một cái hiện tại hai người rồi trở về, tuy nhiên bỏ thêm một cái cung thiên dịch, vậy, cũng không có người để ý. Cung thiên dịch tuy nhiên cũng là bước thứ sáu, bất quá là một cái vòng tròn trượt thế hệ mà thôi. Muốn thực lực không có thực lực, muốn hậu trường không có hậu trường ra hỏa. Ti dạ sắc mặt lạnh lẽo, bây giờ vu huynh là bằng hữu của ta, nói chuyện chú ý một chút. Sắc mặt tu sĩ nói chuyện lập tức trầm xuống, ti dạ, người khác sợ ngươi, ta cũng sẽ không để ý ngươi là ai, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Trong mắt ta, chính là một con sâu cái kiến mà thôi. Vốn ti dạ có thực lực không tệ, ở chỗ này cũng có một số người nhắc. Tên tu sĩ vừa nói chuyện tu sĩ mới muốn kết giao thoáng một phát, không nghĩ tới ti dạ cho mặt không biết xấu hổ, hắn định nọt sai rồi. Trên quảng trường luyện đạo ngoại trừ có một ít tu sĩ chuẩn bị tiến vào vũ trụ mênh mông, thì còn có càng nhiều nữa tu sĩ ở chỗ này nghỉ ngơi, hoặc là do dịch luyện đạo kim. Bây giờ nhìn bên nổi lên xung đột, lập tức đều rời ánh mắt tới xung đột ở cái địa phương này cũng không kỳ lạ quý hiếm ly kỳ là xung đột hai người ti dạ bản thân có thực lực liền mạnh mẽ tăng thêm không ít bằng hữu ở chỗ này rất được hoan nghênh mà ra hỏa xung đột với ti dạ lợi hại hơn bởi vì đây là một tùy tùng của tinh không thành ôn thiên nghĩa vừa rồi ti dạ quét mặt của hắn hắn không phát tác đó là ném mặt mũi của ôn thiên nghĩa đại đạo trận môn tinh không thành tam thánh chủ ngoại trừ hồ yết chi cùng dương ti an bên ngoài người thứ ba chính là ôn thiên nghĩa Ôn Thiên Nghĩa trông luôn có bộ dạng cười, hơn nữa màu da rất trắng, lại có gương mặt thiếu niên nhưng nếu là cho rằng người này tốt ở chung, vậy mười phần sai. Trong Tam Thánh, Ôn Thiên Nghĩa mới là kẻ âm tàn nhất, người này chưa bao giờ tại trên mặt cùng người khác tranh đấu cái gì, người đắc tội hắn đều vô duyên vô cớ biến mất cho nên sau lưng Ôn Thiên Nghĩa, người ta cho hắn một ngoại hiệu là âm thánh. Cũng bởi vì khuôn mặt tươi cười nhưng sau lưng cư xử như phụ nữ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bây giờ cung thiên dịch còn không biết vì sao ti dạ che chở vô địch nhất như thế. Nhìn thấy thế vội vàng nói, chúng ta tiến vào luyện đạo vũ trụ đi, những chuyện khác đều là thứ yếu. Ti dạ lạnh lùng chầm chầm tên tu sĩ đang nói chuyện, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia sát khí, thái tả phong. Nếu như ngươi dám nhục nhã bằng hữu của ta nữa thì đừng trách ta không khách khí. Vô địch nhất cũng không muốn chuyện náo lớn, vội vàng nói, ti huynh, coi như hết, chúng ta đi tìm kiếm luyện đạo kim trước đi. Ha ha, sợ rồi, hôm nay thái tả phong ta liền đứng ở nơi này các ngươi muốn tiến vào luyện đạo vũ trụ hỏi trước một chút xem nghĩa minh ta có đồng ý hay không thái tả phong nói xong vung tay lên có thêm mấy tu sĩ tụ tới mấy người đều là thành viên của nghĩa minh cung thiên dịch trong nội tâm trầm xuống hắn thầm trách con rùa ti dạ này nhiều chuyện kinh sợ thoáng một phát thì thế nào hắn đều sợ rồi trăm vạn năm bây giờ còn không tốt sao ti dạ cũng là âm thầm nhíu mày chuyện này không nên nha Thái Tả Phong coi như cường thịnh trở lại cũng không dám công khai đối phó hắn. Nghĩa Minh là liên minh mà ti dạ cũng biết rõ đấy, đó là do ôn thiên nghĩa làm minh chủ đại đạo trận môn tinh không thành. Trên thực tế ôn thiên nghĩa căn bản cũng không quản những chuyện này, mặc cho Nghĩa Minh mượn hắn tên tuổi tại đại đạo chi lộ khu vực làm việc. Đương nhiên qua một thời gian ngắn, Nghĩa Minh sẽ có người đưa lên một số luyện đạo kim nhất định. Thái Tả Phong tự nhiên không phải đột nhiên đều muốn nhiều chuyện, bởi vì hắn tại không lâu nhận được tin tức, đại đạo trận môn tinh không thành tam đại thánh chủ một trong cũng chính là nghĩa minh trên danh nghĩa chỗ dựa ôn thiên nghĩa muốn tới luyện đạo vũ trụ hiện tại cũng trên đường nếu như ôn thiên nghĩa muốn tới hắn tự nhiên trước tiên là làm một cái biểu tượng cho ôn thiên nghĩa nhìn một cái thái tả phong hắn đúng là cực kỳ tôn sùng ôn thiên nghĩa hơn nữa luôn mồm nói tới nghĩa minh chỉ cần ôn thiên nghĩa chứng kiến được thì chính là đại thu hoạch nghĩa minh thì như thế nào khi nhục bằng hữu của ta cũng không được coi như là ôn thiên nghĩa đã đến ta cũng nói những lời này. Ti dạ kiên chỉ tiến lên một bước cao giọng nói ra. Ở cái địa phương này, danh khí cùng thanh danh là cực kỳ trọng yếu. Nếu như hôm nay hắn bị Thái Tả Phong cùng Nghĩa Minh hù sợ, tương lai ti dạ hắn đừng hòng lăn lộn ở khu vực này. Tên tuổi của ti dạ hắn cũng càng ngày càng xuống. Vậy sao? Một giọng nói ôn hòa truyền đến, theo sau là một gã thư sinh cách mặt trắng đi tới. Cước bộ của hắn cùng với thanh âm của hắn giống nhau, nhu hòa trông thấy người tới thái tả phong thí cuồng hỉ ôn thiên nghĩa quả nhiên đến lại đến đúng lúc như vậy hắn cường thế ngăn lại ti dạ là đúng rồi ti dạ cùng cung thiên dịch trông thấy thiếu niên mặt trắng trong nội tâm đều có nước lạnh tưới qua bình thường lạnh buốt đặc biệt là ti dạ hắn mới vừa rồi còn nói coi như là ôn thiên nghĩa đã đến hắn vẫn nói lời này không nghĩ tới ôn thiên nghĩa thật đúng sự đến chẳng những đã đến mà còn nghe được lời hắn nói thái tả phong bái kiến ôn thánh chủ thái tả phong lập tức tiến lên không người ân cần thăm hỏi hắn có thể ở nơi này có chút ít danh khí trừ mình ra nói chuyện khéo đưa đẩy bên ngoài là quan trọng nhất chính là ôn thiên nghĩa với tư cách nghĩa minh thành viên ôn thiên nghĩa chính là hậu trường ẩn hình của hắn thái tả phong tiến lên không người thi lễ mấy tên tu sĩ nghĩa minh bên cạnh thái tả phong cũng đều tranh thủ thời gian tiến lên thi lễ miệng nói thánh chủ cho dù ôn thiên nghĩa là nghĩa minh trên danh nghĩa minh chủ có thể ôn thiên nghĩa chưa bao giờ trên miệng hứa hẹn gì với nghĩa minh Nói một cách khác, hắn liền cất kỹ chỗ, cũng không vì Nghĩa Minh xuất đầu. Trên thực tế Nghĩa Minh với hắn làm hậu đài, cũng không cần hắn lại đến xuất đầu. Cho nên Nghĩa Minh tất cả thành viên xưng hô ôn thiên nghĩa cũng không xưng minh chủ, mà là xưng thánh chủ. Ôn thiên nghĩa đối Nghĩa Minh mấy người nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía ti dạ, người gọi ti dạ. Ti dạ ra đầu có chút run lên, hay là cứng ngắc lấy lá gan nói ra, đúng là ti dạ, bái kiến ôn thánh chủ. Không sai nha. Thân thể rất khỏe mạnh, ôn thiên nghĩa ngữ khí trở nên hiền lành nhu hòa ti dạ biết e là mình chết chắc rồi hắn dứt khoát buông hết thảy nói ra ôn đạo hữu vô địch nhất là bằng hữu của ân nhân địch cửu ta với ta mà nói bằng hữu của ân nhân chính là bằng hữu lúc trước thái tả phong vũ nhục vô địch nhất ta với tư cách bằng hữu của hắn tuyệt sẽ không lại để cho hắn bị vũ nhục ôn đạo hữu là giết là quả tự nhiên muốn làm gì cũng được ta tin tưởng thị phi trải qua nhất định có công đạo tại lần này ti dạ liền thánh chủ đều không gọi chẳng qua là xưng hô một tiếng ôn đạo hữu dù sao là một cái chữ chết hà tất nịnh nọt cái này ôn thánh chủ ti dạ một câu đều không có sách địch cửu sẽ cho hắn báo thù bất quá tất cả mọi người có thể nghe ra ý của hắn đó chính là hắn hôm nay đã chết tương lai cuối cùng có người sẽ vì hắn ra mặt chung quanh một hồi cười khẽ âm thanh truyền đến hiển nhiên đều cảm thấy ti dạ rất đáng thương bị ôn thiên nghĩa giết ai cho hắn xuất đầu ai có năng lực vì hắn xuất đầu coi như là còn lại hai cái thánh chủ Vô luận là Hồ Yết Chi hay là Dương Ti An, cũng không có năng lực đối phó Ôn Thiên Nghĩa vì hắn xuất đầu. Trừ phi hai người này liên thủ, cái kia càng là không thể nào. Địch Cửu. Ôn Thiên Nghĩa nghe thấy cái danh tự, một mực treo nụ cười sắc mặt biến thành hơi cương. Nói thật ra lời nói, trước đây, Ti Dạ ở trước mặt hắn nói lời này, vậy đối với hắn mà nói cùng chê cười không có bất kỳ khác nhau. Hắn ý định cho Ti Dạ thấm vài đạo sát phạt đạo tắc, chờ hắn tiến vào luyện đạo vũ trụ sau, sát phạt đạo tắc bộc phát, ti dạ tự hành bại nhất đây cũng là hắn ôn thiên nghĩa giết người phong cách sẽ rất ít ở trước mặt giết người khi hắn mặt người khác có thể trông thấy chỉ có mỉm cười cùng hiền lành ta liền nhìn xem ngươi công đạo ở nơi nào thái tả phong đã sớm đều muốn xuất thủ đang nghe ti dạ mà nói sau hắn không chút lựa chọn tế ra pháp bảo muốn cuốn hướng ti dạ hắn biết rõ ôn thiên nghĩa bản tính ôn thiên nghĩa là phụ nữ chưa bao giờ ở trước mặt động thủ hiện tại hắn động thủ hắn 100% khẳng định ôn thiên nghĩa sẽ cho ti dạ đến một đạo âm. Nói như vậy, hắn chẳng những chính diện cứng rắn tiếc giết ti dạ, còn định nọt ôn thiên nghĩa. Giết ti dạ sau, hắn thái tả phong thanh danh ở chỗ này hội bay lên một cái bậc thang. Hừ. Tại thái tả phong tế ra pháp bảo đồng thời, ôn thiên nghĩa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lại để cho thái tả phong tâm thần rung động thoáng một phát, hắn đại đạo lĩnh vực đạo vận chịu run lên. Coi như là ngu ngốc, hắn cũng biết ôn thiên nghĩa là đúng hắn bất mãn, Thái Tả Phong ở đâu còn dám lại tự chủ trương, tranh thủ thời gian ngừng lại, lần nữa cúi người hành lễ, mời thánh chủ phân phó. Hắn cho là mình tự chủ trương hành vi chọc giận Ôn Thiên Nghĩa, đang thấp thỏm lo âu. Ôn Thiên Nghĩa sắc mặt lần nữa khôi phục cười mỉm hiền lành, đối Ti Dạ giơ ngón tay cái lên nói ra, "Ti đạo hữu quả nhiên là trọng ân nghĩa, ta Ôn Thiên Nghĩa rất khâm phục đúng là Ti đạo hữu loại tính cách này." "Không sai, không sai, chờ ta theo luyện đạo vũ trụ đi ra sau, Ti đạo hữu không chê, có thể đi động phủ của ta." mọi người đối ẩm mấy chén. Ta cáo từ trước, sau này còn gặp lại. Nói xong, ôn thiên nghĩa đi đầu vừa xảy bước vào luyện đạo vũ trụ cửa vào, biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên rời đi, ôn thiên nghĩa trong lòng là hừ lạnh. Thái tả phong tên hỗn đản này, mượn hắn tên tuổi coi như xong, còn kém chút cho hắn chọc đại họa. Với hắn mà nói, thái tả phong người này nhất định phải diệt trừ. Ôn thiên nghĩa tuy nhiên tự nhận rất mạnh, thực sự sẽ không cảm thấy chính mình so hồ yết chi còn mạnh hơn, tất cả mọi người là tám lạng nửa cân dù ai cũng không cách nào nghiền ép ai có thể hắn lại tận mắt nhìn thấy địch cửu nghiền giết hồ yết chi quá trình nếu không phải hồ yết chi chính là cái kia thiên đạo hoàn quá lợi hại hiện tại vũ trụ tầm đó ở đâu còn có hồ yết chi địch cửu có thể nghiền ép hồ yết chi vậy có thể nghiền ép ôn thiên nghĩa hắn cho nên nếu như đắc tội địch cửu một phương vũ trụ này không bao giờ có chỗ cho ôn thiên nghĩa hắn nó thân nữa cường giả như địch cửu hắn định bợ trả lại không kịp Thái tả phong khốn kiếp này thiếu chút nữa giúp hắn đắc tội, không giết người này, hắn ôn thiên nghĩa chẳng phải là quá tốt nói chuyện. Cho dù ôn thiên nghĩa rời đi, tất cả mọi người còn chằm chằm vào ti dạ. Dựa theo ôn thiên nghĩa nước tiểu tính, ti dạ có lẽ rất nhanh sẽ thân thể tan vỡ, hồn phách cũng sẽ bị ôn thiên nghĩa ám toán mất mới đúng. Thế nhưng là đợi chừng một nén nhang thời gian, ti dạ bình yên vô sự. Tất cả mọi người có chút không rõ, ôn thiên nghĩa giống như thật không có đối ti dạ ra tay nha, đây là có chuyện gì ngẫm lại thái độ của ôn thiên nghĩa đối với ti dạ tựa hồ là thật sự rất tán thường ti dạ đây quả thực là phá vỡ nhận thức của mọi người chẳng lẽ ôn thiên nghĩa đổi tính sao chỉ có thái tả phong rõ ràng ôn thiên nghĩa cuối cùng đối ti dạ nói lời là thật tâm lời nói hơn nữa là thật không có muốn ti dạ động thủ nếu như ôn thiên nghĩa sẽ đối ti dạ động thủ vậy hắn lúc trước đối ti dạ động thủ thời điểm ôn thiên nghĩa tất nhiên sẽ hỗ trợ ám toán mà không phải ngược lại ám toán hắn lại để cho hắn không cách nào động thủ đương nhiên ám toán có chút nghiêm trọng, phải nói là ngăn trở hắn. Thái Tả Phong vừa mới nghĩ tới đây, bỗng nhiên cảm giác được tử phủ tê dần, đi theo một ngụ máu tươi phun ra. Lúc này nếu như Thái Tả Phong không biết ôn thiên nghĩa thật sự ám toán hắn, vậy hắn chính là heo. Thái Tả Phong trong lòng là mắng to, hắn tuy nhiên không rõ ôn thiên nghĩa vì cái gì ngược lại muốn ám toán hắn, nhưng chỉ cần hắn sống sót, tuyệt đối sẽ không lại để cho ôn thiên nghĩa, lại có thể định kỳ thu hoạch một đống luyện đạo kim, giờ phút này thái tả phong ở đâu còn dám ở lại sớm định ra cầm ra một quả phù lục ngay lập tức bỏ chạy biến mất không thấy gì nữa thái tả phong bỏ chạy lưu lại chính là một đám người vây xem không hiểu gì xem bộ dạng của thái tả phong tự hồ chẳng những ôn thiên nghĩa không có động thủ với ti dạ ngược lại còn ám toán thái tả phong đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé ôn thiên nghĩa đến sau đó lại tiến vào luyện đạo vũ trụ bên ngoài luyện đạo vũ trụ không còn có người dám ngăn trở cung thiên dịch ti dạ cùng vô địch nhất cho dù là ba người cũng đều có chút bất an cái lúc này tự nhiên là tiến vào nhập luyện đạo vũ trụ lại nói tuy tin tức truyền chậm lại nhưng sau khi ba người ti dạ tiến vào luyện đạo vũ trụ sau lại có người tới luyện đạo vũ trụ tất cả mọi người đã biết có chuyện gì xảy ra hậu trưởng của ti dạ là một tu sĩ mới quật khởi gọi địch cửu địch cửu cường đại không cường đại có lẽ rất nhiều người đều không có ấn tượng trực quan nhưng chỉ cần biết rằng Hồ Yết Chi mang theo địch cửu, ly khai đại đạo trận môn tinh không thành, mục đích tự nhiên là muốn giáo huấn địch cửu, thậm chí muốn đánh khai mở địch cửu vũ trụ thế giới. Kết quả đã qua sau một thời gian ngắn, Hồ Yết Chi chưa có trở về, mà địch cửu nhưng là điểm nhiên như không có việc gì về tới tinh không thành. Nếu như nói địch cửu điểm nhiên như không có việc gì trở lại tinh không thành, vẫn không thể nói Hồ Yết Chi xảy ra chuyện thì địch cửu, chiếm cứ động phủ của Hồ Yết Chi, công khai ở bên trong bế quan tu luyện coi như là ngu ngốc cũng hiểu có chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên Hồ Yết Chi lành ít giữ nhiều, coi như may mắn trốn thoát, chỉ cần địch cửu vẫn còn đại đạo trận môn tinh không thành, không tiến vào đại đạo trận môn thì hắn cũng không dám trở về. Địch cửu về tới tinh không thành, Hồ Yết Chi ngược lại chưa có trở về e là chỉ có ba người ti dạ, cung thiên dịch cùng vô địch nhất không biết. Động phủ mà địch cửu tu luyện không kẻ nào dám đã quấy dày, thậm chí ngoài động phủ đều có đầy tu sĩ vây quanh cảm ngộ đại đạo địch cửu càng chuyên tâm luyện chế hỗn độn phi tinh của mình luyện chế hỗn độn phi tinh tuy coi như là luyện chế pháp bảo phi hành nhưng thủ đoạn luyện chế lại hoàn toàn khác với luyện chế pháp bảo phi hành bình thường địch cửu muốn dùng đại đạo của mình cô động mênh mông thiết tinh dù không thể biến mênh mông thiết tinh biến thành luyện đạo kim ít nhất cũng phải để cho mênh mông thiết tinh hoàn toàn biến chất dung hợp với quy tắc đại đạo của hắn thời gian cứ dần dần trôi qua như vậy đảo mắt đã ngàn năm qua đi địch cửu chẳng những không có xuất quan mà đạo tắc lưu chuyển bên ngoài động phủ của hắn càng mênh mông huyền ảo hơn, từ xa nhìn lại thật sự giống như có một vũ trụ đang sinh ra. Địch Cửu đã hoàn thành cô động quy tắc đạo vận trong mênh mông thiết, tinh, chính thức bắt đầu luyện chế hỗn độn phi tinh. Hắn luyện chế hỗn độn phi tinh, ngoại trừ khắc vô cùng vô tận đại đạo trận văn, còn muốn dùng đạo thụ chu thiên thẩm thấu các loại đại đạo quy tắc. Lúc này, coi như thực lực của địch cửu mạnh hơn hồ yết chi, mạnh hơn tam đại thánh chủ một ít. Coi như thực lực của địch cửu, không mạnh như vậy cũng sẽ không có người đi đã quấy dày địch cử bế quan. Địch cử bế quan tán ra đại đạo đạo vận, để cho hơn 10 tên tu sĩ bước thứ 5 bước, vào bước thứ 6, hơn nữa lại, để cho bốn gã tu sĩ bước thứ 6 trung kỳ bước vào bước thứ 6 hậu kỳ. Phải biết rằng đại đạo trận môn tinh không thành có tam đại thánh chủ mạnh mẽ cũng là, bởi vì bọn hắn đã sớm bước vào bước thứ 6 hậu kỳ. Sau khi bước vào bước thứ 6 hậu kỳ, thực lực và lĩnh vực đại đạo trực tiếp bay lên một cấp bậc mới, như vậy mới có cơ hội trùng kích bước thứ 6 viên mãn bởi vì đại đạo ở quanh động phủ mà địch cử bế quan quá mức mênh mông, hơn nữa thường xuyên bắt được một ít khí tức đạo tắc, rõ ràng cho nên bên ngoài động phủ đã sớm đã tắc đất tắc vàng. Hầu như tất cả tu sĩ kẹt tại bình cảnh quá lâu hoặc là có nghi hoặc, trên đại đạo đều điên cuồng đều muốn tìm một chỗ cắm rùi bên ngoài động phủ của địch cửu, để có thể cảm ngộ đại đạo đạo vận rõ ràng hơn, dưới sự ảnh hưởng của đại đạo đạo tắc, chuyện các tu sĩ khi dễ nhau ở đại đạo trận môn tinh không thành giảm đi rất nhiều, thêm nữa, ti sĩ có thực lực chưa đủ ngay cả luyện đạo vũ trụ đều không thèm đi mà là tới gần động phủ của địch cửu tu luyện theo lý thì chỉ cần địch cửu tiếp tục bế quan có lẽ cũng không có kẻ nào đến đến quấy giày có thể sự tình thường thường cũng không phải là như vậy hôm nay phần đông tu sĩ đang cảm ngộ đạo tắc bên ngoài động phủ của địch cửu thì có chấn động đánh nhau kịch liệt hết lần này tới lần khác lan về bên này hơn nữa với xu thế chấn động kịch liệt của không gian thì một khi đánh tới nơi đây tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến địch cửu đang bế quan giờ khắc này tu sĩ đang ngồi cảm ngộ đạo tắc từ địch cửu hầu như toàn bộ đều đứng lên, tại vài tên cường giả bước thứ sáu hậu kỳ dẫn đầu, dưới những người còn lại đều chắn bên ngoài động phủ của địch cửu. Bọn hắn không có khả năng cho phép có người đã quấy dày địch cửu bế quan, một khi địch cửu xuất quan, bọn hắn sẽ thấy cũng không có cơ hội cảm ngộ một ít đại đạo huyền bí. Nơi đây không cho phép đánh nhau, lập tức ngừng. Hàn Phiên là tu sĩ thứ nhất tế pháp bảo ra đồng thời nghiêm nghị quát, hắn vừa mới tấn cấp đến bước thứ sáu hậu kỳ không lâu hàn phiên bước vào bước thứ sáu hậu kỳ hắn đã cảm ngộ được quy tắc đại đạo mình cần bên ngoài động phủ địch cử bế quan nếu như hắn có thể tại cảm ngộ một thời gian ngắn thì rất có thể hắn sẽ mượn cơ hội bước vào bước thứ sáu đỉnh phong thậm chí viên mãn cũng không phải không có khả năng một khi bước vào bước thứ sáu viên mãn thì hắn sẽ trở thành tồn tại cấp bậc thánh chủ kỳ ngộ như thế đang ở trước mắt hắn làm sao có thể để cho người khác đến phá hư huống hồ hắn được chứng kiến đạo vận của ba vị thánh chủ chấn động Người đánh nhau đến người tuyệt đối không phải ba vị thánh chủ. Bất quá Hàn Phiên còn chưa nói hết thì liền ngốc trệ ở, hắn nhìn thấy cái gì? Một đầu thất trảo thần côn, nếu không phải hắn khẳng định chính mình không nhìn lầm, hắn thậm chí muốn dụi mắt của mình. Đầu thất trảo thần côn, này hiển nhiên chỉ có bước thứ tư thôi thế mà phía sau đuổi giết thất trảo thần côn, lại có tới ba gã cường giả bước thứ sáu. Ba gã cường giả bước thứ sáu này, Hàn Phiên vậy mà không nhận ra tên nào. Trừ phi ba người này đều tới đại đạo trận môn tinh không thành gần đây, bằng không mà nói hắn không có khả năng không nhận ra ai ai những thứ này cũng không quan trọng quan trọng là thất trảo thần côn nha đây là bước thứ tư thất trảo thần côn cho dù là hàn phiên tu luyện vô số năm hắn cũng không có bái kiến thần thú thế này tuy đầu thất trảo thần côn trước mắt bị ba gã cường giả đuổi giết nhưng vẫn mang theo một loại khí tức vương giả tăng thêm trên chắn thất trảo thần côn còn có một đạo thiểm điện khí phách rõ ràng càng tăng thêm vài phần khí thế đầu thất trảo thần côn tuyệt đối này tuyệt đối là tồn tại trí cao ở côn giới trí rất có thể thần côn dị biết độc nhất vô nhị nghe đồn thần côn bước vào bước thứ tư có một loại thần thông thiên phú chính là có thể ngao du trong hỗn độn mênh mông căn bản cũng không chịu hỗn độn trở ngại mà trước mắt chính là một đầu thần côn bước thứ tư có khả năng là một đầu thần côn dị biến nếu có thể đạt được đầu thần côn này hàn phiên bắt đầu kinh hoàng khó trách nhiều tu sĩ đuổi theo thần côn như vậy nếu hắn có thể được thần côn này dù là không cách nào để cho thần côn nhận thức hắn làm chủ hắn cũng có vô số biện pháp lại để cho thất trảo thần côn dẫn hắn bước vào mênh mông hỗn độn sau đó ngao dù hỗn độn huống hồ hàn phiên có vô số biện pháp lại để cho thất trảo thần côn nhận hắn làm chủ thất trảo thần côn bị hàn phiên cùng cả đám người ngăn lại đằng sau lại có đuổi giết tu sĩ tăng thêm nơi đây không gian toàn bộ là cấm chế trong mắt của nó hiện lên một tia tuyệt vọng nó không rõ trực giác của nó là xông vào cái tinh không thành sau đó chạy trốn tới bên này chính là sinh lộ, vì sao nó ngược lại rơi vào tử lộ đâu. Thất trảo thần côn đình chỉ bỏ chạy, lại có phần đông cường giả cản đường, đằng sau ba gã tu sĩ cũng ngừng đuổi giết. Đi tuốt ở đằng trước chính là một gã nam tử tóc tím, hắn cao thấp đánh giá một phen hàn phiên, ngữ khí mang theo một tia sát khi nói ra, người muốn ngăn trở ta bắt ta thú sủng. Người thú sủng, nếu là ta không có đoán sai, cái này thất trảo thần côn hẳn là thú vô chủ nha, chỉ có điều bị các ngươi đuổi giết mà thôi. Hàn Phiên ha ha một tiếng, hắn vững tin ba người này đều là mới tới đến đại đạo chi lộ. Ba cái mới tới cũng dám khi hắn Hàn Phiên trước mặt kiêu ngạo, ha ha, những người này còn tưởng rằng mình đều là cường giả như địch cửu sao. Nam tử tím nam căn bản cũng không có để tới bên Hàn Phiên có gần nghìn tu sĩ, cười ha ha nói, ba người ta dọc theo đại đạo chi lộ, đuổi giết đầu thất trảo thần cô này trước sau trải qua mấy ngàn năm. Như thế nào vừa đến nơi đây, liền biến thành vật vô chủ. Nơi đây ta cũng đã được nghe nói, nếu như còn có người dám ngăn trở chúng ta chảo thú sủng, đừng trách ta không khách khí. Hàn phiên ha ha cười cười, ta hàn phiên ngược lại là muốn nhìn, người không khách khí như thế nào. Nếu như là những vật khác coi như xong, đầu thất chảo thần côn này hàn phiên tuyệt đối không buông tha, buông tha thì chẳng khác nào buông tha cơ hội ly khai nơi đây, còn có cơ hội bước vào tầng cao hơn. Nam tử tóc tím ngay cả nói cũng lười phải nói, xài bước ra. Trông hắn thật giống như nhẹ nhõm bước một bước nhỏ nhưng hắn khoảng cách giữa hắn, và Hàn Phiên đều biến mất vô tung vô ảnh theo bước nhỏ này, cùng một thời gian, lĩnh vực của Hàn Phiên đã bị phá vỡ. Hàn Phiên trong nội tâm chấn động mãnh liệt, đối phương còn không có ra tay, chỉ bằng mượn một bước này, là hắn biết đây ít nhất là tồn tại cấp bậc thánh chủ ở tinh không thành. Hắn ở đâu còn dám ỉ vào chính mình có tu vi bước thứ sáu hậu kỳ nữa. Một cái ô được tế ra, xoáy lên hàng tỷ đạo vận pháp tắc. Giờ phút này nam tử tóc tím đã oanh một quyền vừa vặn đón lấy cái ô của Hàn Phiên. Oanh, hàng tỷ đạo vận pháp tắc mà cái ô xoáy lên nổ tung nghiền nát thần thông pháp tắc bốn phía một ít tu sĩ yếu hơn một ít ở phía sau hàn phiên bị pháp tắc nghiền nát oanh chúng đều phun máu tươi bay ngược lại hàn phiên cũng há mồm phun một ngụ máu tươi pháp bảo giống như bị một bàn tay vô hình bắt lấy hắn điên cuồng thiêu đốt đạo vận pháp tắc mới trói buộc thu hồi được sau đó do dự lui lại hàn phiên bước thứ sáu hậu kỳ vậy mà cùng đối phương tranh lệch to lớn như thế đi theo hàn phiên đằng còn có hai tên bước thứ sáu hậu kỳ không còn ai nguyện ý xuất đầu. Bọn hắn xuất đầu phải với điều kiện là bọn hắn có thể ngăn cản đối phương, hiện tại đối phương có thực lực mạnh như thế, hiện tại xuất đầu, đó là đắc tội một cường giả sắp xuất hiện ở tinh không thành, chỉ có kẻ ngu ngốc mới có thể làm như vậy. Quan trọng hơn là vừa rồi động thủ, đạo vận thần thông cuồng bạo đạo anh bên ngoài hộ trận của địch cửu, trừ phi địch cửu là người chết hoặc không cách nào xuất quan, bằng không mà nói hắn sẽ xuất quan nhanh thôi. Địch cửu xuất quan thì bọn hắn ra tay nữa cũng không có ý nghĩa gì. Hàn Phiên cố gắng đè nén nỗi lòng, hắn miễn cưỡng trốn thoát khỏi trói buộc của đối phương, nội tâm kinh hoàng. Nếu như đối phương còn muốn ra tay, hắn lập tức bỏ chạy. Người này lợi hại, căn bản cũng không phải là hắn có thể so sánh. Thất trảo thần côn rất tốt nhưng cũng phải có mệnh tại mới hưởng được. Hàn Phiên trốn ra khỏi lĩnh vực trói buộc của nam tử tóc tím. Nam tử tóc tím cũng không có tiếp tục đuổi giết, chẳng qua là lạnh lùng nhìn lướt qua Hàn Phiên. Bây giờ còn có ai dám ngăn trở ta bắt ta thú sủng. Tiếp đến ta sẽ không khách khí như vậy trên thực tế hắn lần thứ nhất cũng không có khách khí, chẳng qua là bị Hàn Phiên cưỡng ép dãy ruộng mà thôi. Ánh mắt tuyệt vọng của thất trảo thần côn bỗng nhiên phát sáng, nó điên cuồng phóng tới chỗ động phủ của địch cửu. Nam tử tóc tím ở đâu còn lo lắng đám người Hàn Phiên, tế ra một thanh trường thương, trường thương xoáy lên một đạo thương ý đáng sợ quét về phía thất trảo thần côn. Nam tử tóc tím đuổi giết thất trảo thần côn nhiều năm, đã sớm biết bổn sự của thất trảo thần côn. Một phát này tối đa chỉ có thể lại để cho thất trảo thần côn, tránh né thoáng một phát, tuyệt đối sẽ không để cho thất trảo thần côn trọng thương. Chỉ cần thất trảo thần côn tránh né, đồng bạn của hắn có thể mượn nhờ lĩnh vực của hắn vây khốn thất trảo thần côn. Từ lúc truy đuổi thất trảo thần côn đến nay, đây một cơ hội tốt nhất. Lại để cho nam tử tóc tím căn bản cũng không có nghĩ đến chính là một phát này, oanh hướng thất trảo, thần côn, thất trảo thần côn chẳng những không có tránh né, ngược lại mượn lực sau đó lại bỏ thêm một đạo thần thông đạo tắc. Hai đạo lực lượng oanh vào hộ trận của địch cửu, hộ trận trực tiếp vỡ ra. Mặc dù là mận lực, Thất Trảo Thần Côn vẫn là bị cắn trà bị thương, sau đó Thất Tha Thất Thiểu vọt vào hộ trong trận. Nam tử tóc tím không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn không chút lựa chọn cầm ra một chút trận kỳ đem cái này hộ ngoài trận mặt vây quanh, đối bên người hai người khác nói ra, "Đi vào." Không có ai ngăn trở bọn hắn, cũng không có ai dám ngăn trở bọn hắn. Bọn hắn đi vào liền ngừng lại, bởi vì bọn họ trông thấy cái kia Thất Trảo Thần Côn đồng dạng ngừng lại, tại Thất Trảo Thần Côn đứng trước mặt lấy một gã áo xám thanh niên, Vị đạo hữu này xin, vừa rồi chúng ta truy sát ta thú sủng, không cẩn thận phá đạo hữu hộ trận, ta nhất định đền bù tổn thất một. Hai. Nam tử tóc tím trông thấy thanh niên áo xám liền tùy ý ôm quyền, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thất Trảo Thần Côn. Dù sao trong mắt bọn hắn thì địch cửu dù gì cũng là chủ nhân nơi đây, nếu bọn hắn nếu như đến liền đi cũng thôi, tương lai bọn hắn có khả năng ở chỗ này. Nếu như tương lai hội thường ở, tới nơi này phá hư hộ trận của người khác, tự nhiên là muốn nói một câu khách khí lời nói bằng không mà nói, ở chỗ này sẽ chọc nhiều người tức giận. Với hắn mà nói, thái độ của thanh niên áo xám đứng ở trước mắt, như thế nào hắn căn bản cũng không để ý, bọn hắn để ý chính là thất trảo thần côn. Thanh niên áo xám hiển nhiên chính là địch cửu, địch cửu cũng không có nhìn ba người nam tử tóc tím, mà ánh mắt rơi vào trên thân thất trảo thần côn. Thiểm điện, qua nhiều năm như vậy mà ngươi không tiến bộ một chút nào nha. Bị mấy tên rác rưởi đuổi giết tới nơi này, thật sự là ném mặt ta trong lòng địch cử mừng rỡ không thôi nhưng giọng điệu lại rất là khó chịu địch cử có một đống lớn vấn đề còn muốn hỏi thiểm điện dựa theo lý mà nói thì thiểm điện thì không cách nào tới đây thiểm điện cũng kích động không thôi thầm nghĩ quả nhiên trực giác của bản thái gia chính xác cảm giác nơi này là sinh lộ nơi này chính là sinh lộ một vạn cái cũng không nghĩ tới thái gia vậy lại xuất hiện ở chỗ này cho dù trong nội tâm đắc ý nhưng trong mắt thiểm điện lại tràn đầy sự tội nghiệp thái gia ta cũng không có biện pháp nào mấy tên rác rưởi truy sát ta mà ta còn nhỏ đây mấy tên rác rưởi đều đã già muốn chết rồi còn liên thủ sao ta có thể đánh nổi bọn hắn trên thực tế thiểm điện nói cũng không có sai so với ba người nam tử tóc tím thì thực lực của thiểm điện phải kém hơn một đoạn nếu không phải thiểm điện có tốc độ quá nhanh sợ là đã sớm nhận được cặp lồng đựng cơm tới tinh không thành đối với thiểm điện mà nói chính là được ăn cả ngã về không bởi vì nếu nơi này không có sinh lộ mà nói vậy nó nhất định phải chết ba người nam tử tóc tím đều ngây ra, chăm chăm vào địch cử cùng thiểm điện. Bọn hắn thật sự là không ngờ tới thiểm điện và địch cửu lại biết nhau. Thật sự là quá mức kinh ngạc, thế cho nên địch cử gọi bọn hắn mấy cái rắc rưởi, bọn hắn đều không kịp phát tác. Ha ha, đừng đóng kịch. Bản thánh kiên nhẫn có hạn, người chóc bong ra lạc ấn hồn phách của bản thân ra đi, sau đó chúng ta mang đầu thất trảo thần côn này đi. Nói chuyện chính là một gã nam tu ục ịch phía sau nam tử tóc tím, đạo vận quanh thân người này hùng hậu không thôi. Tuy không bằng nam tử tóc tím nhưng hiển nhiên cũng là một cường giả đỉnh phong. Hắn lại để cho địch cửu chóc bong hồn phách lạc ấn, là đoán được thất trảo thần côn, khả năng thật sự là thú sùng địch cửu chẳng qua là hắn mà nói vẫn chưa nói xong, địch cửu bỗng nhiên tung một quyền tới rác rưởi nói nhảm quá nhiều. Trông thấy địch cửu chủ động động thủ, nam tử tóc tím hừ lạnh một tiếng, hắn quyết định chẳng muốn nói thêm gì với địch cửu, lập tức giết địch cửu, sau đó chóc bong hồn phách mang thiểm điện đi. Đạo vận của bọn hắn vừa vận chuyển thì sắc mặt lập tức thay đổi hết thảy quy tắc chung quanh cũng không thuộc về hắn thậm chí là quy tắc mà bọn hắn chưa bao giờ được chứng kiến đây đã không còn là khống chế khốn trận mà khống chế quy tắc vũ trụ trên thực tế coi như là đối phương khống chế vũ trụ quy tắc cũng đừng nghĩ lợi dụng vũ trụ quy tắc trói buộc chặt hắn một điểm bởi vì hắn cũng hiểu quy tắc vũ trụ quanh mình hiện tại quy tắc thời gian cùng không gian hoàn toàn lạ lẫm hắn ở trong lĩnh vực thời không này thật giống như một con dê đợi làm thịt rất hiển nhiên đối phương là trưởng khống giả trong một phương thời không đại đạo này coi như kẻ ngu ngốc, cũng biết một phương thời không này hoàn toàn do đối phương xây dựng lên. Hắn ngu ngốc trực tiếp vọt vào, tương đương với vọt vào thế giới quy tắc của đối phương, không khác gì tự mình tìm đường chết cả. Hộ trận này địch cử bỏ ra hơn thắng bố trí, hơn nữa hắn vì để cho người khác không quấy dày hắn cô động mênh mông thiết tinh. Đại đạo quy tắc đã sớm cùng một phương không, ra này liền một chỗ, thiên địa quy tắc của một phương không gian này đã sớm không còn liên quan gì, tới vũ trụ chỗ tinh không thành. Hơn tháng thời gian bố trí hộ trận, hơn nữa mình ở cái này một phương không gian xây dựng đại đạo quy tắc. Không chỉ nói nam tử tóc tím còn không có bước vào bước thứ bảy, coi như là bước vào bước thứ bảy, thực lực hơn xa tại địch cửu thì tại địa bàn của hắn cũng phải co lại. Nam tử tóc tím đều không nhúc nhích được, tu sĩ ục ịch nói chuyện bị cái này, một phương không gian đại đạo quy tắc trói buộc di chuyển, cũng không có thể di chuyển, sắc mặt của hắn tái nhợt giống như bông tuyết, thiêu đốt toàn bộ máu huyết mới miễn cưỡng kêu lên, tiền bối tha mạng, vãn bối nguyện ý cống hiến thế giới. Bành! một đạo huyết vụ nổ tung nam tu ục ịch chưa nói hết lời đã bị đạo vận từ một quyền của địch cửu đánh bể nổi tung sau một khắc có vô số đạo tắc tán loạn xé ra một cửa vào thế giới địch cửu phất tay cuốn một cái hết thảy mọi thứ trong thế giới này đều bị cuốn đi sắc mặt nam tử tóc tím giờ phút này cũng đồng dạng tái nhợt coi như hắn không có rơi vào hộ trận của địch cửu chỉ bằng hành động đơn giản xé mở thế giới của địch cửu thì hắn đã biết mình không phải đối thủ e là tu sĩ trước mắt đã bước vào bước thứ bảy cư nguyên hạc hắn xuất đạo nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp phải qua cường giả đáng sợ thế này. Tiền bối, lần này là chúng ta lỗ mãng. Tiền bối tùy ý nói yêu cầu, cư nguyên hạc ta đều tuân theo. Nam tử tóc tím vẫn không phản kháng, lòng đã chìm đến đáy cốc. Một tên nam tu đứng ở sau nam tử tóc tím cũng tràn ngập sự tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới ba người bọn hắn cùng một chỗ, mà còn bị người ta nghiền ép. Om sòm, thái gia của ta đang nói chuyện cùng ta, Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám ở chỗ này dài dòng. Thiểm điện bỗng nhiên tiến lên, một cước đá vào mặt nam tử tóc tím. Trong nội tâm nó sảng khoái thật giống như trời tháng 6 uống nước đá, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Quả nhiên đi theo thái gia có tiền đồ, ngẫm lại những năm kia, nó giàu gì cũng là biến dị thất trảo thần côn, lại bị truy đuổi như chó nhà có tang. Hôm nay nhìn thấy thái gia, nó nhẹ nhõm liền một cước đá vào mặt kẻ thù. Sảng khoái, thật sự là sảng khoái, Địch Cửu hừ một tiếng, nói đi, ngươi là như thế nào đến cái chỗ này? Lúc trước ngươi không phải ngươi ở trong hỗn độn tìm kiếm cơ hội tạo giới ư? Cho dù hỗn độn mà Địch Cửu nói chỉ là hỗn độn ở Khuê Hà, đại vũ trụ nhưng thiểm điện có thể tới nơi đây, Địch Cửu tin tưởng mình không cần giải thích, thiểm điện cũng hiểu. Thiểm điện động cước, trong lòng nam tử áo tím biệt khuất, không biết làm sao, căn bản cũng không dám đánh trả. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy hối hận, hối hận không nên xông vào trong đại trận của người khác. Có lẽ cường đại quen rồi, hoặc là nói quen người khác ở trước mặt mình đều là con sâu cai kiến cho nên thời điểm hắn xông vào hộ trận của địch cửu không có nửa điểm tâm lý gánh nặng hết lần này tới lần khác tại nơi xác định vững chắc không có vấn đề cuối cùng ra vấn đề lớn vấn đề này rất có thể lại để cho hắn hồn phi phách tán không còn cơ hội sống sót đại đạo quả nhiên là khắp nơi nguy cơ cho dù là đi nhầm một bước nhỏ nếu hắn không tiến vào cái hộ trận này cho dù hắn không phải đối thủ của đối phương thì dùng thực lực của hắn có lẽ cũng có thể thong dong rời khỏi thái gia, một lời khó nói hết, nếu không thì tiêu diệt mấy tiểu châu chấu này trước rồi chúng ta lại từ từ nói nha. Thiểm điện nhìn thoáng qua nam tử áo tím cùng tên nam tu còn lại, cẩn thận nói. Địch cửu tán thường gật đầu, không sai, cuối cùng cũng có một chút tiến bộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiền bối, vãn bối mạo phạm tiền bối nhưng mà vãn bối biết một bí mật rất lớn, bí mật này là về đại đạo chi lộ. Mắt thấy địch cửu sẽ không để ý tới mình nữa, nam tử áo tím đâu còn dám có nửa điểm chủ quan, tranh thủ thời gian thấp thỏm lo âu nói, Địch Cửu có chút nghi hoặc, gia hỏa này tới trễ hơn mình, dựa vào cái gì mà biết rõ bí mật của Đại Đạo chi lộ. Nam tử áo tím thấy Địch Cửu không lập tức động thủ, mà có chút nghi hoặc thì lại nói, mọi người nói Đại Đạo chi lộ không cách nào lui về phía sau, cũng không cách nào ly khai Đại Đạo chi lộ, thật ra không hoàn toàn chính xác. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, hoàn toàn có thể lui khỏi Đại Đạo chi lộ, thậm chí có thể ra ngoài từ nơi đi vào. Nếu như chỉ có thế này vậy thì không cần nói nữa địch cửu lạnh nhạt nói ra. Sau khi địch cửu tiến vào đại đạo chi lộ, chưa bao giờ cảm thấy đại đạo chi lộ không thể lui về, chẳng qua là hắn cũng không lui lại mà thôi. Nếu như hắn đều muốn lui về phía sau, thậm chí muốn rời khỏi đại đạo chi lộ, hắn tin tưởng mình có thể làm được. Đây không chỉ là tự tin mà là do đại đạo mình tu luyện quyết định. Hắn ở trong hỗn độn còn sinh tồn được, thì lộ nào mà địch cửu hắn không thể lui hay sao? Không, không. Nam tử áo tím vội vàng nói, thật ra muốn chứng đạo bước thứ bảy cũng không nhất định phải vào đại đạo trận môn, ta hiểu rõ một người không có tiến vào đại đạo trận môn vẫn đột phá bước thứ bảy. Hắn gọi sinh tử thánh nhân, hắn để lại sinh tử môn trên đường chúng ta tới đại đạo chi lộ. Địch cửu nhíu mày, sinh tử môn hắn tự nhiên biết rõ. Hắn thật, không ngờ ra hỏa tu luyện sinh tử đại đạo vẫn còn lưu lại sinh tử môn khác. Trong nhận thức của địch cửu, hắn và tên sinh tử thánh nhân kia đã là tử thù. Sinh tử thánh nhân đều muốn hoạch lấy người khác đại đạo bồi dưỡng đạo thụ của hắn, nhưng không có nghĩ đến ở trong sinh tử môn ngược lại bị hắn đoạt lấy sinh tử đại đạo tất nhiên sinh tử thánh nhân biết rõ chuyện này địch cử không cần nghĩ chỉ cần hắn nhìn thấy sinh tử thánh nhân vậy thật sự chỉ có nhất sinh nhất tử nam tử áo tím đã ngừng nói hắn tin tưởng chỉ cần địch cử cảm thấy hứng thú đối với hắn tin tức hắn cung cấp như vậy nhất định sẽ hỏi lại hắn một khi địch cử hỏi hắn hắn có cơ hội sống địch cử yên lặng thật lâu thiên sa đao bỗng nhiên xoáy lên hóa thành một màn đao trong đại trận không gian của địch cửu, nam tử áo tím cùng nam tu kia không hề có sức phản kháng, bị địch cửu đao màn cuốn mất. Nam tử áo tím gào giống một tiếng thê lương tuyệt vọng, sau đó biến mất vô tung. Địch cửu cũng không có nửa điểm nương tay, trực tiếp mở thế giới của hai người ra rồi cuốn hết đồ đi, sau đó vung ra hai đoàn hỏa diễm biến hai người thành hư vô. Hai tên này không chỉ đuổi giết thiểm điện nhiều năm như vậy, coi như không chuyện này, đại đạo chi lộ mà nhân hậu đối với kẻ, như nam tử áo tím thì chính là tàn khốc với chính mình người nào có thể để lại một mạng người nào không thể để địch cử biết rõ ràng giết tốt tiêu diệt mấy gia hỏa này như vậy tiện nghi cho bọn họ thiểm điện hà giận kêu lên địch cử nhìn thiểm điện bây giờ nói đi vì sao ngươi lại đến đến được chỗ này thiểm điện lên tiếng lúc trước ta ở trong hỗn độn hiểu rõ ngọn nguồn đại đạo của mình cảm giác chính mình sắp thức tỉnh chút thiên phú cùng ký ức truyền thừa hết lần này tới lần khác ở thời điểm này vũ trụ hỗn độn chỗ ta bỗng nhiên tiêu tán tựa hồ có một loại quy tắc vũ trụ hoàn toàn mới bắt đầu đồng hóa hết thảy quy tắc. Địch Cửu gật gật đầu, hắn biết rõ đây là do mình cùng Diệp Mặc còn có Ninh Thành xây dựng vũ trụ mới, bắt đầu quy phục quy tắc của Khuê Hà Đại Vũ trụ. Chỉ cần thời gian dài lâu rồi, Khuê Hà Đại Vũ trụ tàn phá sẽ hóa thành một phần của vũ trụ mới. Thiểm Điện lại nói, lúc này ta trong hỗn độn bên trong nhìn thấy một trận môn cực lớn, trong trận môn có một đồ vật mà ta cực kỳ khát vọng. Sau khi do dự rất lâu, lúc này mới tiến vào trận môn thiếu chút nữa bị trận môn xoắn giết cũng may thần thông thiên phú của ta thức tỉnh cuối cùng ta chẳng những không có bị xoắn giết ngược lại thực lực tăng thêm một bậc sau khi ngươi ra khỏi trận môn kia thì tới nơi nào địch cửu bỗng nhiên nghĩ đến thiểm điện không phải là theo lúc trước khuê hà đại vũ trụ giả hỗn độn bên trong đi ra sau đã đến cửu trọng thiên a à? vậy cũng không sai mới vũ trụ quy phục hết thảy quy tắc khuê hà đại vũ trụ cùng cửu trọng thiên đều bị quy phục thiểm điện đáp ta đi tới hỗn độn chính thức mới biết được hỗn độn lúc trước cũng không phải chân thật mà là hỗn độn bị khai thiên vũ trụ quy tắc đồng hóa. Mặc dù có hỗn độn chi khí nhưng so với hỗn độn thật sự thì chênh lệch quá xa. Địch Cửu ngược lại gật gật đầu, khuê hà đại vũ trụ chỗ có hỗn độn, nhưng loại hỗn độn này có thể cho bất kỳ kẻ nào cũng được lợi, hơn nữa còn là nơi tu luyện tốt nhất. Thế nhưng trong hỗn độn thật sự thì tu sĩ bình thường thì không cách nào sinh tồn. Nếu thật sự có thể sinh tồn, thu hoạch nhiều hơn hỗn độn giả trong khuê hà, đại vũ trụ đạo thụ của hắn từ đâu mà ra? Không phải là thu hoạch trong hỗn độn thật sự sao? Chẳng qua điều khiến hắn cảm thấy khó hiểu là thiểm điện làm thế nào sống sót hỗn độn Không đợi địch cử hỏi thăm, thiểm điện thật hưng phấn nói Tiến vào hỗn độn sau, trước tiên ta cho là mình xong đời Không nghĩ tới thiên phú của ta thức tỉnh Địch cử nghi hoặc nhìn thiểm điện, người có huyết mạch côn bằng Không có nghe nói côn bằng có gì đặc thù nha Địch cử ý ở ngoài lời chính là Côn bằng tối đa cũng bất quá là thần thú Tại hỗn độn bên trong, thần thú cũng không có cái gì đặc thù đãi ngộ Đáng chết hay là muốn chết Thiểm điện hắc hắc một tiếng, đắc ý dơ lên bảy chảo. Ta cũng không biết, ta hình như là con rơi của hỗn độn, khác côn bằng một chút. Ta chỉ biết rõ tại hỗn độn bên trong, ta quả thực chính là như cá nước. Người khác tử địa, với ta mà nói quả thực so bình thường mà sinh tồn còn muốn nhẹ nhõm. Ta có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn tu luyện, nhưng lại có thể ở hỗn độn bên trong cô động thuộc về của ta hỗn độn thần thông. Địch cửu cười lạnh một tiếng ha ha, người lợi hại như vậy, kết quả bị ba cái rác rưởi đuổi giết khắp nơi trốn thiểm điện xấu hổ cúi đầu xuống, vậy cũng không thể trách ta, thời điểm ta ly khai giả hỗn độn có thực, lực rất kém cỏi. Nhưng tiến vào chính thức hỗn độn sau, ta chẳng những hiểu rõ chính mình đại đạo, còn đã thức tỉnh các loại thiên phú bản lĩnh cùng thần thông. Bằng không mà nói, ta nhất định không thoát khỏi ba tên rác rưởi kia đuổi giết. Địch cửu ngược lại nhận đồng điểm này, nếu tốc độ của thiểm điện, chậm hơn một tí rất khó thoát khỏi sự đuổi giết của nam tử áo tím. E là thực lực, của thiểm điện đã có thể so sánh với bước thứ sáu sơ kỳ bình thường thực tế thì thiểm điện mới vừa vận bước vào bước thứ tư không lâu cảnh giới chân thật không khác hắn lắm đã như vậy vì sao ngươi phải ly khai hỗn độn địch cửu mặc dù hỏi câu này nhưng trong nội tâm đã nghĩ kỹ chờ tiến vào hỗn độn sẽ nám thiểm điện ở đó cho nó tu luyện thiểm điện lại lập tức khẩn trương lên thái ra ta cảm thấy ngươi có lẽ nhanh đi về cứu bọn họ đi cứu ai địch cửu nghi hoặc nhìn thiểm điện thiểm điện tranh thủ thời gian nói ra ở trong hỗn độn ta gặp hai tên cường giả mạnh đến mức không tưởng nổi người nói người ở hỗn độn còn gặp được tu sĩ sinh tồn ở đó địch cửu kinh dị cắt ngang lời thiểm điện thiểm điện có thể sinh tồn trong hỗn độn đó là bởi vì thiểm điện có thiên phú thần thông hắn có thể ở hỗn độn sinh tồn là bởi vì hắn tu luyện quy tắc đại đạo cuối cùng còn cô động đạo thụ hẳn là hỗn độn hiện tại cùng với lúc trước bất đồng thiểm điện vậy mà gặp hai cường giả bên trong hỗn độn hai người này có thể ở trong hỗn độn sinh tồn chẳng lẽ đều tu luyện đại đạo như hắn cũng có thể náo thân trong hỗn độn Thiểm Điện như con gà con mổ thóc bình thường không ngừng gật đầu, "Đúng, đúng ta chẳng những trông thấy hai người, còn trông thấy bọn hắn hành tẩu tự nhiên bên trong hỗn độn, thậm chí đều không có mượn nhờ pháp bảo. Nếu không phải thiên phú của ta thần thông cùng hỗn độn hòa làm một thể, nói không chừng đã bị bọn hắn phát hiện." Địch Cửu còn đang suy nghĩ lấy hai người này tu luyện đại đạo gì thì Thiểm Điện lại nói, "Ta nghe một trong hai cường giả đó nói chuyện, người ở trong hỗn độn bên trong còn có thể nghe được âm thanh." Địch cử bởi vì đi qua hỗn độn nên mới biết được lời Thiểm Điện nói có bao nhiêu chỗ không hợp thói thường thiểm điện lắc đầu không phải ta nghe không được thanh âm mà là bọn hắn truyền âm ta có thể tại cảm nhận được quy tắc truyền âm của bọn họ bên trong hỗn độn bọn hắn nói cái gì địch cửu gật gật đầu thiểm điện thức tỉnh thiên phú chẳng những có thể dùng tại hỗn độn bên trong tự nhiên tu luyện hành tẩu còn có thể cảm nhận được hỗn độn bên trong đột ngột sinh ra quy tắc chấn động có thể ở hỗn độn bên trong tu luyện đó là đem chính mình đại đạo quy tắc dung nhập vào hỗn độn bên trong cái lúc này nếu như hỗn độn Bên trong đột ngột nhiều ra đến cái khác quy tắc tạm thời chấn động, thiểm điện có thể cảm ứng được, cũng là bình thường. Thiểm điện lòng đầy căm vẫn nói, hai gia hỏa khốn kiếp rõ ràng đang tìm kiếm vĩ trụ có tính mạng tồn tại sau đó, nói cái gì muốn thông qua mấy vũ trụ có tính mạng hoàn thiện đại đạo chi nguyên. Địch Cửu nghe đến đó đã hiểu tới đây, đại đạo chi nguyên mà hai tên tu sĩ nói có lẽ cùng loại với đạo thụ của hắn. Hắn xây dựng đạo thụ của mình, sau đó các loại đại đạo chi nhánh tại đạo thụ thân trên hiện ra. Tu sĩ khác không nhất định hội xây dựng đạo thụ có lẽ người khác xây dựng chính là đạo hà hoặc là đạo sơn cô động thành ngọn nguồn đại đạo của mình bất kể là xây dựng đại đạo chi nguyên theo hình thức nào thì mục đích cuối cùng vẫn giống nhau đại đạo minh mông hỗn độn càng là minh mông vô biên có thể cảm ngộ đến đạo thụ mới đúng cuối cùng đại đạo phương hướng không chỉ có riêng mình địch cửu hắn hai con rùa này đã đã tìm được rất nhiều vũ trụ có tính mạng tồn tại hơn nữa nói lại có thể tìm mấy cái như tốt một điểm đại đạo vũ trụ vậy bọn họ đại đạo chi nguyên hoàn thiện không sai biệt lắm thiểm điện một bên tức giận nói xong một bên vụ trộm quan sát địch cửu sắc mặt địch cửu sắc mặt có chút khó coi ý của ngươi là bọn hắn sẽ tìm được vũ trụ của chúng ta thiểm điện vội vàng nói đúng vậy ta vừa ly khai chỗ sinh tồn địa phương cũng không lâu lắm đã nhìn thấy hai cái này con rùa ta suy đoán bọn hắn chỗ địa phương cách chúng ta sinh tồn vũ trụ cũng không phải rất xa với kinh nghiệm tìm kiếm vũ trụ có tính mạng của bọn hắn nói không chừng thật có thể bị bọn hắn tìm được một khi bị bọn hắn tìm được, rất nhiều bằng hữu của Thái gia đều. Thiểm điện trông thấy sắc mặt của địch cửu càng ngày càng khó coi, không dám tiếp tục suy đoán xuống dưới. Địch cửu cao mày không nói gì, thiểm điện là từ từng đi ra từ hỗn độn khuê hà đại vũ trụ, trận môn mà nó nói địch cửu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ cũng không đơn giản. Bằng không mà nói, thiểm điện cũng tới không được hỗn độn thật sự. Đừng nhìn thiểm điện chẳng qua là đã vượt qua một cái vòng xoáy trận môn, nói không chừng đã cách xa nhau vô số vũ trụ vị diện, cái kia hai cường giả tại hỗn độn bên trong hiển nhiên tồn tại đã lâu rồi bọn hắn cũng không nhất định có thể tìm tới mới vũ trụ địch cửu trong nội tâm cũng biết cái này chỉ là hắn chờ đợi mà thôi nếu như cái kia hai cường giả thật sự đã tìm được mới vũ trụ coi như là ninh thành cùng diệp mặc vẫn còn vũ trụ mới chỉ sợ cũng khó có thể ngăn trở hơn nữa tại địch cửu nghĩ đến mới vũ trụ một khi hoàn thiện sau vô luận là ninh thành hay là diệp mặc đều khó có khả năng ở lại vũ trụ mới hắn có dự cảm Ninh Thành cùng Diệp Mặc giống nhau tiến nhập hỗn độn bên trong. Nếu là như vậy, vũ trụ mới đối mặt với cường giả có thể hành tẩu trong hỗn độn, gần như không có lực phản kháng. Thái gia, chúng ta có lập tức trở về hay không, nơi đây cũng không thể ở lâu nha. Thiểm điện nói đến đây từ hồi nhớ ra chuyện gì đó, lập tức hỏi, Thái gia, người làm sao tới được nơi đây? Địch cửu vẫy vẫy tay, chuyện này nói rất dài dòng, chờ ly khai nơi đây sau chậm rãi lại nói. Vừa vặn ta cũng luyện chế gần xong một kiện pháp bảo phi hành, hiện tại liền rời đại đạo trận môn tinh không thành, đi tìm kiếm luyện đạo kim trước, sau đó tiến vào đại đạo trận môn nhìn xem tình huống. Hỗn độn phi tinh chưa luyện chế hoàn thành nhưng địch cửu, thấy hỗn độn phi tinh hiện tại phi hành trong hỗn độn hoàn toàn không có vấn đề. Hỗn độn phi tinh là một tinh cầu phi hành, địch cửu đã hoàn tất cô động đại đạo quy tắc bên ngoài, quy tắc đạo trận địch cửu cũng bố trí xong. Về phần kiến trúc và sinh mạng trên hỗn độn phi tinh thì là một công tác chậm rãi, cần tích lũy qua thời gian dài loại chuyện này không nhất định tự tay hắn làm, thiểm điện cũng có thể hỗ trợ. Tu sĩ bên ngoài hộ trận của địch cửu chẳng những chưa có chạy, ngược lại càng ngày càng nhiều. Thời điểm địch cửu mở ra hộ trận có không biết bao nhiêu người kinh ngạc. Thực lực của địch cửu tất cả đã sớm biết rõ, đây chính là cường giả để cho hồ yết chi mất tích. Nam tử tóc tính kia mạnh mẽ, nhưng cũng không có cường đại đến mức có thể nghiền ép tồn tại, như hồ yết chi. Tăng thêm nơi đây là địa bàn của địch cửu. Nam tử tóc tím tùy tiện xâm nhập hộ trận của địch cửu, nếu như như vậy còn có thể bình yên vô sự đi ra tuyệt đối, có thể thành cường giả đứng đầu đại đạo trận môn tinh không thành. Bái kiến địch tiền bối. Địch cửu vừa ra tới, phần đông tu sĩ nhao nhao ân cần thăm hỏi. Đại đạo trận môn tinh không thành cũng không có bao nhiêu tu sĩ, nếu địch cửu có thể giết cường giả cấp thánh chủ, thì tu sĩ khác cũng không dám không tôn kính. Lúc trước nam tử tóc tím mạnh bao nhiêu, mọi người cũng đều nhìn thấy, bây giờ không phải biến mất không thấy sao. Địch cửu gật gật đầu, Ánh mắt theo trên thân mọi người quét đi qua, sau đó nói, tương lai mặc kệ ai tới tinh không thành này, cũng không cho phép cậy cũ lấn mới. Nói xong câu đó sau, Địch Cửu mang theo Thiểm Điện nhanh chóng ly khai tinh không thành, thẳng đến Luyện Đạo Vũ Trụ. Sở dĩ nói lời này, Địch Cửu là lo lắng tương lai bằng hữu hắn quen thuộc lại đến tinh không thành. Trên quảng trường bên ngoài Luyện Đạo Vũ Trụ, vẫn có một đám người. Địch Cửu mang theo Thiểm Điện tiến đến nơi này, vài tên tu sĩ vốn muốn đi vào Luyện Đạo Vũ Trụ tranh thủ thời gian lui đi ra kính cần để ở một bên. Khác với khi ba người cung thiên dịch tới nơi này, hiện tại uy danh của địch cửu đã chuyển khắp toàn bộ đại đạo chi lộ. Địch cửu đối những tu sĩ nhường đường đều gật đầu một cái, mang theo thiểm điện nhanh chóng bước vào luyện đạo vũ trụ. Luyện đạo vũ trụ tràn ngập khí tức mênh mông, thần niệm của địch cửu quét ra căn bản không thấy giới hạn. Đồng dạng khi hắn thần niệm phía dưới, cũng không có một tu sĩ tồn tại. Thái ra, luyện đạo kim là cái gì? Thiểm điện vừa đến đại đạo trận môn tinh không thành đã bị địch cửu, dẫn tới luyện đạo vũ trụ ngoại trừ địch cử nói cho nó biết phải ly khai nơi đây trước phải tìm luyện đạo kim bên ngoài nó cũng không biết gì hết địch cử cầm một khối luyện đạo kim ném cho thiểm điện thứ này chính là luyện đạo kim đợi lát nữa chúng ta tách đi ra tìm kiếm chờ tìm kiếm được đầy đủ luyện đạo kim thì chúng ta ly khai nơi đây tiến về đại đạo trận môn thiểm điện cầm lấy trong tay cái này khối còn mang theo nhàn nhạt màu vàng luyện đạo kim có chút ngây người ta hướng bên này ngươi lựa chọn một phương hướng khác địch cửu nói xong liền muốn rời đi, với thực lực của thiểm điện thì nó có thể tự bảo vệ mình. Coi như gặp chuyện, chỉ cần thiểm điện cho hắn một đạo tin tức thì hắn sẽ nhanh chóng tới. Huống hồ, e là ở chỗ này không ai có thể đuổi theo thiểm điện. Thái ra, thiểm điện lại gọi địch cửu. Địch cửu nghi hoặc nhìn thiểm điện, thiểm điện lại dơ luyện đạo kim ra nói, ta có thể cảm nhận được khí tức của thứ này nha. Hẳn là bên này có nhiều nhất. Nói xong, thiểm điện chỉ một phương hướng khác thấy địch cửu nhìn mình, thiểm điện cười hắc hắc, thái ra, khí tức trong luyện đạo kim là một loại cảm giác như trong hỗn độn minh mông, chính là khí tức của minh mông đại đạo, ta vừa chạm vào liền cảm nhận, được, ta sinh tồn trong hỗn độn minh mông nhiều năm như vậy, mẫn cảm với loại đạo tắc này nhất, ta khẳng định ta có thể tìm được luyện đạo kim. Người khác có lẽ nghe không hiểu thiểm điện mà nói, địch cửu lại nghe minh bạch, hắn cũng là theo hỗn độn bên trong tới. Rất rõ ràng hỗn độn tuy nhiên không có cái gì, còn không cách nào sinh tồn, lại có thể thai ngén cấp cao nhất minh mông đại đạo. Về phần như thế nào tìm đến loại này hỗn độn thai ngén minh mông đại đạo, đó là căn cứ vào đạo đạo của người tu đạo và cảm ngộ. Nếu như đại đạo của ngươi không thể thích ứng, cũng không cách nào cảm ngộ loại minh mông đại đạo này, hỗn độn có thể biến ngươi thành hư vô. Về phần thai ngén đỉnh cấp minh mông đại đạo đạo tắc, cái kia càng là không tồn tại. Nếu đại đạo của ngươi có thể sinh tồn bên trong hỗn độn, thì hỗn độn có thể thai ngén đại đạo đạo tắc hoặc đại đạo phương hướng thuộc về ngươi. Giống như địch cửu như vậy, hắn ngay tại hỗn độn bên trong xây dựng đạo thụ của mình. Ta thật sự cảm nhận được nha." Thấy địch cửu không phản ứng, Thiểm Điện có chút ủy khuất nói thêm, "Địch Cửu vỗ đầu Thiểm Điện, vậy còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian dẫn đường." Thiểm Điện nghe được địch cửu nói, không chút do dự liền xông ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất ở trăm vạn dặm bên ngoài. Địch Cửu bỗng quát lớn một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất, đừng lề mề. Hắn khẳng định Thiểm Điện không có dùng toàn lực chạy. Bằng không mà nói thì không chỉ có tốc độ ở mức này. Thiểm điện nghe địch cửu quát đâu còn giữ lại chút nào, toàn lực tăng tốc. Rất nhanh thiểm điện liền phát hiện, dù độn thuật của nó nhanh đến thế nào thì thái gia vẫn ở sau lưng nó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điều này làm cho thiểm điện âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu như mấy tên đuổi bắt nó lúc trước mà có bổn sự như thái gia, chỉ e là thiểm điện nó đã sớm thành thú sủng dưới háng người khác thiểm điện càng lúc càng nhanh, chưa bao giờ dừng lại nhìn một chút thời điểm. Địch Cửu bởi vì tiếp xúc mênh mông thiết tinh thời gian dài, thậm chí còn dùng đại đạo đạo tắc cô đọng mênh mông thiết tinh nhiều năm, cũng rất mẫn cảm đối luyện đạo kim. Dọc theo con đường đi ngược lại cảm nhận được vài chỗ khả năng tồn tại luyện đạo kim, nhưng mà thiểm điện không dừng lại hắn cũng lời dừng lại tìm kiếm. Dùng cảm giác của hắn đối với luyện đạo kim, coi như là lần này thiểm điện không có tìm được luyện đạo kim, thì hắn cũng có thể tìm đủ luyện đạo kim đi đại đạo trận môn trong thời gian ngắn điều để cho địch cửu, nghi hoặc chính là trên đường đi hắn không nhìn thấy một tên tu sĩ nào. Dùng tốc độ của thiểm điện cũng tốn trọn vẹn gần nửa năm mới ngừng lại. Địch cửu cũng sợ hãi thán phục luyện đạo vũ trụ rộng lớn, hắn và thiểm điện đi hết nửa năm, thần niệm quét ra vẫn vô biên bát ngát. Thái ra, chính là trong này, thiểm điện chỉ chỉ phía trước. Địch cửu nghi hoặc nhìn trước mắt, trước mắt chỉ là một mảnh đầm lầy khô cạn bình thường. Nếu nói có chỗ nào đặc biệt, thì chính là trong đầm lầy khô cạn này có một chút quy tắc vũ trụ hắn, chưa bao giờ thấy qua lưu truyền, nhưng nơi này là luyện đạo vũ trụ, nhiều một ít quy tắc vũ trụ hoàn toàn mới cũng không có gì quá đặc biệt. Thiểm điện, ngươi sẽ không tìm nhầm địa phương chứ? Nơi đây chỉ là một mảnh đầm lầy, mà cái này trong ao đầm không có cái gì nha. Thần niệm của ta. Địch Cửu đột ngột dừng lại, thần niệm cảm nhận được một loại khí tức quy tắc mênh mông vô biên, loại khí tức này tựa hồ có chút quen thuộc. Đúng rồi, chính là khí tức khi hắn cùng Ninh Thành và Diệp Mặc cùng nhau xây dựng vũ trụ mới cái loại khí tức này là quy tắc hoàn toàn mới mà vũ trụ mới đời sau diễn hóa. Địch cửu tin tưởng mình không cảm giác sai lầm, quy tắc của nơi này tuyệt đối là một loại quy tắc từ vũ trụ mới sinh ra đời. Cho dù quy tắc này hoàn toàn khác biệt với quy tắc từ vũ trụ mà bọn hắn xây dựng nhưng đây là khí tức sinh ra từ trong hỗn độn. Thiểm điện cho rằng địch cửu nhìn không ra, vội vàng nói, thái ra, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Ta cũng cảm giác được dưới đầm lầy này có luyện đạo kim, hơn nữa còn là rất nhiều rất nhiều. Ngươi có thể cảm nhận được luyện đạo kim, địch cửu càng là khó hiểu, hắn cảm nhận được khí tức vũ trụ mới sinh ra đời không giả, nhưng căn bản không có cảm nhận được luyện đạo kim. Đúng, chính là luyện đạo kim. Thiểm điện khẳng định chắc nịch. Địch Cửu ra hiệu cho thiểm điện tránh ra, sau đó hắn đến bố trí đại trận oanh mở đầm lầy, bao lấy mới vũ trụ quy tắc khí tức. Vừa lúc đó, địch cửu lại cảm thấy một chút khác biệt, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào một đoạn gỗ khô trong đầm. Điều để cho địch cửu nghi hoặc không phải đoạn gỗ này. Trải qua không biết đã trải qua bao nhiêu năm mà không có mục nát, mà là đoạn gỗ này chính là một đoạn gỗ bình thường đến không thể bình thường hơn. Nếu như là một đoạn linh mộc, rất nhiều năm sau không hư thối cũng là bình thường, còn một cây gỗ bình thường thì chỉ cần hơn 10 năm sẽ biến mất không thấy gì nữa. Giải thích duy nhất chính là hắn nhìn không ra sự cổ quái của đoạn gỗ này. Địch Cửu không chút lựa chọn phác thảo ra từng đạo đại đạo pháp tắc, đại đạo pháp tắc nhìn như mất trật tự nhưng mất trật tự đại đạo pháp tắc nhanh chóng chói chặt đoạn gỗ sau một khắc địch cử liền kinh dị phát hiện cái này đoạn đầu gỗ thậm chí có một loại viễn cổ sinh cơ sinh cơ này hắn chưa bao giờ thấy qua thậm chí là đã vượt qua sinh cơ mà kiến mộc ẩn chứa địch cử một bước đến bên cạnh đoạn gỗ không đợi hắn động thủ cái đầu gỗ liền thở dài một tiếng thân mộc nguyên bái kiến đạo hữu ngươi lại học được huyến hóa chi thuật thiếu chút nữa để cho ta không nhìn ra địch cử cười ha ha một tiếng hắn học thiên cương ảo thuật cùng địa sát ảo thuật thần thông lại để cho hắn biến ảo trở thành một đoạn đầu gỗ hắn cũng không cách nào biến ảo hoàn toàn không có sơ hở như đối phương. Hắn có thể phát hiện đầu gỗ này hoàn toàn là nhờ kinh nghiệm cùng trực giác. Thiểm điện nói nơi này có một lượng lớn luyện đạo kim, chắc có lẽ không nói mò, gia hỏa này trốn ở chỗ này, không phải là vì luyện đạo kim chính là vì ám toán người tìm kiếm luyện đạo kim. Vô luận loại nào, địch cửu đều sẽ nổi lên xung đột với hắn. Thân mộc nguyên cười khổ một tiếng, đạo hữu coi trọng ta, ta biết rõ người nói huyễn hóa chi thuật, đáng tiếc ta chưa từng học qua ta sở dĩ ở chỗ này là vì đại đạo ta tu luyện bị người chóc bong nếu không phải ta tu luyện là sinh cơ đại đạo ta chỉ sợ liền đi tới nơi đây cũng không có thể bởi vì ta tu luyện là sinh cơ đại đạo tuy nhiên đại đạo bị người chóc bong ta còn là bằng vào sinh cơ đạo tâm trốn thoát sinh cơ đại đạo địch cửu kinh ngạc một tiếng sinh cơ đại đạo tuyệt đối là mênh mông bên trong cấp cao nhất đại đạo một trong vận mệnh đạo quân tu luyện sinh mệnh đại đạo có lẽ chẳng qua là sinh cơ đại đạo trong một phần nhỏ mà thôi hơn nữa vận mệnh đạo quân tánh mạng đại đạo còn cực hạn tại lúc trước ngũ hành vũ trụ quy tắc phía dưới mênh mông đại đạo trong sinh cơ đại đạo nếu như ra chỉ khi hắn đạo thụ phía trên giống nhau hội gia tăng một cây đạo cành đối ta tu luyện là sinh cơ đại đạo đáng tiếc chính là của ta đại đạo bị người chóc bong chỉ còn lại một cái cái thùng rỗng hoặc là nói còn thừa lại một cái sinh cơ đạo tâm tại thân mộc nguyên không biết là minh bạch giấu diếm không chỗ hữu dụng còn không có ý định giấu diếm địch cửu câu hỏi hắn một chữ đều không có dấu diếm là ai chóc bong sinh cơ đại đạo của ngươi? Địch cửu hỏi, nói thật thì hắn vẫn có chút hoài nghi lời thân Mộc Nguyên nói. Bình thường, đại đạo bị người ta chóc bong mà còn có thể đi tới địa phương này. Nhưng thân Mộc Nguyên giải thích cũng có thể miễn cưỡng tin, hắn nói còn thừa lại một cái sinh cơ đạo tâm. Để cho nhất địch cửu hoài nghi chính là, gia hỏa tu luyện sinh cơ đại đạo tuyệt đối không phải kẻ đơn giản. Địch cửu tin tưởng, coi như cường giả như hồ yết chi, cũng đừng hòng chóc bong sinh cơ đại đạo của thân Mộc Nguyên giọng điệu thân mộc nguyên trầm xuống, ta không biết hắn là ai, ta chỉ biết rõ hắn tu luyện đạo pháp gì, hơn nữa cũng biết hắn đi địa phương nào. Hắn tu luyện đại đạo gì? Địch cửu lập tức hỏi. Người này có thể chóc bong sinh cơ đại đạo của thân mộc nguyên, vậy có tư cách chóc bong đại đạo trên đạo thụ của hắn. Đối với loại cường giả loại này, địch cửu tự nhiên phải cẩn thận. Người này tu luyện sinh tử đại đạo, hắn đã thành lập nên mấy cái sinh tử môn, hơn nữa chuyên môn thông qua sinh tử môn chóc bong đạo cơ của cường giả khắp nơi nếu hắn không vừa mắt đại đạo của đối phương, hắn tối đa chẳng qua là chóc bong đạo tắc của đối phương. Nếu đại đạo lọt vào mắt hắn, chỉ cần trải qua sinh tử môn, tất nhiên sẽ bị hắn chóc bong đại đạo đạo cơ, tuyệt không thoát khỏi. Tại thân mộc nguyên nói ra sinh tử đại đạo thời điểm, địch cửu đã hiểu được, hơn nữa đã tin tưởng thân mộc nguyên mà nói. Hắn nếu không phải vận khí tương đối khá, thậm chí có kiến mộc cùng vũ trụ đạo mạch chỗ dựa, chỉ sợ cũng bị thằng khốn kiếp kia chóc bong đại đạo đạo cơ. Hắn cũng không có sinh cơ đạo tâm, một khi bị ra khỏi đại đạo đạo cơ, sợ là cũng không bằng người trước mắt này. Cũng may hắn ở đây đại đạo chóc bong tranh đấu trong quá trình thắng đối phương, chẳng những không có bị đối phương chóc bong đi đường lớn đạo cơ, ngược lại là ra khỏi đối phương sinh tử đại đạo, làm cho mình đạo thụ lại thêm một đạo cành. Ta biết rõ đạo hữu có thể sẽ hoài nghi lời ta nói, nhưng ta thể ta nói đều là sự thật. Thấy địch cửu trầm mặc không nói, thân mộc nguyên lại nói tiếp. Địch cửu vẫy vẫy tay, ta tin tưởng ngươi, nói đi, ta hiện tại có thể giúp ngươi cái gì? Thân Mộc Nguyên không nghĩ tới địch cửu chẳng những không có động thủ, ngược lại hỏi thăm mình có thể giúp mình cái gì. Phải biết là hắn đã chuẩn bị tâm lý bị địch cửu, lần nữa chóc bong đi sinh cơ đạo tâm, trên người hắn chân quý nhất ngoại trừ sinh cơ đại, đạo đạo cơ thì chính là sinh cơ đạo tâm. Địch cửu đoán được tâm tư của thân Mộc Nguyên, nhàn nhạt nói ra, ta đối với sinh cơ đạo tâm của ngươi không có hứng thú, ta tới nơi này là tìm kiếm luyện đạo kim, nhưng ta ở cái địa phương này cảm nhận được quy tắc vũ trụ mới sinh ra. Nếu là ta không có đoán sai, hẳn là ngươi mượn nhờ mênh mông vô biên luyện đạo kim, nơi đây sau đó một lần nữa xây dựng quy tắc vũ trụ thuộc về ngươi, hơn nữa vũ trụ ngươi mới xây dựng có lẽ còn mạnh hơn sinh cơ đại đạo lúc trước, trong cái được và mất, đích thật là khó có thể nói rõ. Ngươi có thể biết sao? Nếu thân mục nguyên có thể đứng lên, thì miệng của hắn đã há to đến mức có thể nhét một cái tinh cầu vào. Quy tắc vũ trụ mới này là hắn hao phí mấy ngàn vạn năm mới hiểu ra, còn bởi vì chỗ của hắn là trung tâm luyện đạo kim chung quanh toàn bộ là luyện đạo kim trọng yếu hơn nữa là hắn phá rồi lại lập, căn bản cũng không có đường lui mới biết bàn thành công. Bằng không mà nói thì có cho hắn mấy ngàn vạn năm nữa hắn, cũng không cách nào hiểu ra quy tắc vũ trụ mới. Trên thực tế còn có một thời gian ngắn, sinh cơ đạo tâm cùng với quy tắc trụ mới dung hợp xong thì thân mộc nguyên, hắn lại lần nữa trở thành một cường giả bước thứ sáu, thậm chí so với trước còn mạnh hơn. Địch cửu nói ra, không sai, ta có thể biết rõ, bởi vì ta muốn lấy đi nơi đây tất cả luyện đạo kim. Ta nghĩ nếu như ngươi cùng ngươi mới vũ trụ sẽ không dung hợp mà nói, về sau sợ là khó hơn. Địch Cửu cũng không có ý định làm tốt tốt tiên sinh, biết rõ Thân Mộc Nguyên đang mượn trợ nơi đây luyện đạo kim xây dựng mới vũ trụ, liền buông tha lấy đi luyện đạo kim. Sinh cơ đạo tâm là Thân Mộc Nguyên, hắn sẽ không di chuyển. Luyện đạo kim không phải ai, vô luận ai tới cũng có thể cầm. Đây là nguyên tắc làm việc của hắn. Về phần hắn hỏi Thân Mộc Nguyên có muốn giúp mình hay không, đó là bởi vì bọn hắn có cùng một kẻ thù chung, Sinh Tử Thánh Nhân còn một điều chính là hắn muốn lấy đi luyện đạo kim một khi hắn lấy đi luyện đạo kim thân mộc nguyên còn muốn mượn nhờ luyện đạo kim dung hợp mới vũ trụ vậy khó hơn cho nên địch cử ý định lấy đi luyện đạo kim lúc trước thuận tay giúp đỡ thân mộc nguyên một chuyện chính là giúp hắn hoàn thành dung hợp vũ trụ mới tuy biết rõ địch cử tới nơi này nhất định liên quan đến luyện đạo kim khi nghe địch cử muốn lấy đi luyện đạo kim thân mộc nguyên trầm mặc xuống hắn có thể còn sống sót hơn nữa ngợn nhờ sinh cơ đạo tâm cảm ngộ mới vũ trụ xây dựng chín thành công lao cũng không phải nhờ hắn mà là nhờ luyện đạo kim. Cũng may hắn đã hoàn thành xây dựng vũ trụ thế giới bằng không mà nói hắn xem như, lấy giò trúc mà múc nước công dã tràng. Địch cửu cũng không nóng nảy, thiểm điện dẫn hắn tìm tới nơi này đã đến, cũng không kém cái kia một chút thời gian. Thân Mộc Nguyên ở chỗ này mượn nhờ luyện đạo kim, xây dựng hoàn toàn mới đại đạo thế giới, tự nhiên là sẽ không cam lòng cho hắn lấy luyện đạo kim đi. Thật lâu về sau, thân Mộc Nguyên mới lên tiếng, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào, Ta là Địch Cửu, đây là Thiểm Điện. Địch Cửu liền ôm quyền, cho Thân Mộc Nguyên đầy đủ tôn trọng. Thân Mộc Nguyên thở dài nói ra, "Địch huynh có thể nhìn ra ta mượn nhờ luyện đạo kim xây dựng mới vũ trụ thế giới, thật không dậy nổi. Ta khẳng định, Địch huynh thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không yếu hơn Sinh Tử Thánh Nhân bao nhiêu." Địch Cửu không trả lời, Thân Mộc Nguyên nói hắn thành tựu tương lai sẽ không so Sinh Tử Thánh Nhân yếu bao nhiêu, ý ở ngoài lời là hắn coi như là trèo đã đến ngọn núi cao nhất, cũng không phải Sinh Tử Thánh Nhân đối thủ. Loại vấn đề này bên trên, địch cửu không cần phải tranh luận với thân mộc nguyên. Trong lòng địch cửu thì hiện tại hắn nhất định không bằng sinh tử thánh nhân, gặp sinh tử thánh nhân có lẽ chỉ có một cái chữ chết. Bởi vì lúc trước một đạo sinh tử đạo tắc của sinh tử thánh nhân đã thiếu chút nữa giết chết hắn. Nhưng chuyện tương lai ai có thể nói rõ ràng. Đến tương lai hắn bước vào bước thứ năm, thậm chí bước vào bước thứ sáu cùng bước thứ bảy, sinh tử thánh nhân cũng chỉ là như vậy mà thôi. Thân mộc nguyên tiếp tục nói, Thế giới mới của ta mặc dù đang nhờ luyện đạo vũ trụ xây dựng, nhưng lại tương quan với hỗn độn, bởi vì ta đi qua hỗn độn mà luyện đạo kim, cũng là kết quả từ mênh mông hỗn độn cũng không phải do luyện đạo vũ trụ. Địch đạo hữu có ý định lấy luyện đạo kim, đi thì ta nghĩ trước khi địch đạo hữu lấy luyện đạo kim, ta muốn mượn nhờ luyện đạo kim, ẩn chứa quy tắc đại đạo mênh mông để cho sinh cơ đạo tâm cùng với vũ trụ mới của ta dung hợp. Bản thân địch Cửu từng xây dựng vũ trụ mới bên trong hỗn độn, cho nên với thân Mộc Nguyên mà nói, hắn biết thân Mộc Nguyên định làm gì lời thân mộc nguyên đều nằm trong dự liệu của hắn. Thân mộc nguyên tiếp tục nói, địch huynh không từng sinh tồn một mình trong hỗn độn, nên có khả năng còn không phải đặc biệt hiểu rõ hỗn độn, bên áp chế. Mục đích khi nói ra lời này chính là uyển chuyển nói cho địch cửu, thời điểm thân mộc nguyên hắn dùng hợp thế giới mà mình xây dựng thì địch cửu không giúp được gì. Địch cửu không phản bác, hắn không cần phải đi uôn nắn ý nghĩ của đối phương. Đợi lát nữa sinh cơ đạo tâm của ta dung hợp với vũ trụ mới mà ta xây dựng, kính xin địch huynh cho ta mượn một ít thần linh mạch đừng để cho ta dung hợp nguyên khí cô quạnh. Sau khi nói xong, thân mộc nguyên cũng không đợi địch cử trả lời, một loại quy tắc sinh cơ bừng bừng mênh mông tràn ra từ đoạn gỗ, sau đó bắt đầu dung hợp với khí tức quy tắc bên dưới đầm lầy. hắn coi như là vò đã mẻ lại sức, nếu địch cử nguyện ý giúp đỡ sẽ tự động hội ném ra một ít thần linh mạch cho hắn. Nếu là địch cử không muốn hỗ trợ, hắn cầu cũng vô dụng. Hơn nữa hắn hiện tại nhất định phải dung hợp với thế giới chính mình xây dựng. Tuy nhiên thực lực của thân mộc nguyên so với hắn và diệp mặc. Ninh Thành lúc trước mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng địch cửu lại cảm giác thân Mộc Nguyên xây dựng, mới vũ trụ thế giới cùng bọn họ ba người xây dựng mới vũ trụ bắt đầu so sánh, kém quá nhiều. Quy tắc vũ trụ mới mà thân Mộc Nguyên xây dựng đã vượt qua đại đạo quy tắc bình thường, nhưng vẫn mang theo lạc ấn quy tắc đại đạo của bản thân, đây là một loại cực hạn. Chuyện này không thể trách thân Mộc Nguyên, mà bởi vì hắn là cùng Diệp Mặc, Ninh Thành ba người tu luyện đại đạo liên thủ, đối phương chỉ có một người. Theo thân Mộc Nguyên không ngừng dung hợp mới vũ trụ quy tắc tiếng quy tắc nổ vang đen sen bao trùm cả phương đầm lầy, thật sự giống như toàn bộ thế giới muốn nổ tung vậy. Đầm lầy không ngừng bị nhấc lên, hình thành một hố lớn. Thần niệm của địch cửu không tiếp tục xuống lục soát, hắn đã cảm nhận được khí tức luyện đạo kim. Với động tĩnh mà thân mộc nguyên gây ra, thì hắn có thể khẳng định chỉ cần một thời gian ngắn mảnh đầm lầy sẽ bị cuốn mất. Thái gia, với động tĩnh của đầu gỗ nát này, qua một thời gian nữa e là, cả luyện đạo vũ trụ đều biết nơi này có luyện đạo kim. Thiểm Điện bất mãn với động tĩnh to lớn mà Thân Mộc Nguyên gây ra. Địch Cửu gật gật đầu, Thiểm Điện nói không có sai, thật đúng là có loại khả năng này. Hắn không chút lựa chọn bắt đầu xây dựng hộ trận, bao bọc toàn bộ khu vực đầm lầy này lại. Thân Mộc Nguyên cũng thật không ngờ chính mình dung hợp quy tắc thế giới mới lại tạo ra động tĩnh đáng sợ, như thế này, hắn biết rõ nếu tiếp tục như vậy nữa, Địch Cửu nhất định sẽ bất mãn. Nhưng hắn không cách nào dừng lại, nếu mà dừng lại, hắn ngoại trừ thân tử đạo tiêu thì không có bất kỳ khả năng nào khác nhưng thân mục nguyên nhanh chóng cảm thấy tuyệt vọng, cũng không phải thiên địa nguyên khí chưa đủ, mà là bởi vì hắn chưa cảm ngộ đủ về quy tắc đại đạo, tiếp tục mạnh mẽ dung hợp, thì cuối cùng quy tắc thế giới mới mà hắn xây dựng sẽ đều tan vỡ. Biết rõ quy tắc của mình sẽ tan vỡ nhưng thân mục nguyên vẫn không thể không tiếp tục dung hợp quy tắc mới, hắn không có đường lui. Địch cửu đã sớm xây dựng quy tắc thế giới mới, quy tắc thế giới mới của thân mục nguyên muốn tan vỡ hắn lập tức liền cảm nhận được. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đưa tay xoáy lên từng đạo quy tắc đại đạo đưa vào đầm lầy phía dưới. Mắt thấy quy tắc và cả thế giới mới sắp cùng một chỗ tan vỡ, thân mộc nguyên cảm nhận được địch cửu đưa tới quy tắc đại đạo hoàn toàn mới, trong lòng cuồng hỉ, hắn không chút lựa chọn mượn nhờ đại đạo quy tắc này, tiếp tục dung hợp thế giới mới của mình. Hết thảy quy tắc sắp tan vỡ ngay lập tức ổn định lại. Đầm lầy tiếp tục sụp xuống, địch cửu không cần dùng thần niệm quét cũng nhìn thấy luyện đạo kim. Phía dưới đầm lầy này dĩ nhiên là một không gian khác, một viên tinh cầu không nhỏ hơn khối minh mông thiết tinh, mà hắn lấy được đang lửng trong không gian này, mà tinh cầu khổng lồ có màu xám xám, là do luyện đạo kim tạo thành. Bên cạnh tinh cầu màu xám này là một quy tắc thế giới đang tại hình thành. Rất hiển nhiên, quy tắc thế giới hoàn toàn mới này thuộc về thân mộc nguyên. Thiểm điện ở một bên chật chật hai tiếng, lão tiểu tử đó rất lợi hại nha. Vậy mà xây dựng đi ra một vũ trụ quy tắc cường đại như thế. Nhưng nếu không phải thái gia nhìn hắn đáng thương, hắn đã sớm ở ra rắm thiểm điện sinh tồn trong hỗn độn một thời gian rất lâu, ánh mắt của nó tự nhiên không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh được. Thần niệm của địch cửu rơi vào bên cạnh tinh cầu luyện đạo kim, trong mắt có chút ngưng trọng. Hắn tu luyện quy tắc đại đạo, hắn quen thuộc với khí tức quanh tinh cầu luyện đạo kim này, đây tuyệt đối là nơi mà khối mênh mông thiết tinh to lớn kia từng ở. Không cần nghĩ, địch cửu đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Tại thật lâu lúc trước, nơi đây tồn tại hai tinh cầu. Một cái chính là mênh mông thiết tinh mà hắn lấy được còn một cái chính là luyện đạo kim mênh mông thiết tinh bị người ta cầm đi luyện đạo kim ngược lại ở chỗ này nếu nói tu sĩ lấy đi mênh mông thiết tinh không biết giá trị của luyện đạo kim thì địch cử tuyệt đối sẽ không tin tưởng nếu như đối phương biết rõ giá trị của luyện đạo kim mà cũng không có lấy luyện đạo kim ngược lại chỉ cầm mênh mông thiết tinh chỉ có một khả năng chính là lúc trước luyện đạo kim còn không hoàn toàn bị mênh mông đại đạo cô động thành luyện đạo kim nếu như lúc trước lấy đi mà nói tương đương lấy đi bán thành phẩm luyện đạo kim hiện tại luyện đạo kim hoàn toàn hình thành, có thể khẳng định tương lai tu sĩ lấy mênh mông thiết tinh còn có thể tới nơi này lấy luyện đạo kim. về phần vì sao đối phương không đến, địch cửu có chút không rõ ràng cho lắm. còn có đối phương vì sao để mênh mông thiết tinh lưu lạc, đến đấu giá hội ở đại đạo trận môn tinh không thành, địch cửu càng là không rõ. có thể đạt được mênh mông thiết tinh ở nơi đây tuyệt đối là cường giả trong cường giả, cường giả như vậy không phải hồ yết chi có thể uy hiếp được. Địch Huynh, thân mục Nguyên ta có mắt không tròng, vậy mà nghĩ rằng ngươi bình thường. Thân mục Nguyên giờ phút này đã triệt để dung hợp quy tắc thế giới của mình, hắn căn bản cũng không trở thân thể vững chắc mà đã rơi vào trước người địch cửu, khom lưng. Cho dù ngu ngốc hắn cũng đã hiểu sự đáng sợ của địch cửu, địch cửu chẳng những bố trí đại trận khóa lại sự sụp độ khi hắn dung hợp quy tắc thế giới mới, mà còn có thể xuất ra đỉnh cấp đạo tác trong lúc hắn sắp thất bại. Lời giải thích duy nhất chính là đại đạo của địch cửu mạnh hơn hắn rất nhiều hắn dung hợp quy tắc thế giới mới trong mắt địch cửu cũng chỉ là một chuyện bình thường mà thôi ngoại trừ sinh tử thánh nhân thân mộc nguyên lần thứ nhất gặp phải tuyệt thế cường giả như địch cửu địch cửu phất phất tay với thân mộc nguyên đưa tay xoáy lên từng đạo đại đạo đạo tắc những thứ đại đạo đạo tắc này bao lấy luyện đạo kim sau đó không ngừng thẩm thấu đến trung tâm luyện đạo kim địch cửu đã cảm thấy tinh cầu luyện đạo kim này chẳng những có ấn ký thần niệm của người khác mà còn bị người ta dùng đại đạo trận văn khóa lại thân mộc nguyên mượn nhờ luyện đạo kim xây dựng thế giới hoàn toàn mới nhưng chỉ là mượn nhờ mà thôi. Nếu như muốn mang luyện đạo kim đi, thân mộc nguyên còn không được. Cường giả dùng đại đạo trận văn khóa luyện đạo kim, lại cũng thật không ngờ sẽ xuất hiện cường giả trận đạo đỉnh cấp như địch cửu địch cửu chẳng những dùng đại đạo đạo tắc của mình, phá vỡ đối phương đại đạo trận văn, còn dùng không gian thần trận khóa luyện đạo kim, chuẩn bị đưa luyện đạo kim đưa vào thế giới của mình. Thân Mộc Nguyên cảm nhận được địch cửu đang thu luyện đạo kim, mau chóng tránh sang một bên, trong lòng là sợ hãi thán phục không thôi hắn cũng đã nhìn ra luyện đạo kim có đại đạo trận văn khóa lại nói như vậy luyện đạo kim này người khác lưu lại không nói tới trình độ trận đạo của hắn căn bản là cầm không đi coi như là có thể lấy đi sợ cũng đợi không được cái ngày đó chỉ cần cường giả khóa lại luyện đạo kim này đến thân mộc nguyên hắn chắc chắn không còn mạng cũng không phải là ai cũng dễ nói chuyện như địch cửu thậm chí còn chủ động giúp hắn chuyện được đọc bởi kênh haleji audio răng rắc một đạo trận văn cuối cùng khóa luyện đạo kim bị địch cửu xé mở khí tức của luyện đạo kim tuôn trào. Theo khí tức nồng đậm mãnh liệt là một giọng nói tràn ngập tức giận, ta mặc kệ ngươi là người phương nào, nếu như ngươi dám lấy đi luyện đạo kim của bản thánh, dù cho hỗn độn vô biên, thì bản thánh cũng sẽ bắt ngươi bắt trở về luộc dầu đốt đèn, rút hồn luyện phách. Om sòm. Địch cửu phất tay, một đạo khí hình lưỡi dao cuốn tới, ấn ký thần niệm ngay lập tức bị xé tan. Dù chủ nhân ấn ký thần niệm có cường đại thì cũng chỉ là uổng công. Sau khi tinh cầu luyện đạo kim bị địch cửu cuốn đi hết, không gian bên dưới đầm lầy mới dần qua biến mất. Hiển nhiên, không gian này chỉ tồn tại vì luyện đạo kim mà thôi. Đa tạ địch huynh ân cứu mạng, thực lực của địch huynh cao hơn ta nhiều lắm. Thân Mộc Nguyên cúi người hành lễ đối với địch cửu, thực lực và chuẩn tắc làm việc của địch cửu đã nhận được sư tôn kính của hắn. Địch cửu tâm tình thật tốt, luyện đạo kim tới tay, có thể đi đại đạo trận môn. Hắn phát tay với thân Mộc Nguyên, thân đạo hữu khách khí, ta cứu ngươi ngoại trừ luyện đạo kim bên ngoài, cũng chỉ là tiện tay, hơn nữa ta là tử thù của sinh tử thánh nhân kia. a, à, nghe được địch cửu là tử thù của sinh tử thánh nhân, thân mộc nguyên mừng rỡ a à một tiếng. Hắn không thể không vui mừng nha. Địch cửu có thực lực mạnh như thế, còn là kẻ thù với sinh tử thánh nhân, chính là minh hữu của hắn. Trong hỗn độn minh mông, cường giả vẫn như mây, nhưng đến cấp độ như thân mộc nguyên, có thể trở thành minh hữu thật đúng là không có mấy người. Làm minh hữu với địch cửu chính là niềm vui ngoài ý muốn. Địch Cửu giải thích, lúc trước khi ta đi qua sinh tử môn, sinh tử thánh nhân muốn cưỡng ép cướp đoạt của ta đại đạo đạo cơ, kết quả ngược lại bị ta bóc lấy sinh tử đạo tắc. Ha ha, gia hỏa này đoán chừng cũng đủ phiền muộn. Cho nên thời điểm ta và sinh tử thánh nhân gặp mặt chính là liều mạng nghe địch cửu chóc bong sinh tử thánh nhân sinh tử đại đạo đạo tắc thân mục nguyên đã không thể dùng kinh hỉ để hình dung hắn hoàn toàn đã minh bạch đại đạo của địch cử tuyệt đối cung cấp với sinh tử thánh nhân có thể dung nạp các loại đại đạo đỉnh cấp trong mênh mông hỗn độn Nghĩ tới đây, thân mộc nguyên không chút lựa chọn xoáy lên một cái thủy tinh cầu. Cùng một thời gian, một đạo đạo tắc dung nhập vào cái này thủy tinh cầu bên trong. Làm xong những thứ này, thân mộc nguyên cực kỳ khách khí đem thủy tinh cầu đưa cho địch cửu, địch huynh. Đây là đạo tắc hoàn chỉnh nhất của sinh cơ đại đạo. Sinh tử thánh nhân, chóc bong sinh cơ đại đạo đạo cơ của ta nhưng lại thiếu khuyết một tia sinh cơ. Ta tin tưởng địch huynh có khả năng cần dùng đến trong tương lai, hiện tại ta đưa cho địch huynh. Địch cửu mừng rỡ không thôi tiếp nhận thủy tinh cầu nói ra, đa tạ thân đạo hữu thứ này đối với ta vô cùng có tác dụng thân đạo hữu không bằng cùng ta đạo hữu tương xứng tương lai cùng một chỗ tiến vào đại đạo trận môn như thế nào địch cửu cũng đoán được thân mộc nguyên ý tứ cái kia chính là mọi người cùng nhau xông đại đạo tri lộ tương lai gặp sinh tử thánh nhân cũng có một cái chiếu ứng đây đối với hắn và thân mộc nguyên mà nói đều là chuyện tốt thân mộc nguyên cười ha ha đa tạ địch đạo hữu đây chính là điều ta muốn nói địch cửu vỗ vai thân mộc nguyên sau đó nói với thiểm điện thiểm điện Ngươi tiếp tục đi tìm luyện đạo kim, ta muốn bế quan một thời gian ngắn. Thần đạo hữu, có lẽ ngươi cũng cần bế quan một thời gian ngắn. Thân mộc nguyên vẫy vẫy tay, ta không cần bế quan, của ta đạo là sinh cơ đại đạo, tại dung hợp tân thế giới sau, chỉ cần tại luyện đạo vũ trụ một bên tìm kiếm luyện đạo kim, có thể một bên dung hợp chính mình đại đạo. Thiểm điện đi tìm luyện đạo kim, nếu không ta đi cùng thiểm điện được chứ. Thân mộc nguyên biết rõ ý của địch cửu, hắn đưa sinh cơ đại đạo đạo tắc cho địch cửu, địch cửu nhất định muốn bế quan, đối tu sĩ mà nói nếu như không phải thời gian rất lâu bế quan có thể tăng thực lực lên trên cơ bản không có ai chọn thứ hai con đường vô luận là ở tu chân giới thực lực đều là đại biểu cho hết thảy giống như thân mộc nguyên suy đoán địch cử muốn bế quan hắn có thể bước vào bước thứ năm bất kỳ lúc nào nhưng mà trước khi có thêm đạo đạo chi nhánh thì hắn sẽ không tấn cấp bước thứ năm mà thôi hiện tại thân mộc nguyên cống hiến đạo cành của sinh cơ đại đạo hắn cần gì phải do dự nữa cho nên sau khi thiểm điện và thân mộc nguyên rời khỏi địch cửu trước tiên lựa chọn bế quan hắn muốn cô động đại đạo chi nhánh thứ năm sau đó bước vào bước thứ năm thiểm điện đạo hữu ta đối luyện đạo vũ trụ vẫn còn có chút quen thuộc lúc trước ta ở chỗ này lang thang trăm vạn nhiều năm lúc này mới tìm được ta bế quan địa phương tại lúc trước lang thang trong quá trình ta hiểu rõ mấy địa phương có không ít luyện đạo kim vừa ly khai địch cử bế quan chỗ thân mộc nguyên liền nhiệt tình đối thiểm điện nói ra thân mộc nguyên nhìn ra địch cử đối thiểm điện rất là coi trọng bằng không mà nói cũng sẽ không tại giới thiệu thời điểm đem thiểm điện giới thiệu cho chính mình. Hiện tại hắn xây dựng quan hệ tốt với thiểm điện, thì đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt. Thiểm điện học địch cử bộ dạng, dùng móng vuốt vỗ vai thân mộc nguyên, hắc hắc, nếu như là đinh chút luyện đạo kim cũng đừng mất mặt xấu hổ. Người biết thái gia thu lại tin cầu luyện đạo kim kia nha. Đó là do ta tìm được. Chỉ cần ta ở chỗ này, luyện đạo kim lớn nhất không thể bỏ chạy. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm kiếm luyện đạo kim nghe được thiểm điện vừa tiến liền tìm được tinh cầu luyện đạo kim chỗ hắn thân mộc nguyên cũng không dám nói mình biết rõ một ít nơi có luyện đạo kim thiểm điện không khoác lác chỉ bốn ngày trôi qua mà thiểm điện đã tìm được một khối luyện đạo kim đi thôi ta dẫn ngươi đi kiến thức khối luyện đạo kim lớn hơn thiểm điện cười hắc hắc nói xong trực tiếp chạy về một hướng thân mộc nguyên đuổi theo sát theo sau thiểm điện mặc dù tốc độ của hắn cũng nhanh nhưng trên đường vẫn bị thiểm điện châm chọc nhiều lần hai người rời đi trọn vẹn hơn 10 ngày lúc này mới đi vào chỗ mà thiểm điện nói. Nơi này có người nha. Thân mục nguyên nghi hoặc nhìn thoáng qua thiểm điện. Thiểm điện lại là cười hắc hắc, có người thì như thế nào? Bọn hắn chỉ biết rõ nơi này có luyện đạo kim, mà không biết rõ luyện đạo kim giấu ở địa phương nào. Đối với người lại bất đồng, ta biết rõ luyện đạo kim giấu ở địa phương nào. Đây là một mảng lớn hội đạo sa nguyên, bên ngoài hội đạo sa nguyên có mười mấy tên cường giả tu tập. Ngoại trừ rất ít tu sĩ tiến vào hội đạo sa nguyên, thì những người khác đều ở bên ngoài đứng ngoài quan sát tu sĩ tiến vào hội đạo sa nguyên tối đa chỉ ngốc một nén nhang thời gian liền đi ra sau đó đổi một nhóm người đi vào lại tìm kiếm thân mộc nguyên rất rõ ràng những người này tại sao phải làm như vậy dù hắn tu luyện là sinh cơ đại đạo cũng không thể ở trong hội đạo sa nguyên một thời gian quá dài nếu thời điểm thực lực cực thịnh thì tối đa cũng có nửa ngày thôi hiện tại tối đa một canh giờ mà thôi một khi thời gian quá dài đại đạo sẽ lần nữa tán loạn nếu đại đạo tán loạn còn không ly khai hội đạo sa nguyên, thì thân thể cùng đạo tắc sẽ diễn hóa thành hội đạo sa. Chúng ta đi vào, ngươi đi theo đằng sau ta, bằng không thì đoán chừng ngươi không chống được nửa ngày đâu. Thiểm điện nhìn lướt qua thân mộc nguyên rồi nói. Thân mộc nguyên thẩm than, vô luận là địch cửu hay là thú sủng của địch cửu đều là tồn tại không tầm thường. Hiện tại thiểm điện phân phó hắn, hắn nơi nào còn dị nghị. Lập tức nói, tự nhiên là thiểm điện đạo hữu định đoạt. Các ngươi dừng lại. Khi thiểm điện bước vào hội đạo sang nguyên, thì mấy tên tu sĩ đồng thời gọi thiểm điện cùng thân mộc nguyên, thậm chí có hai người đã ngăn cản đường đi của thiểm điện. Có ý gì chứ? Tất cả mọi người có thể tìm kiếm luyện đạo kim, chẳng lẽ chúng ta không thể đi vào? Thiểm điện hắc một tiếng nói. Thân mộc nguyên thở dài một tiếng, hắn biết rõ đối phương ngăn lại bọn hắn không phải, bởi vì bọn hắn muốn đi hội đạo sang nguyên tìm kiếm luyện đạo kim, mà là bởi vì thiểm điện. Thiểm điện là thất trảo thần côn, nếu như không có người ngăn lại, đó mới là việc lạ nghe đồn thất trảo thần côn có thể tự do hành tẩu tu luyện trong hỗn độn, nếu có được thất trảo thần côn, không chỉ là vấn đề mặt mũi mà đối với đại đạo của mình cũng tính quyết định. Có thể thử nghĩ thoáng một phát, nếu như bị vây ở chỗ này, không ra được cũng có thể mang theo thất trảo thần côn trực tiếp tiến vào hỗn độn nha. Thất trảo thần côn, giờ khắc này hết thảy mọi người chú ý cũng không phải thiểm điện, mà là thiểm điện bảy trảo còn có ấn ký thiểm điện trên chán nó. Đây là một đầu thất trảo thần côn, rất có thể là thần thú biến dị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ vài tên tu sĩ, thì đại đa số người đã vây quanh lấy thiểm điện cùng với thân mộc nguyên. Một gã nam tu giàu ngắn trực tiếp nhìn chằm chằm thân mộc nguyên, giọng điệu mang theo một tia sát khí. Hội đạo sa nguyên chúng ta tìm nhiều năm, hơn nữa cũng ở nơi đây chờ nhiều năm, không biết vẫn lạc nhiều ít đồng đạo, hai vị muốn chiếm tiện nghi ư. Loại chuyện này coi như là nói đến chỗ đó đều nói không qua thiểm điện kiêu ngạo vừa nhấc móng vuốt, bất quá không đợi hắn nói chuyện, thân mục nguyên liền chụp đập thiểm điện, khách khí nói, đã như vậy, chúng ta đây sẽ không tiến vào. Thiểm điện vội vàng nói, như vậy sao được, nhất định phải đi vào, hội đạo sang nguyên này cũng không phải của bọn họ. Hơn nữa bọn hắn cũng không biết luyện đạo kim ở nơi nào, dựa vào cái gì bọn hắn có thể đi chúng ta không thể đi vào. Thân mục nguyên cười hắc hắc, người nói khối luyện đạo kim địch đạo hữu lấy được lớn hay không lớn. Thiểm điện không chút lựa chọn nói ra, Tự nhiên là một khối luyện đạo kim lớn nhất nha, chuyện này còn cần ngươi tới hỏi. Thân Mộc Nguyên chỉ chỉ một cái phương hướng nói ra, ta biết rõ chỗ đó có một khối luyện đạo kim, sẽ không nhỏ hơn khối của Địch Đạo Hữu đâu. Điều đó không có khả năng. Thiểm Điện không chút lựa chọn đã cắt đứt Thân Mộc Nguyên mà nói. Thân Mộc Nguyên nhàn nhạt, nhạt nói ra, mặc kệ khả năng không có khả năng, chúng ta không đi, làm sao ngươi biết được? Thiểm Điện con mắt lóe lóe, Thân Mộc Nguyên nói cũng đúng nha. Nếu như không đi thì làm sao mà biết rõ tuy rằng nó có nắm chắc nơi đây có một khối luyện đạo kim rất lớn thế nhưng thực lực của nó dù sao còn thấp vạn nhất thân mộc nguyên thật sự sẽ tìm đến một khối đâu nghĩ tới đây thiểm điện lập tức nói lão thân ta nghe ngươi ngươi dẫn ta đi đi thân mộc nguyên nói xong xoay người rời đi đúng như thân mộc nguyên đoán trước hắn vừa mới quay người thì mấy tu sĩ còn lại lại ngăn cản hắn và thiểm điện lần nữa có ý gì hẳn là chúng ta cũng không thể đi ư Thân Mộc Nguyên lạnh lùng trầm chầm, chầm đám tu sĩ ngăn mình lại. Tuy hắn bị Sinh Tử Thánh Nhân chọc bong Đại Đạo thậm chí thiếu chút nữa giết chết, nhưng hắn tu luyện là Sinh Cơ Đại Đạo, nói một cách khác, ngoại trừ Sinh Tử Thánh Nhân cùng địch cử loại này trên cơ bản không gặp được cường giả, tu sĩ bình thường, cho dù là bước thứ sáu viên mãn cũng không có bị Thân Mộc Nguyên hắn để trong mắt. Có ý gì? Ai biết các ngươi có phải đi tìm thêm đồng bọn hay không? Cho nên trước khi chúng ta tìm được luyện đạo kim thì các ngươi không thể ly khai nam tu dầu ngắn vừa nói vừa liếc nhìn qua thiểm điện, tiếp tục nói, nếu ngươi muốn đi cũng có thể, để thú sủng của ngươi lại, bằng không mà nói, đừng trách ta không tin ngươi. Thiểm điện thế mới biết mình là đang ở trong cục không biết mình chi tiết, còn nghĩ đám tu sĩ này, nghĩ nó là thú sủng mà không cho phép bọn hắn tiến vào hội đạo sang nguyên. Có gan có gan, năm đó mấy, rác rưởi muốn bắt ta đều đã bị thái gia của ta biến thành hư vô, hôm nay vậy mà lại gặp một đống. Thiểm điện nửa điểm đều không sợ, không nói trước những người này căn bản không bắt được nó, coi như là có thể vây khốn thì lão thân cũng không phải kẻ bất tài thái gia đã từng nói qua đạo của lão thân không đơn giản nếu như không đơn giản vậy thì không sợ những thứ rắc rưởi này thiểm điện còn đang chờ thân mộc nguyên động thủ thân mộc nguyên bỗng nhiên truyền âm cho thiểm điện nói ra thiểm điện thực lực của ta không khôi phục tuy nhiên có thể giết chết mấy cái nhưng người nơi này nhiều lắm đợi lát nữa ngươi trực tiếp tiến vào hội đạo sa nguyên sau đó ta đi theo ngươi tiến đến đã đến hội đạo sa nguyên có người dám truy vào đến, đây chẳng phải là theo chúng ta ý. Thực lực của Thân Mộc Nguyên thật sự không khôi phục, nhưng thực lực bây giờ so với lúc đại đạo bị hủy vẫn mạnh hơn rất nhiều. Chẳng qua là hắn vừa mới thông qua mới vũ trụ thế giới khôi phục thân thể, chủ yếu là đại đạo bất ổn, cho nên hắn không muốn bị thương ở chỗ này. Ha ha, tốt, cứ làm như thế. Thiểm Điện rất ưa thích phương pháp xử lý của Thân Mộc Nguyên, khi dễ nguyên một đám khiến nó càng vui vẻ hơn. Thân Mộc Nguyên truyền âm, Thiểm Điện lại nói thẳng ra, thiểm điện lời còn chưa dứt thì đã vọt vào hội đạo sang nguyên. Bọn hắn muốn chạy trốn. Một gã nam tu cao gầy vừa kêu lên, thì thân mộc nguyên đã xoáy lên từng đạo thần thông vòng xoáy. Những thứ này thần thông vòng xoáy thật giống như hư không xuất hiện vết rách bình thường, làm cho người ta cảm giác chỉ cần đi vào, liền không cách nào thoát thân. Vài tên tu sĩ muốn đuổi theo cảm nhận được thần thông vòng xoáy cường đại nên do dự, thân mộc nguyên cũng theo thiểm điện vọt vào hội đạo sang nguyên. Nam tu dầu ngắn hầu như không suy nghĩ mà vọt theo thân mộc nguyên, Vọt vào hội đạo Sa Nguyên, trong lòng của hắn rất rõ ràng Thất Trảo Thần Côn đối với hắn có ý nghĩa như thế nào. Ở đại đạo chi lộ không biết bao nhiêu năm, dù hắn đã tìm được một ít luyện đạo kim, nhưng hắn cũng hiểu muốn dùng luyện đạo kim ly khai đại đạo chi lộ tiến vào đại đạo trận môn, gần như là chuyện không thể nào. Hôm nay có thể ở nơi đây phát hiện Thất Trảo Thần Côn, nếu như hắn bỏ lỡ, Cực Thai hắn cũng không thể tha thứ chính mình. Cực Thai sớm đã nghĩ kỹ, chỉ cần bắt được Thất Trảo Thần Côn trước tiên ly khai hội đạo sa nguyên sau đó nghĩ biện pháp tiến vào hỗn độn bởi vì tại hội đạo sa nguyên không thể ngốc bao lâu cho nên coi như là cực thai cũng biết chính mình phải mau chóng bắt đi thất trảo thần côn cho nên hắn vừa tiến vào hội đạo sa nguyên đã dùng độn thuật nhanh nhất xông về thất trảo thần côn trong suy nghĩ của cực thai với tốc độ của hắn mà muốn bắt được thất trảo thần côn thì đoán chừng phải tốn thời gian một nén nhang dùng thực lực của hắn tăng thêm kinh nghiệm đầy đủ ly khai hội đạo sa nguyên không bị thần thông của thân mộc nguyên ngăn trở trong mắt hắn thì thân mộc nguyên chỉ là một kẻ yếu còn chưa vững chắc đại đạo mà thôi điều để cho cực thai thật không ngờ chính là hắn vừa mới xông vào hội đạo sang nguyên đã nhìn thấy thiểm điện cùng thân mộc nguyên vô luận là thiểm điện hay là thân mộc nguyên đều không có trốn chạy tựa như đang chờ hắn vậy ta không muốn đánh với ngươi chỉ cần ngươi giao ra cực thai miệng nói với thân mộc nguyên nhưng thần thông đạo vận đã bắt đầu ngưng tụ hắn biết rõ nhất định phải đánh một trận với thân mộc nguyên thất trảo thần côn không có ai chủ động nguyện ý nhường lại ha ha với chút bổn sự của ngươi thì thân mộc nguyên ta thật sự không để trong lòng dù thực lực của ta giảm bớt một ít muốn giết ngươi cũng là giống như bóp chết một con sâu cái kiến thân mộc nguyên vừa nói chuyện xoáy lên một thanh thước màu xám đây là một thanh thước bằng gỗ cho trông cũng không có gì đặc biệt thân mộc nguyên vừa tế ra thì cực thai cũng cảm giác được toàn bộ không gian của hội đạo sa nguyên bắt đầu bị đè ép lại hắn lập tức cảm giác được đạo vận của mình vận chuyển vô cùng khó khăn hết lần này tới lần khác chỗ trong không gian sinh cơ giạt rào, chẳng qua là sinh cơ rào giạt cách hắn chỉ có một thước, nhưng chính hắn không cách nào bắt được. Răng rắc, lĩnh vực đại đạo của cực thai vỡ vụn, cực thai vô cùng kinh hãi. Giờ phút này hắn mới biết được, so với gia hỏa có đại đạo bất ổn trước mắt, hắn chẳng là gì cả. Chạy lên, cực thai biết rõ chính mình ngăn không được thước to của thân mộc nguyên. Giờ phút này chỉ có thể dốc sức liều mạng thiêu đốt đạo vận cùng máu huyết, hắn chỉ hy vọng mình có thể đào tẩu. Đã chậm thân mộc nguyên nói hai chữ này xong hỗn thiên xích màu xám đã phá vỡ sinh cơ đạo tắc không gian oanh vào chán cực thai đạo tắc của cực thai ngay lập tức tán loạn có chút không cam lòng chậm rãi ngã xuống hắn kém xa địch cửu cùng sinh tử thánh nhân nhưng chỉ một tên tu sĩ bước thứ sáu bình thường mà muốn làm mưa làm gió trước mặt hắn có thể nói là đối phương suy nghĩ nhiều rồi tranh thủ thời gian mở ra thế giới của hắn nha thiểm điện thấy thần hồn cực thai thần hồn sắp bại nhất tranh thủ thời gian kêu lên thân mục nguyên xấu hổ sờ lên cái cằm, nếu như hắn có thực lực kia đâu cần để cho thiểm điện nhắc nhở. Trông thấy cực thai triệt để tiêu vong, thiểm điện có chút khó chịu nói ra, thực lực ngươi vẫn chưa được nha. Nếu là thái gia, chỉ cần phất tay là có thể mở ra thế giới của gia hòa này rồi. Ngươi cho rằng mỗi người đều có thể so với địch đạo hữu sao? Không phải ngươi nói mang ta đi tìm kiếm luyện đạo kim ư. Tranh thủ thời gian đi đi, chỗ này ta đã sớm ngốc đã đủ rồi. Tìm được luyện đạo kim, chúng ta lập tức tiến đại đạo trận môn. Thân Mộc Nguyên tức giận nói, "Ra hỏa thiểm điện này một chút mặt mũi cũng không cho." Thiểm điện hắc hắc một tiếng, "Vì sao ta phải dừng lại chứ? Ngươi chỉ là muốn để cho ta ở chỗ này tiêu diệt ra hỏa ngấp nghé nhà mà thôi." Thân Mộc Nguyên còn chưa dứt lập tức hiểu ý thiểm điện, mừng rỡ nhìn thiểm điện. Thiểm điện khinh thường nói, "Nghĩ thông suốt chưa, ta muốn nói luyện đạo kim ở ngay chỗ này." Thế nhưng mà, Thân Mộc Nguyên nhìn quanh bốn phía, không có cái gì nha chẳng lẽ là ẩn nấp trong hư không hắn lập tức cầm miếng không gian trận kỳ ra nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha